Các bạn mến, mình sửa lỗi từ tập 29 đến tập 38. Ở mỗi chương đều thiếu một đoạn, mong các bạn thông cảm nha. Minh Vương và 7 chị gái cực phẩm, Lục Vân. Tập 34. Lồng phòng ngự mỏng như cánh ve dâng lên một cách quỷ dị, lại không thể phá vỡ, làm vô số tu võ giả Long Quốc trên Thiên Sát Phong đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Thiếu chút nữa họ đã chết trong trận chiến bảo vệ thần quân điện hạ rồi. Chỉ là cái lồng phòng ngự này đến từ chỗ nào, trừ Thiên Sát Điện và một số người bên ngoài ra thì không ai biết, còn tưởng rằng đây là trận pháp có sẵn của Thiên Sát Phong, khi bị trăm thần cảnh đè ép nên mới bị kích thích tuôn ra. Cũng có người cho rằng đây là thần quân điện hạ hiển linh, yên lặng che chở bọn họ. Alex nhăn mày càng chặt, hét lớn một tiếng, ra tay, nghiền nát nó. Ầm ầm. Trăm tên thần cảnh cùng ra tay, nội kình hùng hậu như sao trời vô tận rơi xuống, ngân hà đổ ngược, điên cuồng mà đánh vào cái lồng phòng ngự trên Thiên Sát Phong. Hào quang sáng chói làm mọi người căn bản không dám mở mắt ra nhìn. Đây không chỉ là nghiền ép về mặt khí thế mà là trăm tên thần cảnh liên thủ công kích, lực phá hoại mạnh hơn lúc nãy không chỉ gấp trăm lần. Nhưng khi công kích giáng xuống thì lồng ánh sáng màu xanh nhạt nhìn như yếu ớt mỏng manh kia lại như mặt hồ gợn sóng, làm tất cả công kích nhộn nhạo lên rồi không thấy có chút vết tích vỡ vụn nào cả. Cái này sao có thể? Alex nhìn không được mà kinh hô, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Mà cùng lúc đó, các tu võ giả Long Quốc trên Thiên Sát Phong cũng không nhịn được kích động hò hét, là thần quân điện hạ. Nhất định là thần quân điện hạ đang che chở cho chúng ta. Thần quân điện hạ uy vũ. Thần quân điện hạ uy vũ. Thần quân điện hạ uy vũ. Tiếng giống động trời mang theo cảm xúc kích động đó làm trăm tên thần cảnh của liên minh thí thần giả lộ ra vẻ mặt càng khó coi, còn tệ hơn ăn phải ruồi. Họ không ngờ sẽ xảy ra tình huống như vậy. Trận chiến mà họ nghĩ đã có sẵn kết cục lại bị một cái lồng phòng ngự quỷ dị triệt để phá vỡ. Vậy còn trèo lên Thiên Sát Phong không? Vậy làm sao phá hủy pho tượng của Thiên Sát Vương? Alex không cam tâm, gương mặt phương Tây dưới sóng mũi cao bỗng trở nên âm trầm, hắn ta nghiến răng nghiến lợi nắm chặt ngự linh thần kiếm trong tay rồi bỗng bổ xuống. Một ánh kiếm lóe lên, nhưng vẫn không phá nổi phòng ngự kia. Alex căn bản không thể phát huy ra uy lực chân chính của ngự linh thần kiếm. Con mẹ nó, Alex không chút hình tượng mà chửi ầm lên. Kẽo kẹt. Dưới cục diện rằng con này, bóng dáng của một thanh niên bỗng đi qua biển người, dẫm lên lớp tuyết đọng trên mặt đất làm phát ra tiếng vang thanh thúy. Bởi vì thời khắc này biển người cơ bản đều trong trạng thái đứng im nên động tĩnh của thanh niên này rất dễ hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Anh Lục Vân, anh. Uông Húc thấy Lục Vân đột nhiên đi qua bên cạnh mình rồi bước về hướng Thiên Sát Phong thì lập tức kinh hãi. Mặc dù lồng phòng ngự kiên cố, nhưng lúc nãy bọn họ chịu khí thế của trăm thần cảnh chèn ép nên thân thể chết lặng còn chưa khôi phục lại. Không chỉ Uông Húc mà những tôn giả khác cũng như thế. Trông thấy Lục Vân không có chuyện gì mà nhẹ nhàng bước đi như dẫm trên đất bằng, họ khó tránh khỏi kinh ngạc. Lục Vân không để ý đến ánh mắt của mọi người mà trực tiếp leo lên núi đỉnh. Đi đến trước mặt pho tượng tuyết trắng to lớn kia rồi đứng lại yên lặng nhìn chăm chú vào Alex. Không ít người trong liên minh thí thần giả đã bắt đầu run rẩy, lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Ví dụ như minh chủ Nakamura của liên minh ninja. Giờ phút này sao ông ta còn không rõ, cảm giác quen thuộc vừa rồi không phải là ảo giác, người thanh niên nhìn quen mắt đi lướt qua mình chính là sát thần của Long Quốc Thiên Sát Vương. Tất cả đều là cái bẫy của Thiên Sát Vương. Bắt đầu từ ngày đảo nhỏ trên Thái Bình Dương chìm đó, Thiên Sát Phương đã lập kế hoạch cho mọi chuyện và chờ đợi những thế lực như bọn họ tự động đưa tới cửa, sau đó hốt gọn một mẻ. Nakamura lập tức suy nghĩ kỹ tất cả mọi thứ. Ông ta vô cùng hoảng sợ, muốn lớn tiếng la lên, nhưng cuống họng như bị một bàn tay vô hình bóp lấy, căn bản không phát ra được âm thanh nào. Sợ hãi điên cuồng ăn mòn ông ta như ma quỷ. Alex cũng chú ý tới Lục Vân, nhưng hắn ta rất nghi hoặc. Không rõ thân phận của người thanh niên này, cũng không rõ làm sao hắn đi lên đỉnh núi kia được. Nhưng hắn ta chỉ cảm thấy quỷ dị thôi. Anh, là, ai? Alex cố kiềm nén cảm xúc mà lớn tiếng hỏi. Nhưng không ai trả lời. Lục Vân căn bản không đáp lại hắn ta mà yên lặng rời mắt đi, ngửa đầu nhìn pho tượng trước mặt, sau đó bỗng bật lên trực tiếp dẫm lên đầu tượng đá đó. Vô số tu võ giả Long Quốc trên Thiên Sát Phong lập tức sửng sốt.
sau đó lửa giận vô tận trào ra ngoài. Đây chính là thần quân điện hạ của họ. Người thanh niên này dám trực tiếp dẫm lên đầu tượng đá của thần quân điện hạ, đây là khinh nhờn đối với thần quân điện hạ, là trà đạp tôn nghiêm của dân chúng Long Quốc. Họ bắt đầu lớn tiếng nhục mạ, phản đồ. Rõ ràng Lục Vân có khuôn mặt của người Long Quốc, lại làm ra hành vi cực kỳ bất kính đối với thần quân điện hạ, đây không phải phản đồ thì là gì? Quân bán nước. Uông Húc cũng đang mắng. Lúc nãy anh ta đã nhìn nhầm, loại người này căn bản không có tư cách trở thành bạn của anh ta. Alex và trăm tên thần cảnh của Liên minh Thí Thần Giả lại lộ ra vẻ mặt phức tạp, trong lòng không nhịn được mà nói thầm, người thanh niên Long Quốc này đang làm cái gì vậy? Là địch hay là bạn? Rất nhanh họ đã có được đáp án. Chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn vang lên, hóa ra là Lục Vân dẫm một chân lên giữa đầu tượng đá, tiếp theo liền thấy một vết nứt thuận theo trán bức tượng như một tia sét lan thẳng xuống lòng bàn chân. Ầm ầm, tượng đá của Vân Thiên Thần Quân bị chia thành hai mảnh rồi ầm ầm ngã xuống đất. Tĩnh mịch tràn lan trong chớp mắt. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, quân bán nước đáng xấu hổ. Vô số người Long Quốc trợn tròn mắt như muốn nứt ra, tức giận gào thét, hận không thể lập tức chém Lục Vân, kéo thi thể của hắn để diễu phố thị chúng. Ai mà ngờ được kẻ phá hủy tín ngưỡng cuối cùng của họ không phải là thần cảnh của Liên minh Thí Thần Giả mà là một người Long Quốc, một phản đồ của Long Quốc. Dù hắn có chết ngàn vạn lần cũng không đủ rửa sạch được tội ác trên người. Vô số người Long Quốc lửa giận ngập trời, những tiếng chửi rủa điên cuồng tràn ra, bao gồm tất cả những tinh túy thô túc mà người Long Quốc có khả năng nghĩ ra. Cũng có thể hiểu được chuyện này, ai bảo hành động của Lục Vân quá kéo thù hận kia chứ? Mà trong lúc người của Long Quốc chửi rủa thì đồng thời cũng vô cùng thất vọng, bởi vì họ trông thấy 36 vị thủ hộ giả thiên sáp điện lại mặt không cảm xúc. Tượng vua của bọn họ bị người ta phá hủy mà họ không có chút phản ứng nào cả. 36 vị thủ hộ giả này đã triệt để làm dân chúng Long Quốc thất vọng, họ suy đoán 36 người này cũng là phản đồ giống như thanh niên kia, nhất định đã sớm quy thuận Liên minh Thí Thần Giả. Thật là đáng xấu hổ. Thiên Sáp Điện đã không còn là thần điện bảo hộ Long Quốc nữa, mà là một đám phản đồ. Thế là đám người bắt đầu nhục mạ luôn cả 36 vị thủ hộ giả Thiên Sáp Điện. 36 thủ hộ giả cũng thầm cay đắng, sao họ ngờ được vua của họ biết chơi như thế, đột nhiên phá hủy tượng đá của mình luôn. Nhưng họ tin tưởng rất nhanh chân tướng sẽ rõ ràng. Cảnh Lục Vân đạp nát tượng đá làm trăm tên thần cảnh do Alex dẫn đầu đều không tỉnh táo lại, trong lòng kêu lên, quá giỏi. Lúc đầu vì cái lồng quỷ dị kia mà họ rất khó phá hủy tượng đá Thiên Sáp Vương, ai biết phía Long Quốc lại xuất hiện một gián điệp. Đây là dâng công lao để gia nhập sao? Alex lộ vẻ tán thưởng, vừa cười vừa nói, người bạn Long Quốc, lựa chọn của anh very sáng suốt, hoan nghênh gia nhập liên minh, về sau anh chính là người đứng đầu trong chúng thần. Alex tự cho là đúng mà nói, nếu đối phương đã dâng lên công lao để gia nhập thì đương nhiên hắn ta cũng phải lấy ra chút thành ý, trực tiếp giao cho đối phương địa vị dưới một người trên vạn người. Ai ngờ Lục Vân lại liếc nhìn hắn ta một cái rồi trả lời, mày là cái con mẹ kiêu kiêu gì chứ? Cái con mẹ kiêu kiêu gì chứ? Alex lập tức sửng sốt, mặc dù hắn ta không dành tiếng Long Quốc lắm, nhưng có thể đánh giá ra từ giọng điệu và thần thái của Lục Vân là vừa rồi hắn nhất định đã nói một câu chửi tinh túy của Long Quốc. Những người Long Quốc đang chửi rủa cũng sửng sốt. Họ thấy Lục Vân dẫm nát tượng đá của Vân Thiên Thần Quân thì theo bản năng nhận định hắn là cùng một bọn với Alex, nhưng thông qua câu nói vừa rồi, họ lại phát hiện không phải như thế. Cho nên rốt cuộc hắn là địch hay bạn? Đám tu võ giả Long Quốc dừng lại một lát, nhưng sau đó lại tiếp tục hỏi thăm tổ tông 18 đời của Lục Vân, câu nào cũng là tinh túy. Mặc kệ hắn đang làm cái gì, dù sao tượng đá của thần quân điện hạ là bị hắn phá hủy, tiếp tục mắng là đúng rồi. Alex biến sắc, nói, anh bạn, anh có ý gì? Chẳng lẽ không phải anh muốn dùng cách này để gia nhập liên minh thí thần giả sao? Bảo bản vương gia nhập liên minh thí thần giả, tụi mày xứng sao? Lục Vân đột nhiên châm chọc nói một câu, mà khi hắn nói xong câu đó thì toàn bộ Thiên Sáp Phong lại rơi vào sự yên lặng quỷ dị lần nữa. Có phải hắn vừa nói, bản vương không? Trên toàn bộ Long Quốc, ai dám tự xưng là bản vương? Đầu óc mọi người đều rối tung cả lên, không chịu nổi cú xoay ngược quá khủng khiếp này. Vào thời khắc này, rốt cục 36 vị thủ hộ giả Thiên Sáp Điện cũng hành động.
chỉ thấy 36 dáng người thẳng tắp như tùng bỗng nghiêm chỉnh đều nhịp quỳ một gối xuống trước mặt Lục Vân, vẻ mặt rất trang nghiêm, thanh thế rất mãnh liệt. Thiên Sát Tam Thập Lục Cương, Thiên Khôi, Khấu Kiến Vương. Thiên Sát Tam Thập Lục Cương, Thiên Cơ, Khấu Kiến Vương. Thiên Sát Tam Thập Lục Cương, Thiên Cô, Khấu Kiến Vương. Thiên Sát Tam Thập Lục Cương, Thiên Sát, Khấu Kiến Vương. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cứ như trải qua vô số lần diễn luyện, 36 giọng nói vang dội rõ ràng nối tiếp nhau mà vang lên, làm rung chuyển cả Thiên Sát Phong. Thiên Sát Tam Thập Lục Cương, Thiên Thương, Khấu Kiến Vương. Thiên Sát Tam Thập Lục Cương, Thiên Cứu, Khấu Kiến Vương. Thiên Sát Tam Thập Lục Cương, Thiên Kiếm, Khấu Kiến Vương. Mãi đến khi tiếng nói cuối cùng vừa dứt thì trên Thiên Sát Phong và những dãy núi vần quanh vẫn quanh quẩn tiếng giống chấn động cả trời đất của 36 anh hùng thiết huyết của Thiên Sát Điện. Kéo dài không dứt. Cảnh tượng này cực kỳ chấn động, từng tiếng giống lớn như thiên lôi mãnh liệt bỗng nổ vang trong đầu tất cả mọi người như sóng lớn cuồn cuộn. Vương! Thiên Sát Vương! Người thanh niên này chính là sát thần mặt lạnh uy hiếp cả trăm quốc gia, Thiên Sát Vương. Giờ khắc này không ai không rung động. Không ai không kinh hãi, không ai không cảm thấy linh hồn run rẩy. Thiên Sát Vương chưa có chết. Thiên Khôi cung kính tiến lên rồi đưa một cái mặt nạ đầu rồng hoàn toàn mới lên. Lục Vân nhận lấy nhưng không đeo vào mà dùng tay không bóp nát cái mặt nạ bằng đồng kia rồi cười lạnh một tiếng và nói, bảo bản vương gia nhập liên minh thí thần giả, tụi mày cũng xứng. Lời này của hắn đương nhiên là nói với Alex và gần trăm tên thần cảnh. Những thần cảnh của liên minh thí thần giả đã hoàn toàn ngơ ngác, mặc dù Lục Vân không đeo mặt nạ đầu rồng vào, nhưng thân hình kia, khí thế kia tuyệt đối là Thiên Sát Vương. Quả nhiên Thiên Sát Vương không chết. Hỏi sao họ dám tin? Họ lập âm mưu lâu như vậy, trước đó còn dùng các loại thủ đoạn khiêu khích để dò xét Long Quốc, cuối cùng có được kết luận là Thiên Sát Vương đã chết, kéo dài lâu như vậy họ mới dám đi đến Thiên Sát Phong. Nhưng kết quả ra sao? Thiên Sát Vương len lỏi trong đám tu võ giả Long Quốc rồi chờ họ tự chui đầu vào lưới. Thất sách! Thần của chúng thần, Lục Vân bỗng trêu tức dò xét nhìn Alex một cái, trực tiếp làm toàn thân Alex hứa mồ hôi, sau lưng phát lạnh, chỉ là một con kiến mà thôi. Lục Vân lạnh lùng nói rồi chập ngón tay lại thành kiếm, lồng phòng ngự màu xanh nhạt bao trùm lấy Thiên Sát Phong bỗng co lại, cuối cùng ngưng tụ thành một thanh trường kiếm màu xanh rồi rít lên lao ra. Xuy! Trường kiếm lướt đi không để lại dấu vết, chỉ chợt hiện ra một chút ánh sáng trong hư không, trong nháy mắt đã đâm thủng ngực Alex. Ngự linh thần kiếm trở về trong tay Lục Vân. Đồ mà bản vương chắp tay đưa ra, mày cầm chắc được sao? Alex, thần của chúng thần, người được giới tu võ ca tụng là vị thần mới mạnh mẽ quật khởi kế thừa thời đại của Thiên Sát Vương, nhưng lại không chống nổi một chiêu trong tay Lục Vân. Một kiếm xuyên ngực. Mà thanh ngự linh thần kiếm vốn không thuộc về hắn ta cũng thuận thế trở về tay Lục Vân. Trăm thần cảnh rất ghê gớm à. Lục Vân nhìn lướt qua bốn phía, ngự linh thần kiếm trong tay cắm thẳng xuống đất, kiếm thế lấy Thiên Sát Phong làm trung tâm mà lan tràn ra, trong nháy mắt đã chấn vỡ gần trăm cái cầu vòng nội kình kết nối với Thiên Sát Phong. Răng rắc, răng rắc, răng rắc. Gần trăm thần cảnh muốn dẫm lên những cầu vòng nội kình kia để leo lên Thiên Sát Phong giống như con diều đứt dây phập phồng ở giữa không trung mấy lần rồi liên tục rơi xuống. Họ phun ra máu tươi. Cầu vòng do họ tạo thành từ nội kình bây giờ đã bị kiếm thế chấn vỡ, họ ít nhiều gì cũng bị dội ngược, hộc máu cũng bình thường. Nhưng quỷ dị là ngụm máu phun ra không rơi xuống theo thân thể của họ mà bị một sức hút vô hình lượn lờ kéo đến trước mặt Lục Vân. Lục Vân lấy mỗi phần một giọt rồi dùng ấn phù khóa lại. Sau này sống chết của trăm tên thần cảnh này chỉ nằm trong một ý niệm của hắn. Lục Vân chưa từng có ý tưởng khống chế giới tu võ, lúc trước lão đạo sĩ đưa hắn đến chiến trường biên cảnh chỉ vì rèn luyện ý chí của hắn. Hắn cũng chưa từng nghĩ đến có một ngày mình sẽ trở thành Vân Thiên Thần Quân được vạn người kính ngưỡng, càng không nghĩ đến tu võ giả các quốc gia trên thế giới lại xem hắn như sát thần. Nhưng đã đến tình trạng này thì hắn cứ dứt khoát cứng rắn đến cùng, triệt để nhận lấy lực lượng này. Liên minh thí thần giả đã chiếm đoạt gần 90% tổ chức tu võ giả trên thế giới, trăm tên thần cảnh này đều đến từ rất nhiều quốc gia, không ngờ cuối cùng lại làm nền cho Lục Vân. Khống chế họ tương đương với khống chế hơn 90% tổ chức tu võ giả của thế giới. Mà cuối cùng lực lượng này đều về đến danh nghĩa của Thiên Sát Điện.
không cẩn thận thống trị giới tu võ làm Lục Vân rất bất đắc dĩ, ai bảo thực lực của hắn còn đó, muốn khiêm tốn cũng khó, thật là đáng ghét. Thật phiền. Muốn làm một phế nhân thực sự quá khó. Lục Vân tự flex một hồi, đáng tiếc không ai thưởng thức, bởi vì mọi người còn chưa tỉnh táo lại từ cảnh tượng vừa rồi, trong đầu còn đang vang lên ong ong. Thần của chúng thần Alex không ai bì nổi lại chết như vậy sao? Trăm thần cảnh nhân tạo khí thế ngập trời lại bị đánh tàn tạ như vậy sao? Thanh niên dùng một chân dẫm nát tượng đá Thiên Sát Vương chính là Thiên Sát Vương sao? Mọi người như con rối mất đi linh hồn mà đơ ra rất lâu, thẳng đến một tiếng hoan hô như sóng biển vang lên mãnh liệt. Thần quân điện hạ uy vũ! Thần quân điện hạ uy vũ! Thần quân điện hạ uy vũ! Những tu võ giả Long Quốc 2 phút trước còn miệng phun, tiếng thơm, kéo 18 đời tổ tông của Lục Vân ra khỏi mộ mà quất một lần, giờ phút này lại nước mắt rưng rưng, tâm tình kích động mà hô to thần quân uy vũ. Tiếng hét kéo dài không dứt, thậm chí còn gây nên một trận tuyết lở, nhưng căn bản không ảnh hưởng đến tâm tình kích động thời khắc này của họ. Thần quân điện hạ không chết. Thần quân điện hạ vĩnh viễn là thần. Tín ngưỡng của Long Quốc chưa từng mất đi, hắn vẫn luôn ở đó. Trận chiến dịch thần mới thay thế thần cũ đã được các quốc gia trên thế giới chú ý ngay từ đầu, cho nên không chỉ ở Thiên Sát Phong mà cả Long Quốc cũng triệt để sôi trào. Họ uể oải lâu như vậy, đều cho là thần quân đã ngã xuống, nhưng không ngờ thần quân điện hạ lại dùng cách này để trở về lần nữa. Hơn nữa lần này Vân Thiên thần quân không đeo mặt nạ đầu rồng, mà là dùng diện mạo thật xuất hiện trước mặt người đời. Cho nên cái tên Lục Vân này đã điên cuồng càn quét Long Quốc. Võ Minh kinh thành chấn động. Thì ra người mà họ coi là con rùa tông sư lại là Vân Thiên thần quân. Nhà họ Long chấn động. Thì ra cơ hội mà họ không nắm chắc được là tổn thất trầm trọng hơn tưởng tượng của họ. Khương gia, Tề gia của Kim Lăng chấn động. Lúc trước họ thấy Lục Vân dễ dàng giải quyết Võ Minh khu Đông Hải còn tưởng rằng thân phận của Lục Vân liên quan đến ông lớn nào đó ở Tổng Minh kinh thành, lại không biết Lục Vân sớm đã là chí tôn của Long Quốc. Diệp gia tỉnh Giang Nam. Thật lâu sau vợ chồng Diệp Hướng Vinh vẫn khó bình phục tâm tình, thiếu phụ xinh đẹp vẫn còn quyến rũ là Khương Lam quá kích động nên lại ướt nhẹp. Lúc này tất cả những người đã từng quen biết Lục Vân đều lộ ra vẻ mặt khó tin nổi, thật không dám tưởng tượng thần bảo hộ thế gian vô song của Long Quốc lại ở bên cạnh họ. Mà bảy người chị mỹ nữ tuyệt sắc của Lục Vân thì tràn ngập tự hào, nhìn đi, người đàn ông mà các cô quan tâm nhất là anh hùng chân chính của Long Quốc. Cảm giác tự hào vui mừng và hạnh phúc này rất tràn trề, không kiềm được mà tràn ra. Họ kích động đến run rẩy cả người. Mà lúc này trên Thiên Sát Phong, những tu võ giả Long Quốc kích động reo hò, đồng thời cũng có chút nghi hoặc là vì sao thần quân điện hạ lại đột nhiên phá hủy tượng đá của mình. Họ nghi hoặc, nhưng không ai dám hỏi. Dù thần quân điện hạ làm cái gì cũng đúng, cũng hợp lý, họ không thể nghi ngờ. Nhưng Lục Vân như đọc được suy nghĩ của họ mà cười giải thích, xưa nay tôn nghiêm và tín ngưỡng không dựa vào vật gì để duy trì, mà nên để ở trong lòng, chỉ cần trong lòng tin chắc nó tồn tại thì vĩnh viễn không có khả năng bị người ta phá hủy. Đám người lập tức tỉnh ngộ. Thì ra đây mới là đạo lý mà thần quân điện hạ muốn nói cho họ, tượng đá bị hủy thì đã sao, trong lòng có tín ngưỡng thì vĩnh viễn đứng sừng sững không ngã. Những người ở đây tỉnh ngộ đồng thời cũng lập tức sinh ra cảm giác như mộng ảo. Thì ra Vân Thiên thần quân không đeo mặt nạ đầu rồng lại có nụ cười ôn hòa như vậy. Họ càng yêu hắn. Uông Húc cứng lại tại chỗ thật lâu, nhớ lại những lời trước đó từng nói với Lục Vân thì lúng túng muốn đào cái lỗ để chui xuống. Anh ta dám nói với Vân Thiên thần quân là tôi thừa nhận anh rất ưu tú. Lúc ấy sao anh ta lại có dũng khí nói ra những lời này? Uông Húc càng nghĩ càng xấu hổ. Nhất là khi nhìn thấy nụ cười trên mặt Lục Vân thì cứ cảm thấy hắn đang giễu cợt mình một cách thiện ý. Anh ta không khỏi hơi đỏ mặt. Đây là một thời khắc mang tính lịch sử. Ngày này Thiên Sát Vương tháo mặt nạ đầu rồng của mình xuống, dùng một gương mặt trẻ tuổi đứng trước mặt người đời, cái tên Lục Vân này cũng theo đó mà được lan truyền ra khắp nơi. Người mà thiên hạ không ai không biết. Thiên hạ ai dám không phục. Tôi không phục. Một thanh niên đột nhiên phát ra một tiếng cười nhạo và nói, một tên tôm tép nhãi nhép, còn trẻ mà học người ta dạy đời thiên hạ, không biết ngại là gì à? Tiếng nói vừa dứt thì cả vạn ánh mắt lập tức nhìn lại. Họ kinh ngạc nhìn về phía thanh niên lên tiếng. Vừa rồi mọi người đều bị khí thế của Lục Vân đàn áp, người của Long Quốc vô cùng kính ngưỡng hắn, người nước ngoài vô cùng sợ hãi hắn,
không người nào dám mạo phạm hắn. Nhưng một thanh niên không biết từ đâu xuất hiện lại dám mắng Thiên Sát Vương là tôm tép nhãi nhép. Mấu chốt là không ai quen biết thanh niên này, hắn ta cứ như đột nhiên xuất hiện. Không gian yên tĩnh quỷ dị một lát, sau đó tiếng mắng như thủy triều dâng trào lên. Làm càn, tiểu bối vô tri từ đâu đến mà dám mắng thần quân điện hạ là tôm tép, tôi thấy cậu mới là tôm tép đấy. Đương nhiên các tu võ giả của Long Quốc không cho phép thần bảo hộ của mình chịu sỉ nhục nên lập tức nhao nhao mở miệng mắng lại. Nếu bàn về bản lĩnh mắng chửi thì ai có thể thắng được Long Quốc? Chỉ một thoáng tiếng mắng như nước thủy triều dâng lên, nước miếng văng tung tóe, trong nháy mắt đã bao phủ thanh niên lên tiếng, nhưng hắn ta lại không chút tức giận mà trên mặt tràn đầy nụ cười lạnh khinh miệt. Chỉ thấy hắn ta nhìn quanh bốn phương rồi bỗng duỗi một tay ra, nhấc lên một cái rồi nhẹ giọng quát, lên. Một bóng người lơ lửng lên không, đó chính là minh chủ Nakamura của Liên minh Ninja. Chết! Hắn ta chỉ hời hợt nói một chữ, vẫn mang nụ cười lạnh khinh miệt và kiêu căng kia, tiếng nói vừa dứt thì đã thấy thân thể Nakamura đột nhiên hóa thành một làn xương máu rồi biến mất tăm hơi. Nakamura khóc. Ở đây có nhiều người như vậy, người thanh niên này lại chọn chúng ông ta để giết gà dọa khỉ. Độ may mắn này có thể sánh ngang với chúng số. Trọng điểm là, anh hai, mắng anh là những người Long Quốc kia, anh không giết họ mà bắt tôi khai đao là thế nào? Nakamura rất muốn nói hết ra oan ức trong lòng trước khi chết, đáng tiếc không thể, ông ta chết quá nhanh, còn chưa kịp phát ra tiếng kêu thảm nào. Thật sự là gặp vận đen tám đời. Sao Nakamura biết được là trong mắt thanh niên kia căn bản không có phân chia quốc gia gì, đơn thuần là vì hắn ta cảm thấy trong vòng trăm mét xung quanh. Thực lực của Nakamura hơi mạnh một chút nên mới bóp nát ông ta. Chiêu giết gà dọa khỉ này có lực uy hiếp quá đủ. Tiếng mắng chửi im bặt đi. Tất cả mọi người bỗng nhiên trừng lớn hai mắt như chuông đồng. Là tu luyện giả. Thần thông thuật pháp cách không giết người mà không thấy dấu vết nội kình này chỉ có tu luyện giả mới thi triển được. Những người Long Quốc ở đây đều kinh hãi thất sắc, vì thế ngoan ngoãn ngậm miệng lại không dám mắng nữa. Mà những người nước ngoài thì ngơ ra, đại não đứng máy, họ căn bản không biết có hệ thống tu luyện giả này, còn tưởng rằng tu võ giả chính là mạnh nhất. Bởi vì phần lớn tu luyện giả ở Côn Luân chưa từng lộ diện. Khi thấy người thanh niên này đột nhiên bóp nát Nakamura thì những người nước ngoài kia chỉ cảm thấy hoảng sợ, đây cũng là một người sánh ngang với Thiên Sát Vương. Long Quốc quá thần bí. Thanh niên kia tên là Lăng Phong, đến từ Côn Luân. Là một tu luyện giả giống như người đời đã nhận định. Hắn ta nghe lệnh của sư tôn xuống núi tìm kiếm Thanh Đế Huyền Hỏa Đỉnh, vô tình đi đến gần Thiên Sát Phong, thấy nơi này náo nhiệt nên lập tức nấp qua một bên để xem trò vui. Từ lúc trăm thần cảnh của Liên minh Thí Thần giả tạo áp lực lên Thiên Sát Phong thì hắn ta đã có mặt. Đương nhiên trong mắt Lăng Phong thì 100 thần cảnh chỉ là 100 đống rác, có thể đánh tan thành mây khói trong nháy mắt. Hắn ta không chút biến sắc mà yên lặng quan sát. Mãi đến khi Lục Vân lên sàn tiêu diệt Alex, đẩy lui trăm tên thần cảnh thì vẻ mặt của Lăng Phong vẫn không chút thay đổi, cứ như đang nhìn một đám trẻ con đùa giỡn. Hắn ta nhìn ra thân phận tu luyện giả của Lục Vân. Nhưng đã sao chứ, cuối cùng hắn cũng chỉ là tôm tép nhãi nhép thôi. Nhân vật thật sự lợi hại cơ bản đều dốc lòng tu luyện ở Côn Luân, chỉ có những người tham hư vinh mới ỷ vào chút bản lĩnh mà chạy ra xuất đầu lộ diện. Nói cách khác chính là... Chỉ kẻ nào chẳng có cảm giác tồn tại trên Côn Luân mới chạy ra bên ngoài làm màu. Còn Vân Thiên Thần Quân. Còn vạn người kính ngưỡng. Trong mắt Lăng Phong, hắn chỉ là một con tôm tép nhãi nhép làm màu thích thể hiện trong một đống rác mà thôi. Hơn nữa bàn về khoe khoang thì Lăng Phong không phục ai cả. Cho nên khi hắn ta nghe thấy Lục Vân đứng đó bàn luận trên trời dưới biển, nói cái gì tín ngưỡng chỉ cần để ở trong lòng liền vĩnh viễn bất diệt thì thực sự nhìn không được. Thế là hắn ta đứng dậy. Trong lúc cười nói, hắn ta dùng tay không tiêu diệt Nakamura để thứ tôm tép nhãi nhép tên là Lục Vân kia xem ai mới là vua làm màu chân chính. Ngoài ra Lăng Phong còn có một nguyên nhân khác, đó chính là ngự linh thần kiếm. Hắn ta đã sớm nhìn ra thanh kiếm kia không phải là phàm vật, ở Côn Luân nó cũng là thứ làm người ta ao ước, cho nên hạng tôm tép nhãi nhép này không có tư cách nắm giữ bảo kiếm đó. Đây là trà đạp bảo vật. Lãng phí đáng xấu hổ. Trong nhất thời, nơi này trở nên im lặng đến đáng sợ.
không ai ngờ được trong thời khắc mà Thiên Sát Phương vốn nên được vạn người chú ý lại đột nhiên xuất hiện một thanh niên thực lực mạnh mẽ tương đương chiếm lấy danh tiếng của Thiên Sát Phương. Lần này có trò hay nhìn. Đám người rất muốn biết lúc này Thiên Sát Phương có tâm tình gì, có biểm cảm gì, thế là đều đưa ánh mắt rời khỏi người thanh niên rồi nhìn về phía Thiên Sát Phong lần nữa. Lục Vân có biểu cảm gì? Đương nhiên là mặt không cảm xúc. Chỉ là một con chó dại mà thôi, hắn cần gì để ý tới. Không chỉ mặt không cảm xúc mà Lục Vân còn cảm thấy hơi câm nín. Nhất là giờ phút này, vẻ mặt trêu tức và khiêu khích của thanh niên kia làm Lục Vân thực sự không biết phải nói cái gì cho tốt, rốt cuộc hắn ta muốn biểu đạt cái gì. Không phải chỉ giết Nakamura thôi sao? Thể hiện xem anh giỏi đến mức nào à? Nhàm chán. Trong mắt Lăng Phong thì Lục Vân là hạng tôm tép nhãi nhép, nhưng hắn ta không biết Lục Vân cảm thấy hắn ta còn không bằng tôm tép, căn bản không cần để ý đến. Không có gì cả, về nhà đi ngủ. Lục Vân tùy ý nói một câu rồi bắt đầu xuống núi, không buồn nhìn Lăng Phong thêm một cái. Dù sao hắn cũng đã giải quyết liên minh thí thần giả, về sau có lẽ nước Mỹ không dám làm trò gì nữa, còn những căn cứ thí nghiệm cải tạo gen kia thì giao cho trăm tên thần cảnh đi xử lý. Hiện tại sống chết của họ nằm trong một suy nghĩ của Lục Vân, họ còn dám chống lại hắn sao? Nhìn thấy Lục Vân chuẩn bị rời đi, tất cả mọi người đều sửng sốt. Cứ đi như vậy sao? Mặc kệ thanh niên mắng ngài là tôm tép nhãi nhép như vậy sao? Lăng Phong cũng không nghĩ tới tên tôm tép nhãi nhép này dám không quan tâm đến sự hiện diện của mình, sắc mặt hắn ta không khỏi khó coi thêm mấy phần. Hắn ta đã chuẩn bị sẵn sàng dù Lục Vân thẹn quá hóa giận hay buông lời chế giễu thì mình vẫn duy trì dáng vẻ trêu tức, như thế mới thể hiện được phong thái của vua làm màu. Đáng tiếc, Lăng Phong không dự đoán được Lục Vân căn bản không có chút dao động cảm xúc nào, cũng không buồn quan tâm mà hoàn toàn coi hắn ta thành không khí. Cứ như một cú đấm nện mạnh vào lớp bông. Khinh người quá đáng. Ông đây cho mày đi rồi sao? Lăng Phong gầm thét một tiếng, sắc mặt âm trầm. Hiển nhiên là không làm ra vẻ được nên trong lòng rất khó chịu. Lục Vân dừng bước. Hắn vốn không muốn lãng phí thời gian với loại người này, nhưng vẫn xoay người nói một câu, nếu anh rảnh quá thì đi tìm mấy bác gái Long Quốc nhảy ở quảng trường đi, đừng hô to nói lớn như con chó điên. Như con chó điên. Trong mắt Lăng Phong hiện ra một tia sát ý, đã thật sự nổi giận. Nhưng khi hắn ta sắp bộc phát thì một giọng nói của phụ nữ bỗng vang lên, Lăng Phong. Đừng quên mục đích lần này chúng ta xuống núi. Người lên tiếng là một cô gái mặc áo xanh, hiển nhiên là cùng một bọn với Lăng Phong. Lăng Phong trông thấy cô gái áo xanh thì đầu tiên là sửng sốt, sau đó bĩu môi nói, đương nhiên tôi không quên chuyện sư tôn bảo chúng ta làm, chỉ là thứ tôm tép nhãi nhép này làm người ta khó chịu quá. Anh cũng biết hắn là tôm tép nhãi nhép thì cần gì phải so đo với hắn. Không phải là hạ thấp thân phận của mình sao? Cô gái áo xanh lạnh nhạt liếc nhìn Lục Vân, rất nhanh đã rời mắt đi rồi nói với Lăng Phong. Lăng Phong liếm môi, không chút che giấu mà nói, tôi nhìn chúng thanh kiếm trong tay hắn. Cô gái áo xanh hơi nhíu mày liễu lại. Cô ta cũng nhìn ra thanh kiếm trong tay Lục Vân có phẩm chất bất phàm, nói thật cô ta cũng muốn. Nhưng bây giờ không phải lúc. Cô gái áo xanh trầm ngâm nói, sư tôn đã thông báo chúng ta đừng gây chuyện thị phi. Hoàn thành nhiệm vụ trước, chuyện khác về sau lại nói. Lăng Phong khinh thường, đây không tính là gây chuyện thị phi, tôi đi đánh giết một thằng tôm tép nhãi nhép rồi đoạt kiếm của hắn cũng chỉ tốn 1-2 phút thôi. Hồ đồ, cô gái áo xanh khẽ quát một tiếng, anh giết hắn thì đơn giản, nhưng anh có nghĩ tới vì sao hắn có được thanh kiếm phẩm chất kia không? Lỡ dính dáng đến những tu luyện giả khác thì không phải rất phức tạp sao? Hiển nhiên cô gái áo xanh suy xét càng chu đáo hơn Lăng Phong. Lăng Phong không nói tiếp, nhưng nét mặt của hắn ta thể hiện rõ là không phục. Thấy hắn ta vẫn không cam tâm, cô gái áo xanh đột nhiên hừ lạnh và nói, sư tôn bảo chúng ta đi tìm thứ nằm ở phía Nam Long Quốc, anh lại chạy đến khu vực Tây Bắc này, đừng nghĩ tôi không biết anh đã làm gì. Lăng Phong thầm giật mình. Nơi này là Tây Bắc Bộ Long Quốc, mảnh núi non giao nhau của nhiều quốc gia, họ đến từ Côn Luân, dựa theo chỉ thị của sư tôn mà tiến đến phía Nam Long Quốc. Làm thế nào cũng không có khả năng đến được tận Thiên Sát Phong. Trên thực tế, sở dĩ Lăng Phong xuất hiện ở đây là vì giết một người, một đồng môn có thù oán với hắn ta. Lúc ở Côn Luân, tông môn của hắn ta cấm đồng môn tương tàn nên Lăng Phong đành phải mượn cơ hội xuống núi lần này để giải quyết đồng môn kia.
Ai biết đồng môn kia chạy giỏi quá, chạy một mạch đến tận Tây Bắc Long Quốc, trước đó không lâu mới vừa vặn bị Lăng Phong đánh giết. Sau đó hắn ta tình cờ chứng kiến cảnh tượng ở Thiên Sáp Phong. Nhưng Lăng Phong không ngờ là có một người luôn đi theo phía sau mình, đây là nguyên nhân vì sao hắn ta lại cảm thấy kinh ngạc khi nhìn thấy cô gái áo xanh. Hơn nữa có thể nghe ra từ lời của cô gái áo xanh rằng cô ta đã biết chuyện Lăng Phong giết chết đồng môn. Nhưng bình thường cô ta khá thân với Lăng Phong nên cũng không muốn xen vào chuyện này, ngăn cản Lăng Phong đoạt kiếm chỉ vì tránh để hắn ta gây rắc rối thôi. Vậy thì nghe theo cô, Lăng Phong trầm mặc một lát rồi chịu thua mà nói. Sau đó hắn ta lại nhìn về phía Lục Vân, cười lạnh và nói, tôm tép nhãi nhép, tạm thời để mày tiêu dao một thời gian, chờ tao xử lý xong chính sự sẽ đến tìm mày lấy kiếm. Hắn ta đã ghi nhớ tướng mạo của Lục Vân, hơn nữa tên tuổi của Lục Vân ở Long Quốc cũng không thấp, Lăng Phong không lo lắng không tìm thấy hắn. Lục Vân thì triệt để câm nín. Rõ ràng là hành vi ăn cướp mà nói ra từ miệng Lăng Phong lại như một chuyện hiển nhiên. Nói, đoạt kiếm, thành, lấy kiếm, thì ra mặt cũng thật dày. Lục Vân đang nghĩ có nên dạy cho con chó dại này một bài học hay không, nhưng suy đi nghĩ lại vẫn cảm thấy thôi bỏ đi, hắn lười phí thời gian, bởi vì hai người kia đã rời đi. Hắn âm thầm trở lại Giang Thành, trở về bên cạnh các chị gái xinh đẹp. Lục Vân đang chờ được khen ngợi. Hắn tin các chị nhất định đã biết sự thích huy vũ của mình ở Thiên Sáp Phong, các chị sẽ cảm thấy vô cùng tự hào. Không biết phần thưởng gì đang đợi mình nữa. Lục Vân đắc ý nghĩ rồi đẩy cửa tiến vào phòng khách, nhưng kết quả lại làm hắn thất vọng, hoa tươi và môi thơm trong tưởng tượng hoàn toàn không xuất hiện. Diệp Khuynh Thành tao nhã ngồi trên ghế salon, dáng người thon dài trông rất đoan trang, có khí chất của một mỹ nhân băng giá. Thấy Lục Vân trở về, Diệp Khuynh Thành lập tức chanh chua nói, trở về rồi à, Vân Thiên Thần Quân. Lục Vân cười khổ. Đang muốn nói gì đó thì đột nhiên nghe Diệp Khuynh Thành buông ra một câu, chị đã biết chuyện của em và em năm rồi. Lục Vân còn tưởng rằng Diệp Khuynh Thành đang làm bộ lạnh lẽo, cố ý bày ra dáng vẻ lạnh nhạt để chế nhạo mình, ai biết cô lại đột nhiên buông ra câu nói như vậy. Trong lòng Lục Vân lập tức lột bột một cái, giả điên giả dại nói, chị Khuynh Thành, chị đang nói cái gì vậy? Hừ, em năm đã nói bí mật của hai người cho chị biết rồi. Diệp Khuynh Thành chừng hắn một cái. Gương mặt xinh đẹp lạnh như băng. Quả nhiên chị Khuynh Thành biết rồi. Cô không phải đang làm bộ lạnh lẽo, mà là đang ghen, trước kia chỉ khi ăn dấm thì cô mới nói chuyện chanh chua như vậy. Lục Vân đột nhiên cảm thấy không ổn. Nhưng điều làm hắn không nghĩ tới chính là bí mật kia lại do Sở Giao nói ra. Ai? Lục Vân thầm thở dài một tiếng. Thôi vậy, dù sao sớm muộn gì cũng phải đối mặt, Sở Giao nói ra cũng tốt hơn bảo hắn nói. Vậy thì thật sự không biết nên mở miệng thế nào nữa. Chị Khuynh Thành, nếu chị biết cả rồi thì em cũng không giải thích nhiều. Thừa nhận rồi. Thừa nhận. Lục Vân khẽ gật đầu, không giải thích bởi vì không cần thiết, mặc dù chuyện ngày đó rất thái quá, nhưng quả thật hắn và Sở Giao đã tiến hành giao lưu sâu rồi. Hắn nhất định sẽ không phụ Sở Giao. Dừng lại, nhóc con, em cho rằng chút bí mật nhỏ của em có thể giấu được đôi mắt này sao? Trên khuôn mặt tuyệt đẹp của Diệp Khuynh Thành lộ ra vẻ đắc ý, cô nói tiếp, nếu em đã thừa nhận thì chị cũng không làm khó dễ em, nhưng chị cũng phải gia nhập. Cái gì? Lục Vân bỗng trợn to hai mắt, thực sự không thể tin được chị Khuynh Thành lại nói ra được lời này. Cô ngâm mình trong bình giấm chua đến ngốc rồi sao? Chị Khuynh Thành, chuyện này, mặc dù em hiểu tâm ý của chị, nhưng lúc này mới bắt đầu thôi, chơi mạnh bạo như thế không thích hợp lắm đâu. Lục Vân nuốt nước miếng một cái. Chúng ta không thể từ từ rồi bàn lại chuyện cùng gia nhập sao? Lục Vân không cách nào thích ứng với tiết tấu của Diệp Khuynh Thành, mặc dù hắn đã sớm nhìn ra Diệp Khuynh Thành chỉ có bề ngoài lạnh lẽo, bên trong lại nóng hầm hập. Nhưng chuyện này quá trực tiếp. Không được không được. Lục Vân chỉ suy xét vì đại cục, không thì đến lúc đó dù tình cảm chị em họ tốt đến mấy cũng khó tránh khỏi lúng túng. Nhưng ai biết Lục Vân vừa từ chối thì trên người Diệp Khuynh Thành lại đột nhiên bắn ra khí lạnh, cô lạnh lẽo nhìn chăm chú vào hắn, sao không thích hợp? Em nói cho chị biết không thích hợp chỗ nào, là Diệp Khuynh Thành này không xứng à? Diệp Khuynh Thành lạnh lẽo nói, một giây sau đã trực tiếp đưa tay véo lỗ tai Lục Vân rồi lặp lại lần nữa, lớn tiếng trả lời chị, có phải Diệp Khuynh Thành này không xứng không? Cả Lục Vân cũng bị dọa sợ. Chị Khuynh Thành quá bá đạo.
không thể trêu vào, không thể trêu vào, hắn đành xin tha mà nói, xứng xứng xứng, chị Khuynh Thành đương nhiên là xứng, chỉ cần chị chịu thì em trai này nhất định sẽ cố hết sức phối hợp. Trong lòng hắn nói thầm, là em không xứng thôi. Hừ, vậy còn tạm được, đừng ép chị đánh em, sẽ làm mất khí chất tao nhã của chị đây. Lúc này Diệp Khuynh Thành mới vừa lòng thỏa mãn mà buông lỗ tai Lục Vân ra. Lục Vân hừ lạnh trong lòng, chị đã nói ra mấy câu không biết xấu hổ như vậy mà còn nói khí chất tao nhã gì với em, chờ chị gia nhập thì xem em có xé vỏ ngoài tao nhã của chị ra không. Để đảm bảo an toàn, Lục Vân vẫn hỏi thăm dò một câu, chị vợ năm của em không có ý kiến gì về chuyện này sao? Nó có thể có ý kiến gì, tụi chị đã sớm thương lượng xong, hơn nữa chị là chị cả, sở giao dám có ý kiến gì? Diệp Khuynh Thành bá đạo nói. Phục, phục nhân đôi. Lục Vân còn có thể nói gì, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh thôi. Vậy bây giờ em cho chị một danh phận đi. Diệp Khuynh Thành mặc kệ Lục Vân nghĩ thế nào mà tiếp tục mở miệng nói. Sao Lục Vân còn dám trêu chọc đại tỷ bá đạo này nên chỉ có thể nịnh nọt nói, vậy thì. Chị vợ cả. Chát. Diệp Khuynh Thành trực tiếp tát một cái lên mặt Lục Vân, tức giận nói, chị đang nghiêm túc nói chuyện đứng đắn với em còn rảnh rỗi đùa giỡn. Chuyện đứng đắn. Lục Vân sửng sốt. Em cũng đang nói chuyện đứng đắn mà, không phải chị nói muốn gia nhập sao, còn bảo em cho chị một danh phận, vậy em gọi chị là chị vợ cả có vấn đề gì? Chẳng lẽ làm chị cả chán rồi nên muốn cảm nhận cảm giác làm nhỏ? Lục Vân vô cùng phiền muộn, nghĩ thầm gần đây tính tình chị Khuynh Thành thật sự càng ngày càng khó dò. Lúc này chỉ nghe Diệp Khuynh Thành lạnh lùng nói, dẹp dáng vẻ lưu manh của em đi. Nếu em đã đồng ý cho chị gia nhập Thiên Đạo Tông thì đương nhiên phải cho chị một danh phận. Thiên Đạo Tông, Lục Vân đột nhiên trừng to hai mắt, lập tức không kịp phản ứng. Đúng thế, chị đã biết em và Sở Giao đều gia nhập một môn phái tên là Thiên Đạo Tông, giờ chị cũng là tu luyện giả nên muốn gia nhập với tụi em. Không thành vấn đề, không thành vấn đề, em còn tưởng rằng. Lục Vân ứa mồ hôi lạnh, còn tưởng rằng chị Khuynh Thành đã hào phóng đến mức đó. Không ngờ là hiểu lầm mà thôi. Em tưởng là gì? Diệp Khuynh Thành nhạy cảm bắt được sự khác lạ của Lục Vân. Không có gì, không có gì. Lục Vân vội vàng nói bông đùa để che giấu. Chị Khuynh Thành, chị trở thành tu luyện giả là nhờ em. Vậy sau này em chính là sư phụ của chị trong tông môn. Ngoài tông môn thì chị là chị của em, ứng phó tùy tình cảnh đi. Diệp Khuynh Thành ngẫm nghĩ rồi gật đầu nói, không thành vấn đề. Vậy bây giờ chị gọi một tiếng kêu sư phụ nghe thử xem. Lục Vân lại nói. Cút, Diệp Khuynh Thành thực sự không chịu đựng được dáng vẻ đắc ý của tên danh này nên vừa đồng ý đã lập tức thay đổi. Lục Vân cười khổ. Quả nhiên vẫn quá sốt ruột, biết ngay là người phụ nữ này thích nói trái lòng, có một số câu nói thực sự không thể tin được. Đến bây giờ Lục Vân vẫn không biết mình đã sinh ra một hiểu lầm rất lớn, đó chính là nhận lầm Thiên Đạo Tông thành Thiên Đạo Tông, một. Một bên là đạo trong trộm đạo, ăn cắp. Một bên là đạo giáo, đạo trời. Cách đọc hai chữ này giống nhau như đúc. Cộng thêm người sư phụ già mà không đứng đắn và không chịu trách nhiệm kia nói chuyện cũng không rõ ràng, Lục Vân cũng chỉ biết mình có tông môn từ chỗ của Sở Giao mà thôi. Chẳng qua lần đầu tiên Lục Vân đã nghe lầm, nhận định tông môn của mình chính là Thiên Đạo Tông, đạo trời. Đại đạo nắm giữ thiên hạ, nhìn lén thiên cơ vạn linh. Câu khẩu hiệu bá đạo đến cỡ nào, nhưng mà tôn chỉ, vạn pháp không thay đổi, chạy trốn làm đứng đầu, làm Lục Vân cảm thấy hơi làm nhục cái tên của Thiên Đạo Tông. Nhưng không thể suy nghĩ nhiều quá. Sở Giao cũng mơ mơ màng màng không biết Lục Vân sinh ra hiểu lầm đối với tên của tông môn nên cũng không nghĩ tới chuyện phải giải thích rõ ràng với hắn. Hai người trò chuyện trong phòng khách, mấy người chị của Lục Vân cũng lục tục trở về nhà, trông thấy Lục Vân thì tràn đầy yêu thích. Hận không thể nhào tới hôn hắn một cái. Nhưng khi các cô nhìn thấy Diệp Khuynh Thành đang lạnh lẽo đứng đó thì rất ăn ý khắc chế cảm xúc mà cười nói, Tiểu Lục Vân trở về rồi à? Chị cả từng nói không thể để Tiểu Lục Vân quá kiêu ngạo, nếu không về sau không chèn ép được hắn. Lục Vân cũng đoán được đại khái tâm tư của mấy chị nên không khỏi nhỏ giọng thầm thì, được, nếu mấy chị thích đè lên người em thì em thỏa mãn lòng hư vinh của các chị. Trước mặt các chị thì cả Vân Thiên Thần Quân cũng không có thể diện gì mấy. Ban đêm, Vương Băng Ngưng là người không nhìn được đầu tiên mà lén tiến vào phòng Lục Vân, hai mắt tỏa ra vẻ hưng phấn mà nói, Tiểu Lục Vân, Thần Quân Điện Hạ,
chị Tư thật sự quá sủng bái em, đến đây, để chị Tư hôn một cái trước. Lục Vân chững chạc đàng hoàng mà nói, chị Tư đừng như vậy, để chị vợ năm trông thấy thì không tốt. Vương Băng Ngưng cho là hắn đang nói đùa nên cũng đùa giỡn mà chống nạnh, nhăn mũi ngọc tinh xảo lại mà nói, Sở Giao là vợ em, chẳng lẽ chị không phải sao? Em đừng quên hồi bé em đã nói muốn cưới các chị làm vợ, sao có thể chỉ nhận Sở Giao là vợ chứ, về sau em cũng phải gọi chị là vợ, chị vợ Tư. Vương Băng Ngưng hùng hổ mà nói, cứ như một thiếu nữ đang hờn dỗi. Đương nhiên là giả vờ. Lục Vân thật sự khóc không ra nước mắt, trước đây không lâu hắn vừa đấu võ mồm với Diệp Khuynh Thành, lúc này lại đến Vương Băng Ngưng. Hôm nay mấy chị đẹp chuẩn bị giày vò mình chết sao? Lục Vân rất buồn rầu, thật hy vọng tìm ra người chia sẻ nỗi khổ của hắn. Ai, trái tim lạnh lẽo quá. Vương Băng Ngưng tiếp tục dương nanh múa vuốt mà nói, hôm nay chị Bây không chỉ muốn hôn em mà còn muốn ngủ chung với em, xem em dám động không, hừ. Khó mà làm được, chị Tư đi ngủ không ngoan gì cả, tay thích nắm bậy, em. Lục Vân lắc đầu như trống lúc lắc, nói đến đó thì ngậm miệng lại, bởi vì Vương Băng Ngưng đứng đối diện đã trừng lớn đôi mắt, gương mặt xinh đẹp cấp tốc đỏ ửng lên. Hắn nói lỡ miệng rồi. Trước đó có một đêm Vương Băng Ngưng đi ngủ mộng du nên trườn vào trong chăn của Lục Vân. Đêm đó Lục Vân bị giày vò cả đêm không ngủ. Sáng sớm hôm sau Vương Băng Ngưng đã lặng lẽ rón rén rời đi. Còn tưởng rằng Lục Vân không biết cô bị mộng du, hắn cũng ngầm hiểu mà không nói. Nhưng nghe từ câu nói vừa rồi của Lục Vân có thể thấy được đêm đó hắn còn tỉnh táo. Còn nói tay mình thích nắm bậy. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Vương Băng Ngưng đỏ bừng lên, mặc dù cô là người thích nói bậy nhất trong tất cả các chị em, nhưng cũng chỉ giỏi cái miệng mà thôi. Nếu bàn về thực tiễn thì kém xa Hồ Ly Tinh Liễu Yên và Sở Giao nhìn như không có tính uy hiếp nhất. Cho nên giờ khắc này bị Lục Vân vạch trần chuyện đêm đó thì Vương Băng Ngưng lập tức đỏ bừng cả mặt, đêm đó cô thật sự nắm lấy thứ không nên nắm. Vương Băng Ngưng chỉ xấu hổ một lát, sau đó thì thẹn quá hóa giận. Cô thực sự chịu không được vẻ mặt gợi đòn của Lục Vân nên hét lên một tiếng, a, à, ánh mắt của em là sao, giống như chỉ cố ý muốn nắm vậy. Chẳng lẽ không phải sao? Lục Vân trêu tức cười một tiếng, sáng nghĩ gì thì đêm mới nằm mộng chứ. Trong nhất thời Vương Băng Ngưng thật sự không phản bác được, cô khẽ cắn răng rồi nói, dù sao đã nắm rồi, đêm nay lại nắm một lần, ai bảo em giễu cợt chị. Nói xong, cô xốc chăn của Lục Vân lên rồi lập tức chui vào. Lục Vân cũng nổi giận, gầm nhẹ một tiếng, chị gái, chị đang chơi với lửa đấy, có tin đêm nay em ăn chị luôn không? Em được sao? Vương Băng Ngưng nghiêng người sang nhìn Lục Vân, ánh mắt tràn ngập khiêu khích. Sau khi thân phận tu luyện giả của Lục Vân được phơi bày thì bọn người Vương Băng Ngưng cũng đã biết được khuyết điểm của thần công vô danh, nhưng các cô lại không biết chuyện đó chỉ là hiểu lầm. Sở Giao không có ý tốt nói chân tướng cho các cô biết bởi vì làm như vậy có nghĩa là cô thừa nhận mình đã từng làm một số vận động cưỡi ngựa không thể miêu tả với Lục Vân. Sắc mặt Lục Vân tái xanh. Em được sao? Em được sao? Em được sao? Đàn ông nào chịu nổi sự sỉ nhục này? Lục Vân lập tức quyết định phải cho Vương Băng Ngưng một bài học, cả giận nói, dám nói em không được, hôm nay em cho chị biết kết cục khi dám khiêu khích em. Kẽo kẹt, Lục Vân đang muốn trừng phạt Vương Băng Ngưng thì cửa phòng bỗng bị người ta đẩy ra lần nữa, chỉ thấy một khuôn mặt quyến rũ thò vào, kinh ngạc nói, a, à, đã có người vào rồi sao? Khi thấy rõ người nằm trên giường là Vương Băng Ngưng thì Liễu Yên Nhi lập tức, a, à, một tiếng, hóa ra là em Tư, không sao. Chơi chung luôn đi. Liễu Yên Nhi rất tự giác mà đi vào rồi trở tay đóng cửa phòng lại, sau đó không có ý tốt nhìn Lục Vân, liếm khóe môi đầy quyến rũ. Lục Vân cầu xin nói, chị Yên Nhi, chị lại muốn quậy cái gì nữa? Khi khi, bà đây tìm em đương nhiên là vì phụ trợ tu luyện rồi, không thì em nghĩ là gì, cái kia sao? Em được sao? Liễu Yên Nhi lại nói một câu em được sao? Tương tự như Vương Băng Ngưng. Làm Lục Vân tức giận bốc khói đầu. Nhưng cái này còn không phải quá đáng nhất. Quá đáng nhất chính là Liễu Yên Nhi chưa vào được bao lâu thì Diệp Khuynh Thành cũng đẩy cửa chuẩn bị tiến vào, thấy trong phòng náo nhiệt như vậy thì cô hơi sửng sốt. Sau đó cô lạnh lẽo nói một câu, hai đứa có bị ấu trĩ không, trêu đùa một thái giám vui lắm sao? Thái giám? Nếu như lời nói vừa rồi của Liễu Yên Nhi và Vương Băng Ngưng thuộc dạng khiêu khích thì từ, thái giám, này của Diệp Khuynh Thành chính là sỉ nhục trần trụi.
quả thực là khinh người quá đáng. Lão hổ không phát huy thì mấy chị nghĩ em là con mèo bệnh sao? Lục Vân lửa giận ngập trời, bị mấy chị đẹp liên tục xem thường làm hắn cảm thấy mình nên mạnh mẽ lên, thế là hắn đanh mặt đẩy Diệp Khuynh Thành ra. Không phải mấy chị thích phòng em sao, tặng cho mấy chị luôn đó, đêm nay em ngủ sofa, đừng ai mơ ngăn cản em. Lục Vân rất kiên cường mà nói. Xí, còn tưởng là em muốn lên trời. Diệp Khuynh Thành trừng mắt. Vừa rồi thấy Lục Vân đột nhiên đẩy mình ra, Diệp Khuynh Thành còn tưởng rằng thằng danh này muốn làm gì, thì ra chỉ vì cô chặn cửa mà thôi. Ngủ ghế sofa, tuyệt đối không thỏa hiệp. Quả nhiên là kiên cường. Chẳng qua rất nhanh Lục Vân đã phát hiện chị Hai Lâm Thanh Đàn vẫn chưa trở về nên kinh ngạc hỏi, chị Thanh Đàn đâu, sao muộn vậy rồi mà chị ấy còn chưa về nhà. À, gần đây Lâm Thanh Đàn tìm được bạn trai nên chắc đang hẹn hò rồi. Liễu Hiên Nhi đi từ phòng ra tới sofa, nhất quyết muốn kể cận Lục Vân. Lục Vân biến sắc, trừng to mắt mà nói, bạn trai. Đúng thế, dù sao chị hai cũng đến tuổi rồi, hẹn hò với bạn trai không phải rất bình thường sao, đâu phải ai cũng giỏi chịu đựng như giống chị cả. Liễu Hiên Nhi cảm thấy như có cái gai ở sau lưng nên vội vàng dừng lại. Tâm tình của Lục Vân lại rất phức tạp. Liễu Hiên Nhi chớp chớp đôi mắt hồ ly hẹp dài mà vừa cười vừa nói, sao vậy? Em ghen à, nếu em ghen thì về sau các chị có nên tìm bạn trai không, chẳng lẽ thật sự muốn mấy chị gả cho em hết? Lục Vân có thể không ghen sao? Nhưng vì không để Liễu Hiên Nhi cười chê nên hắn cố giả vờ bình tĩnh mà nói, em chỉ lo lắng, muộn như vậy rồi, cũng không biết nhân phẩm của người đàn ông kia thế nào. Chị hai của em xinh đẹp mà lại dịu dàng lương thiện như vậy. Cho dù đàn ông nhân phẩm tốt đến mấy cũng không nhịn được. Liễu Hiên Nhi vừa cười vừa nói. Không được. Lục Vân lập tức sầm mặt lại, chỉ cần nghĩ tới chị hai bị một người đàn ông khác ôm vào trong ngực thì trong lòng hắn đã cảm thấy rất khó chịu. Tình cảm của hắn đối với các chị rất phức tạp, rất bá đạo, trong nhất thời khó mà nói rõ. Liễu Hiên Nhi xem náo nhiệt không chê chuyện lớn mà giễu cợt, xem đi, tiểu Lục Vân, quả nhiên em đang ghen mà còn không thừa nhận. Sắc mặt Lục Vân rất khó coi. Lúc này giọng của Diệp Khuynh Thành bỗng truyền đến từ sau ghế sofa. Được rồi Liễu Hiên Nhi, em đừng đùa nó, chỉ sợ nó tức giận rồi đốt luôn nhà của chúng ta đấy. Đùa. Lục Vân ngơ ngác nhìn về phía Diệp Khuynh Thành. Chị Khuynh Thành, ý chị là những lời vừa rồi là đùa em à? Diệp Khuynh Thành nhếch miệng, Lâm Thanh Đàn chỉ đang bận nghiên cứu phương thuốc mới nên khoảng thời gian này luôn ở trung y quán của mình thôi, có gì lạ chứ? Trước kia lúc Lục Vân chưa về thì Lâm Thanh Đàn đã thường xuyên ở lại Hạnh Lâm Đường, Diệp Khuynh Thành cũng không cảm thấy có gì kỳ quái. Nhưng trong lòng cô vẫn chua lè, nghĩ thầm nếu mình cũng nói đùa cho tiểu Lục Vân là mình có bạn trai thì không biết tiểu Lục Vân có quan tâm như vừa rồi không. Đương nhiên, Diệp Khuynh Thành không thể nói đùa như thế được. Ai bảo cô là nữ thần cao ngạo chứ? Nghe Diệp Khuynh Thành giải thích xong, rốt cục sắc mặt của Lục Vân cũng dịu lại, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn rất khó miêu tả tâm tình vừa rồi của mình. Có lẽ tình cảm của hắn đối với các chị là bá đạo và không nói lý như vậy đó. Liễu Hiên Nhi đạt được mưu kế nên ôm bụng cười đến run rẩy cả người trên ghế salon. Ha ha, tiểu Lục Vân, em thật quá đáng yêu, biểu cảm vừa rồi của em làm chị bây cười muốn chết luôn. Chị còn có mặt mũi cười. Lục Vân chừng cô một cái, quay người lại cho em. Quay người lại làm gì? Bia. Lục Vân trực tiếp dùng hành động trả lời cô, hắn túm lấy thân thể mềm mại của Liễu Hiên Nhi rồi lật úp lên ghế salon, sau đó đánh một cái thật mạnh vào vị trí vừa tròn vừa vểnh kia. Lúc này Liễu Hiên Nhi cười không nổi nữa. Tiểu Lục Vân chết bầm, em muốn đi đâu? Mau đứng lại cho bà. Liễu Hiên Nhi nổi giận hét lớn một tiếng, Lục Vân lại không quay đầu lại, ra ngoài đi dạo, chị Hiên Nhi, của chị thật co giãn, không kém chị Khuynh Thành chút nào, ha ha. Cuối cùng hắn còn không quên đùa giỡn một câu, lập tức làm hai mỹ nữ trong phòng khách tức đến nghiến răng nghiến lợi. Có giỏi thì đêm nay em đừng trở về. Diệp Khuynh Thành lạnh mặt khóa hết cửa chính cửa sổ lại, mặc dù cô biết không có tác dụng, tiểu lưu manh kia muốn vào thì dễ như trở bàn tay, nhưng khí thế thì không thể thua được. Ai bảo hắn đùa giỡn Liễu Yên còn kéo mình theo. Người cao ngạo như chị đây không cần mặt mũi sao. Diệp Khuynh Thành thở phì phì mà nghĩ. Lục Vân chạy ra khỏi phòng khách thì lập tức cưỡi lên thần khí là chiếc xe đạp 28 thanh của mình rồi lao đi thật nhanh trong màn đêm.
đích đến, Hạnh Lâm Đường. Vừa rồi Diệp Khuynh Thành nói Lâm Thanh Đàn nghiên cứu phương thuốc mới nên mới ở lại Hạnh Lâm Đường, nhưng trực giác nói cho Lục Vân biết không đơn giản như vậy. Hắn phải đi đến Hạnh Lâm Đường nhanh nhất có thể. Cách rất xa Lục Vân đã cảm nhận được một luồng dao động khí tức mãnh liệt. Là thanh đỉnh trong thân thể của Lâm Thanh Đàn. Người bình thường và tu võ giả không thể phát giác loại dao động khí tức này, nhưng tu luyện giả lại cảm thấy nó cực kỳ chói mắt như một ngọn đèn sáng trong đêm tối. Lục Vân đã từng khuyên Lâm Thanh Đàn rằng tốt nhất đừng tùy tiện để lộ ra bảo vật kia, nếu không dễ trêu chọc họa sát thân. Lâm Thanh Đàn cũng không phải loại người không hiểu chuyện. Nhưng giờ phút này, cái thanh đỉnh kia lại phóng ra khí tức rõ ràng như thế, chứng tỏ thân thể Lâm Thanh Đàn nhất định đã xuất hiện vấn đề gì rồi. Cổng của Hạnh Lâm Đường đã bị khóa trái từ bên trong. Lầu 2 là nơi Lâm Thanh Đàn thỉnh thoảng ở lại nghỉ ngơi. Lục Vân nhảy lên, trực tiếp tháo cửa sổ lầu 2 ra rồi nhảy vào, quả nhiên liếc một cái đã thấy Lâm Thanh Đàn nằm co ro trên giường, trên mặt đầy vẻ đau đớn. Mà bên cạnh giường có một cái thanh đỉnh đứng sừng sững đang phát ra tia sáng quỷ dị. Chị Thanh Đàn, trông thấy Lâm Thanh Đàn đau đớn co ro trên giường, Lục Vân vội vàng chạy tới ôm cô vào lòng. Ngón tay hắn đè lên mạch tượng của cô. Mạch tượng của Lâm Thanh Đàn cực kỳ bất ổn, khi thì chậm chạp như dòng nước róc rách, khi thì kịch liệt như chuông đồng đập loạn, hết sức kỳ quái. Tại sao lại như vậy? Lục Vân bỗng nhíu mày, nhìn thoáng qua thanh đỉnh bên giường rồi rơi vào trầm tư. Giọng nói yếu ớt của Lâm Thanh Đàn vang lên, em trai. Mấy ngày gần đây đêm nào vào thời gian này chị cũng không khống chế nổi cái đỉnh đó. Mỗi lần đến thời điểm này, đan điền của cô cũng đau nhức kịch liệt, Lâm Thanh Đàn bất đắc dĩ mới lấy thanh đỉnh ra ngoài. Không chỉ như thế mà thanh đỉnh luôn tỏa ra một luồng sáng thăm thẳm, Lâm Thanh Đàn cảm thấy đầu đau nhức kịch liệt như có người nào nói chuyện trong đầu cô, nhưng lại mơ hồ không rõ, căn bản không biết đối phương đang nói cái gì. Vì không để các chị em lo lắng nên mấy ngày nay Lâm Thanh Đàn luôn viện cớ nghiên cứu thuốc mới mà ở lại Hạnh Lâm Đường một mình chịu đựng đau đớn. Lục Vân rất đau lòng, nhưng hắn cũng không có kinh nghiệm về tình huống này. Đây là đau đớn do pháp bảo gây ra, hoàn toàn không giống với tật bệnh bình thường dẫn đến. Lục Vân chỉ có thể thử châm cứu cho Lâm Thanh Đàn để làm dịu đau đớn, nhưng mà tác dụng không lớn, đầu Lâm Thanh Đàn vẫn đau như bị xé rách. Lục Vân lòng nóng như lửa đốt. Không lâu sau ánh mắt hắn lại phát lạnh. Có khí tức lạ. Khí tức của tu luyện giả đang tới gần nơi này, hiển nhiên là vì cái thanh đỉnh đó. Tìm được thanh đế huyền hỏa đỉnh rồi. Bên ngoài vang lên một giọng nói kích động. Giọng nói này khá quen tai. Ánh mắt của Lục Vân khá rét lạnh, hắn đi đến ban công lầu 2 rồi nhìn xuống phía dưới, nhờ đèn đường mà hắn thấy rõ được mấy thanh niên nam nữ. Trong đó có một đôi nam nữ mà Lục Vân đã từng gặp ở Thiên Sáp Phong. Chính là Lăng Phong và cô gái áo xanh kia. Khi hai người thấy rõ diện mạo của Lục Vân thì cùng sửng sốt, Lăng Phong kinh ngạc nói, sao lại là tên này? Chẳng lẽ thanh đế huyền hỏa đã đỉnh nhận hắn làm chủ rồi? Cô gái áo xanh thu lại vẻ mặt kinh ngạc mà lắc đầu nói, chắc không phải đâu, sư tôn từng nói thanh đế huyền hỏa đỉnh chia thành hai đỉnh âm dương, đây là âm đỉnh nên chỉ nhận phụ nữ làm chủ, chắc trong phòng còn có một người phụ nữ. Vậy thì dễ thôi. Để người phụ nữ kia ra nói chuyện. Lăng Phong cười lạnh một tiếng rồi bá đạo nhảy lên, chuẩn bị nhảy lên ban công kéo người phụ nữ trong phòng ra. Nhưng hắn ta vừa hành động thì lại nghe Lục Vân quát lạnh một tiếng, cút. Lăng Phong lơ lửng giữa không trung mà nhìn chằm chằm Lục Vân trên ban công, khóe miệng hơi nhếch lên, không tệ đâu thằng danh, cũng to gan lắm, dám bảo ông đây cút, ông đây không cút đấy thì mày làm gì được ông. Trên mặt hắn ta tràn đầy vẻ trêu tức. Trước đó ở Thiên Sáp Phong, hắn ta đã chuẩn bị dạy cho Lục Vân một trận, nếu không phải cô gái áo xanh ngăn cản thì Lục Vân nhất định đã biến thành vong hồn dưới tay hắn ta rồi. Không ngờ hôm nay lại trùng hợp đụng phải. Lúc này không chỉ có thể mang thanh đế huyền hỏa đỉnh về mà còn cướp được thanh kiếm trong tay Lục Vân, đỡ tốn thời gian công sức, thật là vẹn cả đôi đường. Cô gái áo xanh nhíu mày quát, Lăng Phong, anh xuống trước đi, nhất định Mộc trưởng lão cũng cảm nhận được khí tức của huyền hỏa đỉnh. Chắc rất nhanh sẽ chạy tới, anh an phận một chút. Cô gái áo xanh cảm thấy khá lo lắng. Lục Vân này có một thanh bảo kiếm mà còn có quan hệ với người nắm giữ thanh đế huyền hỏa đỉnh, bảo sau lưng hắn không có thế lực lớn nào thì cô gái áo xanh không tin. Lăng Phong lại không suy xét nhiều như vậy,
nghe cô gái áo xanh muốn ngăn cản mình nữa thì lập tức lộ vẻ không vui. Chỉ dạy hắn một trận mà thôi, không ảnh hưởng gì cả. Lăng Phong không để ý đến lời khuyên can của cô gái áo xanh mà bước đi trên không trung chậm rãi tới gần ban công lầu 2, thằng danh, kiếm của mày đâu, rút ra đi, đừng nói tao hạ hiếp mày. Tâm tình lúc này của Lục Vân thật sự không tốt. Chị hai đang đau đớn trong đó, hắn thực sự không muốn lãng phí thời gian với những người này. Cho các người 3 giây, biến mất khỏi mắt tao, nếu không giết không tha. Trong mắt Lục Vân hiện ra một tia sát khí. Hắn bực bội là muốn giết người. Cảm giác này rất kỳ quái, cứ như bẩm sinh trong máu hắn có một loại thú tính. Lăng Phong lại cười. Lại làm màu, thứ này nghiện khoe khoang rồi sao? Hay là khoe khoang làm ra vẻ trước mặt một đám rác rưởi quen rồi nên bành trướng? Không nhìn rõ bản thân. Thật là thứ bò sát đáng thương. Cần tao đếm giúp mày không? Lăng Phong bày ra vẻ đùa cợt, chủ động giơ ngón tay lên, 1 giây, 2 giây, 3 giây. Mày có thể làm gì tao n? Xẹt. Lăng Phong đang châm chọc cười, đếm xong 3 giây còn muốn khiêu khích Lục Vân tiếp, nhưng lời còn chưa nói hết thì bỗng nhìn thấy trước mắt hiện lên một tia sáng. Một sợi tơ máu đột nhiên hiện lên trên cổ Lăng Phong, sự sống cấp tốc trôi qua. Thằng danh này, lại, thật sự, dám thẳng tay. Lăng Phong trừng to hai mắt, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin, chủ yếu là do hắn ta căn bản không thấy rõ Lục Vân ra tay thế nào. Cũng không tin được Lục Vân có bản lĩnh giết mình. Kiếm còn chưa rút ra. Giết mày còn cần dùng kiếm sao? Lục Vân như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Lăng Phong nên trước khi hắn ta tắt thở đã lạnh lùng cất tiếng nói. Phù phù. Thi thể của Lăng Phong rơi xuống đất. Bọn người cô gái áo xanh ngơ ta, dường như không thể tin được chỉ mới nói chuyện một hồi mà đồng bọn của mình đã chết rồi. Họ cũng không thấy rõ Lục Vân ra tay thế nào. Đáng chết. Mày có biết tụi tao là ai không mà dám tùy tiện làm thẳng tay như vậy? Cô gái áo xanh sững sờ thật lâu mới tiếp nhận sự thật Lăng Phong đã chết, cô ta ngẩng đầu lên ác độc nhìn chằm chằm Lục Vân. Cô ta hận. Lúc ở tông môn cô ta đã có thiện cảm với Lăng Phong, nhưng còn chưa kịp thổ lộ thì Lăng Phong đã chết trong tay Lục Vân. Vì thế đương nhiên cô ta hận Lục Vân rồi. Tao mặc kệ tụi mày là ai, dám đến trêu chọc tao thì tụi mày đều là một đám người chết. Lục Vân cố nén sát khí trong lòng mà nói. Trước kia sát khí sâu trong lòng Lục Vân cũng từng xuất hiện, nhưng không rõ ràng như hôm nay mà rất dễ đè nén xuống. Hôm nay tâm tình của hắn cực kỳ bực bội. Càng bực bội thì khí tức hung ác này càng dày đặc. Cho nên hắn giết Lăng Phong. Nhưng Lăng Phong chết cũng chưa hết tội, cứ thích nhảy ra chơi với lửa, nghe Lục Vân cảnh cáo xong không những không giảm bớt mà còn càng khiêu khích. Hắn ta không chết thì ai chết? Cô gái áo xanh thấy Lục Vân quả quyết giết người như thế thì sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Trong đám người bọn họ thì thực lực của Lăng Phong xem như không tệ, kết quả còn chưa kịp phản ứng đã bị Lục Vân đánh giết. Ít nhất chứng tỏ Lục Vân không phải là hạng tôm tép nhãi nhép như họ nghĩ trước đó, hắn có thực lực nhất định. Để cẩn thận, bọn người cô gái áo xanh không lập tức báo thù cho Lăng Phong mà lựa chọn mang thi thể của Lăng Phong đi, biến mất khỏi tầm mắt của Lục Vân. Mặc dù bóng dáng của họ biến mất, nhưng khí tức lại luôn tập trung vào Hạnh Lâm Đường. Không bao lâu sau trưởng lão của bọn họ sẽ chạy đến lúc đó lại tìm Lục Vân tính sổ cũng không muộn. Hàn Nguyệt, các người ở đây làm gì, không phải đi lấy thanh đế huyền hỏa đỉnh sao? Một người phụ nữ trung niên mặc trường bào màu xanh nhạt bỗng xuất hiện trước mặt mọi người, lúc bà ta đến gần mới phát hiện trên mặt đất có một thi thể. Là ai giết Lăng Phong? Mặt người phụ nữ trung niên trầm xuống, trong mắt tỏa ra sự lạnh lẽo đáng sợ. Cô gái áo xanh tên Hàn Nguyệt nói, Mộc trưởng lão, vừa rồi chúng tôi chuẩn bị đi lấy huyền hỏa đỉnh, nhưng còn chưa trông thấy huyền hỏa đỉnh thì Lăng Phong đã bị người ta giết rồi. Cô ta kể lại chi tiết chuyện mới xảy ra vừa rồi cho Mộc Bình nghe. Mộc Bình hừ lạnh một tiếng và nói, xưa nay Lăng Phong luôn làm việc xúc động, bị người ta dạy dỗ cũng bình thường, nhưng còn chưa không tới mức cần đánh đổi mạng sống. Bà ta lạnh lẽo nhìn về phía Hạnh Lâm Đường, có thể cảm giác được rõ ràng khí tức của thanh đế huyền hỏa đỉnh. Ta đi chiếu cố người kia. Thân thể Mộc Bình chấp động rồi lao thẳng về hướng Hạnh Lâm Đường. Bọn người Hàn Nguyệt theo thật sát phía sau, chỉ để lại một người trông coi thi thể của Lăng Phong. Hạnh Lâm Đường. Lục Vân sớm đã cảm nhận được một khí tức mạnh hơn trước đó không biết bao nhiêu lần đang cấp tốc vào tới bên này,
cho nên hắn sớm đã đứng trước cổng Hạnh Lâm Đường để chờ đợi. Hắn cũng muốn xem đêm nay có bao nhiêu người dám nhắm vào chị hai. Rất nhanh, trước mặt Lục Vân đã xuất hiện một người phụ nữ trung niên. Phía sau người phụ nữ trung niên là bọn người Hàn Nguyệt vừa rời đi, cô ta đang dùng đôi mắt oán độc hung hăng nhìn chằm chằm Lục Vân. Đan Dương Tông, Mộc Bình. Mộc Bình tự giới thiệu rồi dò xét nhìn Lục Vân, sau đó nhìn lên lầu 2 Hạnh Lâm Đường rồi hơi nhíu mày lại. Đây là khí tức của Thanh Đế Huyền Hỏa Đỉnh, nhưng dao động này quá kịch liệt. Lục Vân không nói gì mà lạnh nhạt nhìn Mộc Bình. Mộc Bình càng không vui, người thanh niên này quá không lễ phép, vì thế giọng nói của bà ta không khỏi lạnh xuống mấy phần. Hôm nay ta tới vốn chỉ muốn mang Thanh Đế Huyền Hỏa Đỉnh đi, không muốn tổn thương ai, nhưng thằng danh cậu lại không biết trời cao đất rộng, dám giết môn nhân của Đan Dương Tông, làm sao ta có thể tha cho cậu được. Mộc Bình đã dâng lên sát khí. Họ đến từ Côn Luân, trong máu có sự kiêu ngạo không gì sánh bằng, từ trước đến nay không để những người tu luyện bên ngoài vào mắt. Lục Vân giết Lăng Phong làm Mộc Bình rất khó chịu, nhưng cũng chưa quyết định muốn Lục Vân lấy mạng đền mạng, điều làm bà ta thật sự dâng lên sát khí là do vừa rồi mình chủ động báo tên họ tông môn ra mà Lục Vân lại lờ đi, thật sự quá mất mặt. Mặt mũi của Mộc Bình quan trọng hơn mạng của Lăng Phong nhiều. Sát ý tuôn trào. Ánh mắt Lục Vân phát lạnh, thật vất vả mới đè nén được cảm giác hung ác xuống mà lại bị khơi gợi lại khi Mộc Bình phóng thích sát ý, tâm tình của hắn rất bực bội. Lão yêu bà lấy tự tin từ đâu ra mà cho rằng nhất định có thể giết được tôi. Lục Vân không chút khách khí mà mắng lại. Người của Đan Dương Tông này cũng thật khôi hài, nói chuyện giết người đoạt bảo vật mà khí thế hùng hồn như thế. Trước đó Lăng Phong cũng như thế, hắn ta nhìn chúng ngự linh thần kiếm của Lục Vân trên thiên sáp phong rồi nói thẳng chờ hoàn thành nhiệm vụ thì hắn ta sẽ tìm Lục Vân lấy kiếm. Hiện tại lại trưởng lão Mộc Bình vừa xuất hiện cũng thế. Giật đồ mà ăn nói đương nhiên như thể Thanh Đế Huyền Hỏa Đỉnh chính là của họ vậy. Quá vô liêm sỉ. Lục Vân thầm mắng trong lòng. Câu, lão yêu bà, của Lục Vân làm sắc mặt Mộc Bình lập tức khó coi tới cực điểm. Bà ta là phụ nữ, còn chưa đến 50 tuổi mà lại bị người ta mắng là lão yêu bà, làm sao có thể không tức giận. Điều này càng khiến Mộc Bình kiên định muốn giết chết Lục Vân. Vụt. Mộc Bình quả quyết ra tay. Chân khí hóa thành một cầu vồng bắn ra trong hư không rồi lao thẳng tới chỗ Lục Vân. Vào thời khắc này, khí tức hung ác trong cơ thể Lục Vân càng trở nên nồng đậm. Mắt hắn cũng hơi đỏ lên, hắn không tránh mà đạp mạnh xuống làm thân thể bắn ra như đạn pháo. Oanh! Lục Vân giơ song quyền lên đập nát cầu vồng do chân khí của Mộc Bình cô động thành, khí thế không chút suy giảm tiếp tục lao về phía trước, trong nháy mắt đã đến trước mặt Mộc Bình. Tự tìm đường chết, Mộc Bình hừ lạnh một tiếng, cũng không kinh ngạc chuyện Lục Vân có thể đánh nát cầu vòng chân khí của mình, bởi vì nó chỉ là một đòn công kích mang tính dò xét thôi. Khi đối mặt với kẻ địch, không ai vừa ra tay đã dùng hết toàn lực, trừ phi là muốn đánh bất ngờ tập kích đối phương. Mộc Bình khinh thường làm như thế. Chủ yếu là Lục Vân còn chưa đủ tư cách để bà ta sử dụng thủ đoạn như vậy. Thấy Lục Vân không biết sống chết xông lên. Khóe miệng Mộc Bình hiện lên một nụ cười lạnh, điểm một ngón tay ra như đoạn kiếm sắc bén dọa người ra khỏi vỏ. Huyền Ngọc Chỉ, Mộc Bình quát lạnh một tiếng, trên ngón tay nhìn như mềm mại mảnh khảnh lại điên cuồng tràn ra chân khí hùng hồn giống như biển cả sôi trào. Gần như trong nháy mắt, tất cả chân khí đã tụ tập trên ngón trỏ tay phải của bà ta, hào quang rực rỡ như một con dao găm huyền ngọc được chế tạo thành từ thần công, nó đột nhiên đâm ra. Mộc Bình chỉ một ngón tay ra. Đừng nhìn bà ta là phụ nữ, nhưng bàn về năng lực đơn đả độc đấu thì thực lực của bà ta còn mạnh hơn trưởng lão nam ở Đan Dương Tông gấp mấy phần. Không phải tất cả mọi người đều có thể vừa nghiên cứu đan thuật vừa phân tâm tu luyện võ kỹ. Huyền Ngọc Chỉ của Mộc Bình là một võ kỹ. Trình độ đan thuật của bà ta rất cao mà cũng chưa từng lơ là tu luyện võ kỹ nên được xem là thiên tài hiếm có của Đan Dương Tông, cũng là người trẻ tuổi nhất trong tất cả các trưởng lão. Trong lần giao thủ này, Lục Vân được chết dưới Huyền Ngọc Chỉ của bà ta cũng coi như vinh hạnh. Mộc Bình thầm nghĩ như vậy, uy lực của Huyền Ngọc Chỉ cũng càng bùng nổ, chân khí thúc dục võ kỹ phóng ra tia sắc lạnh dọa người. Xuy, tiếng lưỡi đao cắt vỡ không khí vang lên. Đúng lúc này, chỉ thấy Lục Vân không tránh không né mà như một mãng phu đánh thẳng đến, cứ như hoàn toàn không ý thức được điểm đáng sợ của Huyền Ngọc Chỉ. Phá, Lục Vân quát lạnh một tiếng.
trong mắt hiện ra sát khí làm đôi màu đen của hắn xuất hiện từng điểm đỏ quỷ dị. Bực bội. Tâm tình của hắn cực kỳ bực bội. Hắn có xúc động muốn một mình sát hại cả thành phố. Bị loại cảm xúc kỳ quái này ảnh hưởng nên công kích của Lục Vân cũng trở nên vô cùng táo bạo, căn bản không nghĩ đến chuyện tránh né mà cứ tung ra một quyền. Trong nháy mắt nắm đấm và ngón tay đụng vào nhau, chân khí điên cuồng khuấy động như sóng lớn mãnh liệt đánh vào đá ngầm, thanh thế như thủy triều cuồn cuộn. Ầm ầm. Trong thân thể Mộc Bình như có lôi đình nổ vang, chỉ thấy thân thể bà ta nhoáng lên một cái rồi lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Trên khuôn mặt bà ta toàn là vẻ kinh hãi. Sao lại như vậy? Mộc Bình ngơ ngác, trên ngón tay truyền đến đau nhức kịch liệt làm bà ta cực kỳ khó chịu. Chỉ trong khoảnh khắc giao thủ ngắn ngủi vừa rồi mà bà ta đã cảm nhận được sự khủng bố của Lục Vân, sự khủng bố này rất có khả năng là bắt nguồn từ công pháp của hắn. Thế là đồng tử của Mộc Bình co rụt lại, hỏi, cậu tu luyện loại công pháp gì? Bình thường một tu luyện giả chỉ chủ tu một bộ công pháp nội tại cộng thêm nhiều loại võ kỹ, cụ thể có thể học được bao nhiêu võ kỹ thì phải xem thiên phú và cơ duyên của từng cá nhân. Cái gọi là võ kỹ chính là thông qua phương pháp đặc dị là dẫn đường kinh mạch ép công pháp đã học được ra, từ đó đạt tới uy lực gấp trăm lần nghìn lần. Ví dụ như huyền ngọc chỉ của Mộc Bình chính là thông qua phương thức đặc biệt này để hội tụ tất cả chân khí vào đầu ngón tay rồi bùng nổ ra. Uy lực nhất định sẽ mạnh hơn công kích chân khí bình thường. Nhưng làm Mộc Bình cảm thấy hoảng sợ là vừa rồi khi giao thủ, Lục Vân căn bản không thi triển võ kỹ mà chỉ thuần túy dùng nội công ngưng luyện ra chân khí bản nguyên để đối đầu với bà ta. Kết quả hắn còn đẩy bà ta lui ra phía sau, ngón tay như muốn gãy xương. Có thể thấy được công pháp mà Lục Vân tu luyện bá đạo đến cỡ nào. Mộc Bình không thể không sợ. Hỏi ra nghi ngờ trong lòng xong, bà ta căn bản không nhận được đáp án. Lục Vân cũng không biết mình tu luyện công pháp gì thì làm sao trả lời Mộc Bình. Hơn nữa hiện tại hắn không có tâm tư đi cân nhắc vấn đề thần công vô danh. Trong lòng hắn đang dâng trào sát khí, làm hắn trở nên cực kỳ bực bội. Các ngươi không nên đến trêu chọc tôi vào lúc này. Lục Vân lắc đầu, trong mắt hiện lên ánh đỏ, sau đó thân hình lại xông đến trước mặt Mộc Bình như gió, nhấc chưởng đập vào đầu bà ta. Mấy người đi trước, thằng danh này có vấn đề. Mộc Bình đã nhìn ra Lục Vân không thích hợp, người bình thường không có khả năng hung ác tàn bạo đến như thế, thế là bà ta quay đầu giống lớn một tiếng với bọn người Hàn Nguyệt. Mấy người Hàn Nguyệt đã triệt để trợn tròn mắt. Họ còn muốn Mộc trưởng lão đến tiêu diệt Lăng Phong báo thù cho mình, ai biết Mộc trưởng lão cũng thất thế trước Lục Vân. Từ khi nào mà tu luyện giả bên ngoài Côn Luân Sơn đã mạnh đến như vậy? Không có thời gian nghĩ nhiều. Khi nghe Mộc Bình hét lớn một tiếng thì bọn người Hàn Nguyệt bỗng lấy lại tinh thần rồi quay người nhanh chóng chạy đi. Họ tin tưởng Mộc trưởng lão sẽ không vô duyên vô cớ bảo mình chạy trốn. Lục Vân không để ý tới mấy người chạy trốn mà dùng đôi mắt đỏ ké đó nhìn chằm chằm Mộc Bình, thấy bà ta nghiêng đầu tránh thoát một trưởng của mình thì hắn lập tức tung thêm một trưởng ra. Công kích của Lục Vân chẳng có kết cấu gì đáng nói, càng không cần bàn đến võ kỹ gì. Bởi vì hắn căn bản chưa từng học võ kỹ nào mà hoàn toàn ỷ vào thần công vô danh để hoành hành bá đạo. Cái này giống như một tay quyền anh có thần lực bẩm sinh không hiểu kỹ xảo cách đấu, lần nào cũng chỉ dùng sức mạnh để đàn áp tất cả. Hắn cứ dùng ra hết sức, còn lại giao cho kỳ tích. Hiện tại Lục Vân đang trong trạng thái này, công kích vừa nhanh vừa mạnh đã ép cho Mộc Bình không có sức đánh trả, trong lòng mắng to hắn là tên điên. Mộc Bình không kịp né tránh làm ngực trúng chiêu, bà ta đau đến mức chửi ầm lên, tên điên đáng chết này, đánh với phụ nữ cũng mạnh tay như vậy sao? Khí huyết trong cơ thể Mộc Bình sôi trào, mặt nghẹn đỏ lên mấy phần. Nếu là bình thường có thể Lục Vân sẽ phản bác một câu, vừa rồi khi bà muốn giết tôi sao không nói mình là phụ nữ, hiện tại đánh không lại thì bắt đầu lấy giới tính ra nói, đồ lão yêu bà. Nhưng hiện tại Lục Vân không có tâm tình đó, hắn chỉ muốn phát tiết. Mà cách phát tiết tốt nhất chính là ra tay không có kết cấu gì, tùy ý chút hết chân khí trong cơ thể ra ngoài. Nhưng rất nhanh Lục Vân đã phát hiện tốc độ thần công vô danh trong cơ thể hắn tự động vận chuyển ngưng luyện ra chân khí còn nhanh hơn tốc độ hắn tiêu hao. Thật là gặp quỷ. Hiển nhiên Mộc Bình cũng phát hiện điểm này, bà ta vừa đố kỵ vừa khó chịu. Đố kỵ là có loại công pháp bá đạo này thì vĩnh viễn không lo chân khí không đủ, đây quả thực là một thần công nghịch thiên. Khó chịu là không hao tổn hết chân khí của Lục Vân thì bà ta không có cơ hội phản kích nào cả.
đan dược khôi phục chân khí không đủ, sắc mặt của Mộc Bình đột nhiên trở nên rất khó coi. Tốc độ chân khí của bà ta hồi phục kém xa Lục Vân nên chỉ có thể thông qua nuốt đan dược để tiếp sức, nhưng tiếp tục như vậy cũng không phải cách. Sẽ có lúc uống hết đan dược. Mấu chốt là tên điên Lục Vân này cứ cắn chết không buông làm bà ta không có cả cơ hội chạy trốn, thật là xui xẻo tám đời. Tên điên, cậu đừng khinh người quá đáng. Kỳ thật trên người Mộc Bình có mang theo đan dược có thể kích phát tiềm năng, giúp tu vi tăng lên 2 tiểu cảnh giới trong thời gian ngắn, nhưng tác dụng phụ rất lớn. Không đến bước đường cùng thì bà ta cũng không muốn uống. Nhưng Lục Vân lại không chịu buông tha, dáng vẻ như không giết được bà ta thì không bỏ qua nên Mộc Bình chỉ có thể dùng đến nó. Tác dụng phụ lớn đến mấy cũng tốt hơn mất mạng. Rắc, Mộc Bình bóp nát một cái bình nhỏ bằng sứ men xanh lớn chừng ngón cái, đan dược bên trong bắn ra, bà ta đưa vào miệng, còn chưa nuốt xuống thì bỗng nghe thấy một giọng nói vang lên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Em trai, đừng, giọng nói của Lâm Thanh Đàn rất suy yếu, sắc mặt còn tái nhợt hơn bình thường mấy lần, trên vầng trán trơn bóng đã ứa đầy mồ hôi. Vừa rồi cô nằm trong phòng đã nghe rõ được động tĩnh bên ngoài. Khi Lục Vân và Lăng Phong xung đột thì cô đã muốn đi ra ngăn cản, nhưng lại không thể làm gì, cơn đau quá dữ dội làm cô không động đậy nổi. Lúc này cảm giác đau đớn khó hiểu kia mới chịu biến mất, cô đã sống sót qua cơn đau giống như mấy đêm trước. Thanh đỉnh kia lại bị cô thu vào đan điền. Nghe thấy tiếng gọi của Lâm Thanh Đàn, Lục Vân lập tức tỉnh táo lại, hào quang màu đỏ trong mắt cũng dần dần biến mất rồi khôi phục trong trẻo. Nhớ lại vừa rồi, cả Lục Vân cũng giật mình nhảy dựng, không rõ khí tức hung ác tàn bạo trong lòng mình tới từ đâu. Hắn chỉ biết khi nhìn thấy Lâm Thanh Đàn đau đớn mà mình lại bất lực thì tâm tình của hắn đột nhiên trở nên rất bực bội. Tục ngữ nói người trong cuộc u mê. Cộng thêm đám người của Đan Dương Tông cứ điên cuồng khiêu khích làm sự bực bội của Lục Vân trở thành một ngòi nổ lập tức kích nổ sự hung ác trong cơ thể, vì thế hắn mới giết Lăng Phong. Nhưng Lục Vân có áy náy không? Tuyệt đối không áy náy, ai bảo Lăng Phong khiêu khích trước chứ? Mộc Bình thấy tên điên này rốt cục cũng không quấn chặt lấy mình thì hơi thở phào một hơi, sau đó phun ra viên đan dược đang ngậm trong miệng chưa nuốt. Tiếp đó bà ta nhìn về phía Lâm Thanh Đàn với ánh mắt rất kinh ngạc. Cô gái xinh đẹp này chính là người nắm giữ Thanh Đế Huyền Hỏa Đỉnh sao? Nhìn tình hình thì hình như Thanh Đế Huyền Hỏa Đỉnh đã nhận cô làm chủ, chỉ thỉnh thoảng xuất hiện tình huống mất khống chế thôi. Ha ha, đáng tiếc, còn tưởng rằng có thể xem trò hay, không ngờ nhanh như vậy đã kết thúc rồi, thật là làm người ta thất vọng mà. Đột nhiên, một giọng đàn ông thâm trầm truyền tới từ bên cạnh. Sắc mặt Mộc Bình đột nhiên trầm xuống. Thông qua giọng nói của người này, bà ta đã nhận ra thân phận của gã. Lục Vân thì nhìn lại hướng phát ra âm thanh, thấy là một người đàn ông áo trắng cầm quạt xếp đang chậm rãi đi về hướng bên này. Trong lòng hắn cười lạnh, thật là càng ngày càng náo nhiệt, thú vị. Công tử Vũ, cậu tới làm gì? Mộc Bình nhìn về phía người đàn ông áo trắng rồi quát lạnh một tiếng, sắc mặt cực kỳ khó coi, hiển nhiên bà ta cũng không ưa gì công tử Vũ, thậm chí còn mang theo địch ý. Công tử Vũ phong độ nhẹ nhàng, mỉm cười nho nhã, khẽ mở quạt xếp trong tay ra rồi nói, Thanh Đế Huyền Hỏa Đỉnh xuất hiện, không chỉ Đan Dương Tông các người cảm thấy hứng thú mà công tử Vũ này cũng hiếu kỳ. Lời này vừa nói ra thì sắc mặt Mộc Bình lập tức càng khó coi. Hiển nhiên công tử Vũ này cũng đến vì Thanh Đế Huyền Hỏa Đỉnh. Công tử Vũ không để ý tới Mộc Bình nữa mà nhìn về hướng Lục Vân, cẩn thận dò xét một hồi rồi vừa cười vừa nói. Không ngờ bên ngoài Côn Luân Sơn còn có tu luyện giả như anh, thú vị. Vừa rồi gã tận mắt nhìn thấy cuộc chiến của hai người, thật sự không ngờ người thanh niên này có thể ép cho trưởng lão Mộc Bình của Đan Dương Tông không đánh trả được. Dưới tình huống chưa nuốt đan dược cấm kỵ thì Mộc Bình thật sự không phải đối thủ của hắn. Công tử Vũ cảm thấy khá hứng thú với Lục Vân. Nhưng gã càng cảm thấy hứng thú với Lâm Thanh Đàn. Từ thời khắc người phụ nữ này đi ra từ Hạnh Lâm Đường thì hai mắt công tử Vũ đã tỏa sáng. Đẹp, còn đẹp hơn những nữ tu luyện giả trên Côn Luân Sơn mấy phần. Người bình thường không có khả năng so sánh với khí chất của tu luyện giả, đây là một sự gia tăng khí chất. Đưa ra một ví dụ, nếu như một người phụ nữ có dung mạo dáng người là 7 điểm, vậy sau khi tu luyện thì khí chất của cô ta sẽ tăng lên rất lớn, tổng thể đạt tới 8. 5 điểm cũng không thành vấn đề. Công tử Vũ có thể nhìn ra Lâm Thanh Đàn vừa trở thành tu luyện giả không lâu,
nhưng mà tổng số điểm đã đạt đến 9. 6. 9, 6 điểm là một điểm số cực cao. Ánh mắt của công tử Vũ rất hà khắc, có một bộ tiêu chuẩn cho điểm riêng, gã cũng thích thông qua cách cho điểm này để dán nhãn cho phụ nữ. Trong tiêu chuẩn cho điểm của công tử Vũ thì 9 điểm đã là cấp bậc mỹ nữ đỉnh cao, có thể thấy được 9. 6 điểm cao đến mức nào? Chờ tu vi cảnh giới của Lâm Thanh Đàn tăng lên thì điểm số này sẽ càng cao. Công tử Vũ mặt mỉm cười nhìn Lâm Thanh Đàn, nói, chắc cô là chủ nhân của Thanh Đế Huyền Hỏa Đỉnh đúng không? Tôi tên là công tử Vũ, rất vinh hạnh được gặp cô. Lâm Thanh Đàn không trả lời. Tính cách cô ôn hòa nên không biết từ chối người khác, nhưng lúc này cô không có tâm tình đi làm quen công tử Vũ, cách tốt nhất chính là giữ yên lặng. Công tử Vũ không tức giận mà nho nhã phẩy quạt, vừa cười vừa nói, tin tức cô nắm giữ Thanh Đế Huyền Hỏa Đỉnh đã làm kinh động Côn Luân, e là tình cảnh sau này sẽ rất nguy hiểm. Gã hơi tạm dừng rồi tiếp tục nói, không bằng cô làm người phụ nữ của tôi đi, tôi sẽ phụ trách bảo vệ an toàn của cô, thế nào? Hừ, công tử Vũ, cậu thật không biết xấu hổ, người khác tìm bảo vật thôi, còn cậu vừa tìm bảo vật vừa tìm người đẹp, sao Vân Sơn Thư Viện lại bồi dưỡng ra loại người vô liêm sỉ như cậu vậy? Công tử Vũ vừa dứt lời thì đột nhiên có một giọng nói khác vang lên. Chỉ thấy người đi tới là một lão già gầy gò mặc áo vải, sau lưng vác một thanh trường kiếm. Bên cạnh lão có mấy nam nữ thanh niên sắc mặt tái nhợt đi theo, đó là bọn người Hàn Nguyệt vừa chạy đi. Họ bị lão già gầy gò này bắt lại. Lại xuất hiện một người. Sắc mặt Mộc Bình càng khó coi, tức giận hừ một tiếng và nói, ông lão quỷ, chẳng lẽ Quỷ Kiếm Tông các người cũng muốn nhắm vào Thanh Đế Huyền Hỏa Đỉnh? Có vấn đề gì sao? Lão già gầy gò kia họ ông, tên là ông lão quỷ, đến từ Quỷ Kiếm Tông của Côn Luân Sơn. Chỉ thấy lão nhếch miệng nói, cả người của Vân Sơn Thư Viện cũng đến, tôi đến xem có gì đáng kinh ngạc. Công tử Vũ lộ ra vẻ mặt hứng thú thú, vừa cười vừa nói, ha ha, ông lão quỷ, xem ra hai chúng ta không mưu mà hợp, thú vị, thú vị. Diện mạo của gã rất nho nhã, nhưng giọng nói lại mang theo một tia âm nhu, hình thành tương phản rất rõ ràng. Mộc Bình tức giận không thôi. Hai người này một người đến từ Vân Sơn Thư Viện, một người đến từ Quỷ Kiếm Tông. Không giống với Đan Dương Tông chuyên nghiên cứu đan thuật, một cái bảo đỉnh có thể giúp phẩm chất của đan dược tăng lên mấy cấp độ. Nhưng hai người này đều không học tập đan thuật, lấy Thanh Đế Huyền Hỏa Đỉnh cũng không có tác dụng lớn. Nhưng họ vẫn đến. Không vì cái gì khác, đơn thuần chỉ muốn đến làm Đan Dương Tông ghê tởm. Nếu như họ có thể mang Thanh Đế Huyền Hỏa Đỉnh về, Đan Dương Tông muốn có nó thì họ có thể đe dọa vơ vét của Đan Dương Tông một vố. Lùi một bước. Họ thà mang Thanh Đế Huyền Hỏa Đỉnh về làm vật trang trí cũng không tùy tiện cho Đan Dương Tông lấy được. Làm sao Mộc Bình có thể không buồn giận? Bà ta sắp bị chọc giận nổ tung rồi. Nhưng bà ta có thể làm gì được? Chả làm gì được cả. Công tử Vũ lại nhìn về hướng Lâm Thanh Đàn, mang dáng vẻ thư sinh mà cười nói, cô suy nghĩ đề nghị vừa rồi của tôi đi, ông lão quỷ này cũng không phải loại người lương thiện gì, sẽ chết người. Gã nói xong mà Lâm Thanh Đàn vẫn không đáp lại. Lục Vân thì thản nhiên nói, chỉ có thêm một đống rác thôi, có gì để suy xét, các người mau cút đi, tôi nhìn chướng mắt lắm. Mày nói tao là rác rưởi. Ông lão quỷ nhíu mày lại, lộ ra tia sắc lạnh. Lục Vân lộ ra nụ cười, lắc đầu nói, ông không nên hiểu lầm ý tôi không nhằm vào một mình ông, tôi nói mấy người đến từ Côn Luân Sơn đều là rác rưởi. Hừ, ngông cuồng. Tao thấy mày muốn chết, ông lão quỷ giận dữ. Công tử Vũ thì ngoài cười nhưng trong không cười mà ha ha hai tiếng, châm chọc nói, ông lão quỷ, vừa rồi ông tới trễ nên bỏ lỡ một màn đặc sắc. Ồ, ông lão quỷ nhướng mày lên. Công tử Vũ tiếp tục nói, vừa rồi anh bạn trẻ tuổi này dữ dội lắm, Mộc Bình và hắn giao thủ không biết bao nhiêu hiệp còn bị đánh không thể chống đỡ nổi đấy. Lời này vừa nói ra, Mộc Bình lập tức cảm thấy mất mặt, mặt mày tái xanh mà nói. Cậu đừng đứng đó châm chọc, tên điên này tu luyện công pháp rất quỷ dị, nói về đánh nhau thì có lẽ tôi không phải đối thủ, nhưng giết người thì người chết nhất định là hắn. Mộc Bình tự tin sau khi bà ta ăn đan dược cấm kỵ thì nhất định có thể giết được Lục Vân, nhưng bà ta cũng vì thế mà sụt giảm tu vi, như vậy không đáng. Nghe công tử Vũ tranh chua chào phúng, bà ta nhịn không được phản bác một câu. Công tử Vũ lại cố ý chế nhạo bà ta, đối phó loại người này còn cần ăn đan dược. Xem ra người ta nói cũng không sai, bà là thứ rác rưởi.
Ông lão quỷ cũng cười nói, rác rưởi chính là rác rưởi, đừng lấy cớ công pháp gì cả. Các người, Mộc Bình tức đến run rẩy cả người. Nhưng bà ta lại không cách nào phản bác. Bà ta vốn tu luyện đan thuật là chính, bàn về thực lực đánh nhau thì nhất định không bằng công tử Vũ và ông lão quỷ, bị họ trào phúng cũng bình thường. Nhưng lúc này, giọng nói của Lục Vân lại vang lên lần nữa, cái kia, tôi uốn nắn một chút, có lẽ vừa rồi các người không nghe rõ lời tôi nói là các người đều là rác rưởi. Thật không biết mấy người này suy nghĩ thế nào. Đều là rác rưởi, cũng không cần ghét bỏ lẫn nhau đâu. Lục Vân thật không còn gì để nói. Nơi này lập tức yên tĩnh chốc lát. Sau đó tiếng hét phẫn nộ tràn ngập sát ý của ông lão quỷ vang lên, ồn ào. Tụi tao nói chuyện đến phiên thằng chó chết mày chen vào à. Lần này ông lão quỷ thật sự nổi giận. Lúc đầu lão căn bản không có ý định phản ứng Lục Vân, mục tiêu chỉ là thanh đế huyền hỏa đỉnh, nhưng càng không để ý đến thằng danh này thì hắn càng nhảy nhót. Đây đã là lần thứ hai Lục Vân ngắt lời, nói họ là rác rưởi. Ông lão quỷ không thể nhịn được nữa. Công tử Vũ cũng sụ mặt xuống, mặc dù gã cố gắng duy trì nụ cười nho nhã, nhưng rất khó, ngược lại khiến vẻ mặt trở nên vặn vẹo mấy phần. Ông lão quỷ không chịu được Lục Vân, vậy gọi sao gã nhịn được. Lần đầu tiên nhìn thấy người tự đại ngông cuồng như vậy, hơn nữa làm cho họ khó chịu nhất là hắn lắm miệng. Lục Vân nói nhiều quá. Họ có thân phận gì? Đến từ Côn Luân, thánh địa của tu luyện giả. Lục Vân lại có thân phận gì? Một tán tu bên ngoài núi Côn Luân mà thôi. Lúc họ nói chuyện, thằng danh này dựa vào cái gì xen vào? Hắn có tư cách gì xen vào? Chen miệng một lần thì thôi, còn chen lần hai, hắn là thứ chó má gì? Mộc Bình cũng khó chịu. Vẻ mặt bà ta trở nên rất thương hại, ánh mắt nhìn về phía Lục Vân giống như đang nhìn một tên thiểu năng. Bà ta thừa nhận khi chưa uống đan dược cấm kỵ thì bà ta không phải đối thủ của Lục Vân, nhưng đó không phải vì Lục Vân mạnh, mà là do bà ta yếu. Mộc Bình không thể không thừa nhận một sự thật, trong đông đảo môn phái của Côn Luân thì thực lực tổng hợp của Đan Dương Tông tương đối yếu kém. Họ chuyên luyện đan thuật nên không thể so sánh với những môn phái chuyên tu luyện được. Hai vị, so với châm chọc khiêu khích tôi thì không bằng giải quyết tên điên này trước đi, không thì hắn vẫn nghĩ là các người đang nói đùa đó. Mộc Bình cười lạnh và nói. Hai người này chạy tới đoạt thanh đế huyền hỏa đỉnh làm Mộc Bình cảm thấy rất khó chịu, nhưng hiện tại càng làm bà ta không thoải mái là tên điên Lục Vân này. Giết để lỗ tai được yên tĩnh. Ông lão quỷ hừ lạnh một tiếng, muốn giết thì tất nhiên tôi sẽ giết, còn cần bà lên tiếng à? Thứ này thì chỉ cần một chiêu của tôi thôi đã làm hắn tan thành mây khói. Công tử Vũ đong đưa quạt xếp, trên mặt là nụ cười âm nhu, nếu ông lão quỷ đã nói như vậy thì tôi không giành với ông, dù sao cũng chỉ cần 2 giây. Quả thật là như thế, chuyện tốn 2 giây thôi. Ông lão quỷ không lo lắng khi mình ra tay giết Lục Vân thì công tử Vũ nhân cơ hội đột nhiên cướp đi người nắm giữ thanh đế huyền hỏa đỉnh. Bởi vì theo ông lão quỷ thấy thì giết Lục Vân chỉ tốn nhiều nhất là 2 giây. Ông lão quỷ ra tay. Áo vải quét qua, một chân khí sắc bén vọt mạnh ra từ tay áo của lão. Lão là kiếm tu, trong lúc giơ tay nhấc chân cũng mang theo kiếm ý, mặc dù chân khí này không phải dùng kiếm phát ra, nhưng vẫn ẩn chứa từng tia kiếm ý. Thanh thế không bằng huyền ngọc chỉ mà Mộc Bình thi triển trước đó, nhưng uy lực lại là gấp 10 gấp trăm lần, cứ như sấm sét trong im ắng. Vậy là đủ để giết chết Lục Vân rồi. Sau khi ông lão quỷ tung ra chân khí này thì không để ý đến Lục Vân nữa mà tập trung lực chú ý lên người Lâm Thanh Đàn, đang nghĩ nên làm sao tranh đoạt thanh đế huyền hỏa đỉnh với công tử Vũ. Lão không hề cân nhắc đến Mộc Bình. Bởi vì dù Mộc Bình ăn đan dược cấm kỵ cũng không phải là đối thủ của hai người bọn họ. Đối thủ của ông lão quỷ chỉ có công tử Vũ. À, bởi vì Lục Vân và Lâm Thanh Đàn đứng rất gần nên ánh mắt ông lão quỷ vừa di động đến người Lâm Thanh Đàn. Nhưng cảnh xảy ra tiếp theo lại cưỡng ép lão chuyển mắt trở về. Khóe mắt của ông lão quỷ liếc nhìn phát hiện Lục Vân không chết dưới kiếm ý chân khí của mình thì không khỏi kinh dị hô lên một tiếng. Thằng danh này thật sự có chút năng lực, ánh mắt ông lão quỷ trầm xuống, nói. Mộc Bình tâm tình thoải mái bảo, đã sớm nói tên điên này không đơn giản, ông lão quỷ không lấy ra chút bản lĩnh thật thì muốn giết hắn cũng không dễ. Hừ, ông lão quỷ không vui hừ lạnh một tiếng. Khi nhìn lại Lục Vân thì sát ý điên cuồng ngưng tụ, gần như đông kết thành xương, sau đó lão quát một tiếng, đồ chó, còn không đi chết cho tao.
chân khí khuấy động tràn ra. Lão dùng một chiêu mà không giết chết được Lục Vân, còn bị Mộc Bình trào phúng một câu, ông lão quỷ cảm thấy quá mất mặt nên kích này còn mạnh hơn chân khí vừa rồi không biết bao nhiêu lần. Luôn mồm đồ chó, lão già tép diêu đến từ Côn Luân ông miệng thối thật. Lần này Lục Vân không đứng yên nghe chửi mà mắng lại một câu, sau đó chủ động vọt về hướng ông lão quỷ, thần công vô danh điên cuồng vận chuyển. Ầm, ầm, ầm. Lục Vân đạp nát công kích chân khí của ông lão quỷ xong thì liên tục ra quyền, mỗi một nắm đấm đánh ra đều có thể kích nổ không khí, hơn nữa khí thế càng ngày càng mạnh. Trước đó nghe Mộc Bình nói công pháp của Lục Vân rất quỷ dị, ông lão quỷ còn chưa tin, cứ nghĩ là Mộc Bình viện cớ để cứu vãn danh dự thôi. Tới giờ khắc này, khi ông lão quỷ thật sự cảm nhận được chân khí của Lục Vân thì mới phát hiện thật sự rất quỷ dị. Cái tên điên này. Mộc Bình cách đó không xa trông thấy cảnh này thì trong mắt hiện ra một tia kinh hãi. Bà ta có thể nhìn ra được thế công của Lục Vân vào thời khắc này còn mạnh hơn lúc nãy giao thủ với bà ta một chút. Nhưng bà ta không biết là, lúc nãy bởi vì Lục Vân đang bực bội, muốn chút hết chân khí trong cơ thể ra ngoài nên muốn tiêu hao trước một đợt, cuối cùng lại giết chết Mộc Bình. Vì thế mới tạo thành ảo giác cho Mộc Bình. Hiện tại Lục Vân đã tỉnh táo lại, có thể tự do điều khiển chân khí. Không tan rã như trước đó mà phần lớn đều hội tụ trên nắm tay, vì thế tất nhiên thế công càng mạnh hơn. Công tử Vũ như suy nghĩ có gì đó mà nói, dưới tình huống không thi triển quyền pháp võ kỹ mà thằng danh này có thể ngưng tụ chân khí đến trình độ này, công pháp của hắn quả nhiên không đơn giản. Gã liếm môi một cái, biểu lộ đột nhiên trở nên phấn khởi. So với Thanh Đế Huyền Hỏa Đỉnh thì mình càng cảm thấy hứng thú với công pháp của hắn hơn. Người của Vân Sơn Thư Viện thích nghiên cứu công pháp võ kỹ kỳ quái nhất, trong đó có không ít ma công. Công pháp Lục Vân tu luyện thành công khơi gợi hứng thú của công tử Vũ. Mặc kệ Mộc Bình và công tử Vũ nghĩ thế nào, dù sao tâm tình lúc này của ông lão quỷ rất khó chịu, thật là chó chết, cứ tiếp tục như vậy thì không còn mặt mũi gì nữa rồi. Quỷ kiếm thập nhất. Ông lão quỷ không bận tâm nhiều nữa mà gầm thét một tiếng, trường kiếm sau lưng gào thét lao ra. Lơ lửng trên đỉnh đầu lão rồi hội tụ kiếm thế điên cuồng. Đây là kiếm pháp tông môn của Quỷ Kiếm Tông, tổng cộng có 13 thức, ông lão quỷ đã tu luyện đến thức thứ 11, là thủ đoạn công kích mạnh nhất hiện giờ lão nắm giữ. Hai lần thất bại liên tục làm ông lão quỷ mất hết kiên trì, cho nên không định lãng phí thời gian với Lục Vân nữa mà trực tiếp tung ra sát chiêu mạnh nhất. Tao xem thằng chó chết mày có chết không? Ánh kiếm rét lạnh chiếu rọi lên mặt ông lão quỷ. Khiến gương mặt vốn khô gầy của lão trở nên càng quỷ dị mấy phần. Sau một tiếng gào thét, kiếm trên đỉnh đầu ông lão quỷ bỗng huyễn hóa thành 11 kiếm ảnh, mỗi một kiếm ảnh đều mang theo sát ý vô cùng kinh khủng. Lục Vân nhìn 11 kiếm ảnh kia với ánh mắt lấp lóe. Quả nhiên kiếm pháp là thứ rất thú vị. Mặc dù lão đạo sĩ sư phụ giao ngự linh thần kiếm cho Lục Vân, nhưng căn bản không truyền thụ kiếm pháp, tựa như chưa từng truyền cho hắn bất kỳ võ kỹ nào vậy. Võ kỹ còn đỡ, Lục Vân ỷ vào thần công vô danh bá đạo của mình, chỉ cần cảnh giới ngang hàng thì bất kỳ võ kỹ nào cũng bị nó nghiền nát bằng bạo lực. Nhưng lúc này trông thấy ông lão quỷ thi triển ra kiếm pháp lại làm Lục Vân hơi rung động. Một kiếm biến thành 11 kiếm, hơn nữa mỗi một kiếm đều khủng bố như vậy, xem ra kiếm pháp cũng gia tăng thực lực rất nhiều. Lục Vân đột nhiên muốn học kiếm. Có lẽ là do trong lòng bàn tay hắn thu gom được hai kiếm ý kinh thiên khiến hắn sinh ra cảm giác hào hùng tôi cũng làm được. Chờ mong ngày nào đó hắn cũng có thể tự lĩnh ngộ kiếm pháp, ngưng luyện ra loại kiếm ý kinh khủng kia. Ông, suy nghĩ của Lục Vân bay xa chốc lát, 11 kiếm thế trên đầu ông lão quỷ đã triệt để hoàn thành ngưng tụ, sát ý ngập trời chút xuống. Trong chốc lát, trong tay Lục Vân xuất hiện một tia sách màu đỏ, đó chính là ngự linh thần kiếm. Tôi cũng có kiếm, nhưng tôi không biết kiếm pháp, chỉ đơn thuần hiếu kỳ là một kiếm tôi chém lung tung ra có thể chống đỡ được kiếm pháp khí thế ngập trời của ông không. Lục Vân vừa cười vừa nói, đồng thời dặn dò Lâm Thanh Đàn tránh xa một chút. Cảnh này làm ông lão quỷ cảm thấy hắn ngông cuồng đến cực hạn. Một kiếm chém lung tung ra mà vọng tưởng ngăn cản được quỷ kiếm thập nhất của lão. Không phải hắn đang mơ mộng hão huyền đó chứ? Vậy mày đi hỏi câu trả lời của Diêm Vương đi. Đồ chó. Ông lão quỷ lại mắng to một tiếng đồ chó rồi ngang nhiên phát động sát chiêu, 11 ánh kiếm cùng gào thét chém xuống, mục tiêu nhắm thẳng vào Lục Vân. Kích này nhất định sẽ giết chết Lục Vân. Ông lão quỷ dâng trào sát ý. Lục Vân nghiêm mặt lại,
mặc dù hắn có tự tin tuyệt đối, nhưng kiếm chiêu của ông lão quỷ thật sự không thể khinh thường. Ngự linh thần kiếm đâm thẳng ra. Khác với 11 ánh kiếm của ông lão quỷ, kiếm của Lục Vân chỉ có một luồng nhưng lại vô cùng to lớn, nó hoàn toàn có thể bao trùm lên 11 ánh kiếm của ông lão quỷ. Chỉ xem ai mạnh ai yếu. Kiếm tốt lắm, xem ra hôm nay tao nhặt được bảo vật rồi, ha ha. Giờ phút này ông lão quỷ mới phát hiện thanh kiếm trong tay Lục Vân là một bảo kiếm có phẩm chất bất phàm, phẫn nộ vừa rồi trong nháy mắt đã chuyển thành mừng rỡ. Đây thật là niềm vui bất ngờ, còn đáng mừng hơn so với cướp được thanh đế huyền hỏa đỉnh. Cướp đi thanh đế huyền hỏa đỉnh chỉ vì làm Đan Dương Tông ghê tởm, tác dụng thực tế cũng không lớn, nhưng thanh kiếm kia thì khác, nó là bảo vật thật sự có thể gia tăng thực lực. Thậm chí ông lão quỷ có một ý tưởng tuyệt hơn, để tránh hai bên tranh đến đầu rơi máu chảy nên lão không cần thanh đế huyền hỏa đỉnh mà cứ tặng cho công tử Vũ, lão chỉ cần thanh kiếm này. Lão tin chắc công tử Vũ sẽ vui vẻ tiếp nhận kết quả này. Ha ha, ta sai, thằng danh, vừa rồi không nên mắng mày là chó, tao nên gọi mày là đồng tử tán tài, ha ha ha. Tâm tình của ông lão quỷ rất tốt, dường như đã chắc chắn thanh kiếm kia đã trở thành vật trong tay lão. Ông cười con mẹ gì vậy? Lục Vân lộ ra vẻ mặt quái lạ, ngự linh thần kiếm trong tay run lên kịch liệt, chỉ thấy ánh kiếm to lớn kia lập tức càng óng ánh lên khiến không khí chấn động đến vang lên ong ong. Đùng, đùng, đùng. Đột nhiên 11 ánh kiếm gào thét đánh tới lại dần dần vỡ vụn, căn bản không đến được trước mặt Lục Vân, mà ánh kiếm hắn bổ ra lại có uy thế không giảm rồi đột nhiên chém về phía ông lão quỷ. Ha 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 ha. Ông lão quỷ còn đắm chìm trong tiếng cười lớn mừng rỡ thì đột nhiên nhìn thấy quỷ kiếm thập nhất của mình liên tục bị vỡ nát, tiếng cười im bặt, hai mắt lão lập tức trừng lớn. Cái này, làm sao vậy? Ông lão quỷ như lập tức hóa đá, nhìn ánh kiếm khủng bố điên cuồng bổ tới, nhất thời quên luôn cả chuyện né tránh. Lão thực sự quá rung động. Quỷ kiếm thập nhất là sát chiêu mạnh nhất của lão, sao lại bị Lục Vân dễ dàng đánh tan như vậy? Không có khả năng. Ông lão quỷ điên cuồng gào thét, vẫn không muốn tin tưởng cảnh xảy ra trước mắt. Ông lão quỷ, ông muốn chết sao, còn không né tránh. Lúc này công tử Vũ đột nhiên quát lạnh một tiếng, chỉ thấy gã lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, lông mày nhăn chặt lại, trong mắt cũng tràn ra vẻ khó tin. Thực lực của Lục Vân vượt qua dự đoán của gã. Mộc Bình cũng như thế. Bà ta vốn cho là sau khi ăn vào đan dược cấm kỵ thì mình nhất định có thể giết chết Lục Vân. Nhưng bây giờ xem ra không phải như thế. Cả ông lão quỷ dùng ra toàn lực cũng không phải đối thủ của Lục Vân, dù Mộc Bình ăn nhiều đan dược đến mấy cũng không thể là đối thủ của Lục Vân. Chẳng lẽ thằng danh này chính là con trai của thần may mắn trong truyền thuyết? Trong lòng Mộc Bình dâng lên sóng to gió lớn. Hắn có bảo vật vần quanh, có công pháp nghịch thiên, còn có bảo kiếm bảo đỉnh, thực lực còn khủng bố như vậy thì sao có thể là hạng người vô danh? Mấu chốt là tuổi của hắn mới hơn 20 thôi. Quả thực đáng sợ. Oanh! Khi nghe công tử Vũ nhắc nhở, rốt cục ông lão quỷ cũng tỉnh táo lại, dòng khí cuồn cuộn làm thân hình lão lập tức hóa thành ảnh ảo rồi nhanh chóng lùi lại, để lại từng tàn ảnh trên không trung. Phanh 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 phanh! Chỗ ánh kiếm chém qua, tàn ảnh liên tục bị phá tan, trên trán ông lão quỷ ứa ra mồ hôi lạnh, vừa rồi nếu chậm thêm một bước thì thứ bị chém nát không phải là tàn ảnh của lão. Thằng danh này quả nhiên không dễ trêu chọc, công tử Vũ, chúng ta. Ông lão quỷ liên tục lùi lại mấy chục mét, cuối cùng mới tránh thoát ánh kiếm này, đang chuẩn bị kêu công tử Vũ cùng đối phó Lục Vân thì đột nhiên dựng hết lông tơ lên. Trong chớp nhoáng, lão cảm thấy phía sau như có một con ác ma đang lặng lẽ đứng đó. Lão bỗng quay đầu, phát hiện chẳng biết lúc nào Lục Vân đã đi đến sau lưng mình. Ông lão quỷ kinh hãi thất sắc. Lời còn chưa nói hết liền nghe thấy Lục Vân cười lạnh và nói, lúc này xem ông tránh thế nào. Lần này Lục Vân không sử dụng ngự linh thần kiếm mà tung một chưởng về hướng ông lão quỷ. Ông lão quỷ theo bản năng giơ chưởng lên đánh trả. Một giây sau, ông lão quỷ cực kỳ hoảng sợ, mắt trợn lên, mỗi một lỗ chân lông trên dưới toàn thân đều đang run rẩy kịch liệt. Chân khí của lão đang điên cuồng trôi qua. Nói chính xác hơn là Lục Vân đang dùng công pháp quỷ dị kia điên cuồng cắn nuốt chân khí của ông lão quỷ. Mày là tu ma giả. Ông lão quỷ hoảng sợ kêu to, thực sự không thể tin được người thanh niên trước mắt lại là một tu luyện giả tà phái, cũng chính là tu ma giả. Nhưng sao có thể chứ? Chân khí của hắn có màu xanh, là màu sắc thuần chính,
sao lại là tu ma giả? Nhưng nếu không phải tu ma giả thì sao lại bá đạo cắn nuốt chân khí của người khác như vậy? Tâm tình lúc này của ông lão quỷ giống như tu luyện giả đầu tiên mà Lục Vân gặp lúc trước Tà Linh giáo chủ cũng từng kinh ngạc, kinh hãi, nghi hoặc như vậy. Nhưng sự nghi hoặc này đã định sẵn không lấy được giải đáp. Thân thể ông lão quỷ xẹp xuống như một cái thây khô rồi ngã thẳng xuống mặt đất. Lão không chỉ bị cắn nuốt chân khí mà còn có khí huyết, đó mới là thứ tinh túy nhất. Tu ma giả. Trông thấy ông lão quỷ chết đi một cách quỷ dị, công tử Vũ và Mộc Bình cùng kinh hô, cũng vô thức nhận định Lục Vân là tu ma giả giống như trước khi ông lão quỷ tử vong. Cũng khó trách, công pháp của hắn kỳ quái như vậy mà. Sắc mặt công tử Vũ thay đổi mấy lần, đã cười không nổi mà xếp quạt lại nắm trong tay, hai tay ôm quyền và nói, anh bạn, mạo phạm, cáo từ. Muốn đi rồi sao? Nhưng công tử Vũ vừa chuẩn bị rời đi thì giọng nói bá đạo của Lục Vân bỗng vang lên làm bước chân của gã hơi cứng đờ. Thân thể công tử Vũ cứng đờ, quay người lại nói với sắc mặt khó coi, anh bạn tu ma giả này, vừa rồi tôi không ra tay với anh, không phải anh muốn giết tôi luôn đó chứ? Thông qua thủ đoạn Lục Vân đánh giết ông lão quỷ, công tử Vũ phán đoán mình nhất định không phải đối thủ của Lục Vân, muốn chạy trốn dưới tốc độ khủng khiếp của Lục Vân cũng không phải dễ dàng. Chỉ có thể nói đạo lý. Đúng, nói đạo lý, làm người văn minh. Lục Vân lắc đầu, đúng là mày không ra tay với tao, nhưng mày lại suy nghĩ đến, hơn nữa mày còn phạm một sai lầm lớn nhất, đó là không nên có ý xấu với chị hai tao. Lục Vân biết nếu công tử Vũ không nhìn thấy thực lực của mình thì có thể không ra tay sao? Lúc đánh không lại thì nói đạo lý, trên đời này có chuyện hời như vậy sao? Làm Lục Vân không nhìn được nhất là ban đầu công tử Vũ đã nhìn chằm chằm Lâm Thanh Đàn, giống như ông lão quỷ đã nói, vừa muốn bảo vật vừa muốn sắc đẹp. Đây chính là vảy ngược của Lục Vân. Sao có thể dễ dàng để công tử Vũ rời đi như vậy? Lục Vân nói, còn có một điều tao cần sửa đúng là, tao không phải là tu ma giả. Công tử Vũ trầm mặc. Không phải tu ma giả. Hắn đã hút ông lão quỷ thành bộ dạng quỷ quái kia mà còn nói mình không phải tu ma giả. Lừa quỷ sao? Đừng nói công tử Vũ không tin, cả bọn người Mộc Bình và Hàn Nguyệt cũng không tin được lời nói nhảm này. Họ chỉ tin điều họ nhìn thấy trước mắt. Nhìn từ đủ loại dấu hiệu thì Lục Vân là một tu ma giả. Thấy họ không tin, Lục Vân cũng rất bất đắc dĩ. Dù sao giải thích cũng giải thích không rõ, hắn cũng lười nói nhiều nên nói với công tử Vũ, cho mày hai lựa chọn, thứ nhất, chết, thứ hai, giao ra một giọt tinh huyết. Mấy người đến từ Côn Luân này rất bá đạo, nhưng họ không biết là Lục Vân còn bá đạo hơn họ. Nghe Lục Vân nói vậy, sắc mặt mọi người lập tức thay đổi. Lựa chọn thứ nhất thì khỏi phải bàn đến. Lựa chọn thứ hai, đương nhiên họ biết Lục Vân có dụng ý gì. Tu luyện giả khác với tu võ giả. Chỉ cần lấy một giọt máu bình thường của tu võ giả thì Lục Vân có thể tùy tiện khống chế họ. Nhưng tu luyện giả đã xảy ra biến hóa về chất, loại máu bình thường không có tác dụng, chỉ có tinh huyết mới làm được. Mà tu luyện giả cần hao phí thời gian và tinh lực để cô đọng tinh huyết, có thể bảo vệ mạng sống vào thời điểm then chốt, bởi vì nó có thể kích hoạt tiềm năng. Đan dược cấm kỵ của Mộc Bình cũng đi theo nguyên lý này. Sau khi cấp tốc ngưng luyện ra tinh huyết rồi dung hòa với chân khí thì có thể làm thực lực tăng vọt trong thời gian ngắn. Nhưng loại chất xúc tác này cũng có di chứng rất lớn giống như phương thức cô đọng tinh huyết. Đây chính là nguyên nhân làm Mộc Bình không muốn tùy tiện uống đan dược cấm kỵ. Lục Vân bảo công tử Vũ giao ra một giọt tinh huyết tất nhiên là để tiện khống chế gã, một là cho gã một bài học, hai là tránh cho gã sau này đến kiếm chuyện tiếp. Sắc mặt của công tử Vũ cực kỳ khó coi. Ánh mắt lấp lóe mà nói, cô đọng tinh huyết rất khó, rất nhiều tu luyện giả cả đời không cô đọng ra được mấy giọt, đến bây giờ tôi còn chưa tạo ra được. Đây đương nhiên là lời nói dối. Gã cũng không muốn giao tinh huyết cho Lục Vân, một khi giao cho hắn thì có nghĩa là gã bị Lục Vân nắm lấy nhược điểm trong tay. Mặc dù nhược điểm này không chí mạng, nhưng Lục Vân có thể dựa vào giọt tinh huyết này để tùy tiện giảm bớt tu vi của công tử Vũ. Đương nhiên công tử Vũ không muốn. Lục Vân cười một tiếng và nói, cho nên lựa chọn của mày là chết. Chết? Nói đùa cái gì vậy? Mặt công tử Vũ trầm xuống, hung dữ nhìn chằm chằm Lục Vân mà nói, núi xanh còn đó nước biếc chảy dài, tu ma giả, ngày nào đó chúng ta lại tính món nợ này. Gã vừa hung ác dùng hết ba giọt tinh huyết mà nhiều năm vất vả tu luyện ra, khí thế trên người đột nhiên dâng cao rất nhiều.
nhưng gã cũng không lựa chọn giao thủ với Lục Vân mà là chạy trốn. Gã muốn về Vân Sơn Thư Viện tìm viện binh. Có tinh huyết tăng cường làm tốc độ chạy trốn của công tử Vũ nhanh hơn trước đó không chỉ 10 lần, thân thể gần như hóa thành một luồng ánh sáng mà bắn đi. Nhưng mà... xèo! Đột nhiên, một tia sáng màu đỏ đột nhiên chính diện va chạm với gã, vừa vặn đụng vào lồng ngực làm công tử Vũ hộc máu tại chỗ. Đó chính là Ngự Linh Thần Kiếm, nhưng phần đụng vào ngực công tử Vũ là chuôi kiếm. Đáng chết, công tử Vũ rơi xuống đất rồi lớn tiếng mắng, trong nháy mắt tiếp theo đã cảm thấy sau lưng phát lạnh. Lục Vân đã đi tới sau lưng gã. Tao tôn trọng lựa chọn của mày. Giọng nói của Lục Vân vang lên, vừa chuẩn bị ra tay thì đột nhiên lại có một khí tức vô cùng kinh khủng che khuất bầu trời hạ xuống, làm tất cả mọi người đều chấn động. Chú Bình, cứu tôi. Nhưng khi công tử Vũ cảm nhận được khí tức này thì lại vô cùng kích động giống lớn một tiếng, liều mạng lao về hướng người tới. Lục Vân không đuổi theo mà chỉ bình tĩnh nhìn người đàn ông trung niên chậm rãi đi tới. Người trẻ tuổi, mặc kệ cậu là tu luyện giả hay tu ma giả thì tôi cũng chẳng muốn xen vào việc của người khác, nhưng cậu không nên dồn người ta vào đường cùng như vậy. Người đàn ông trung niên vừa đánh giá Lục Vân vừa lắc đầu nói. Lục Vân lại cười, ông lại là thứ chó má gì đây? Người đàn ông trung niên chậm rãi nói, tôi là ai không quan trọng, tôi chỉ là một người hầu phụng mệnh bảo vệ công tử mà thôi. Nghe thấy lời này, công tử Vũ lập tức không vui, chú Bình, chú luôn âm thầm bảo hộ tôi thì vì sao không sớm hiện thân, hại tôi tổn thất 3 giọt tinh huyết uổng phí. Người đàn ông trung niên lắc đầu nói, thật có lỗi thưa công tử, gia chủ nói không thể để ngài sinh ra tâm lý ỷ lại. Kỳ thật từ khi ngài rời khỏi Vân Sơn Thư Viện thì tôi đã lặng lẽ đi theo ngài. Nếu như không phải tu ma giả này đuổi giết đến cùng thì tôi cũng không tùy tiện ra tay. Trong lòng công tử Vũ không thoải mái, nhưng cũng chỉ có thể như thế, gã thù hận mà nói, vậy đừng nói nhảm nữa, tranh thủ làm thịt tu ma giả này giúp tôi đi. Hiện tại gã đã hận Lục Vân đến tận xương. 3 giọt tinh huyết giữ mạng đã bị lãng phí, thật đau lòng. Bây giờ chỉ có giết Lục Vân thì gã mới trút ra được buồn bực trong lòng. Người đàn ông trung niên gật đầu nói. Công tử yên tâm, nếu tôi đã hiện thân thì tất nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến, tôi lập tức đưa cái đầu trên cổ tu ma giả này tới trước mặt ngài. Người đàn ông trung niên cực kỳ tự tin, trong nháy mắt tiếng nói vừa dứt thì sát ý nồng đậm đã khóa chặt lên người Lục Vân, chỉ có ánh mắt sắc bén kia cũng đã tạo thành lực uy hiếp khủng khiếp. Chí ít đối với mọi người trong Đan Dương Tông thì lực uy hiếp này cực lớn. Bởi vì tu vi của người đàn ông trung niên này chính là Kim Đan Kỳ. Rất mạnh rất khủng bố. Là người đủ khả năng quét ngang bọn họ. Lục Vân lại rất bình tĩnh, vừa cười vừa nói, đừng nói ông chỉ là một tu luyện giả Kim Đan Kỳ sơ kỳ, mà cho dù là lão yêu quái Kim Đan Kỳ đại viên mãn thì tôi cũng không sợ. Ngông cuồng. Vô tri. Đây là đánh giá lúc này của mọi người đối với Lục Vân. Từ khi giới hành sơn đóng lại thì tu luyện giả có tu vi cao nhất trên thế giới hiện tại là Kim Đan Kỳ đại viên mãn. Thuộc về chiến lực đỉnh cao của thế giới. Lục Vân nói hắn không sợ cả Kim Đan Kỳ đại viên mãn thì không phải vô tri là gì. Quả thực là vô tri đến mức buồn cười. Người đàn ông trung niên cười nhạo nói, đã sớm nghe nói tu ma giả vạn pháp tùy tâm, làm việc không theo phép tắc, hôm nay gặp mặt quả nhiên là danh bất hư truyền. Tu ma giả đều là lũ điên, họ điên cuồng đến cực điểm, bằng không cũng không có khả năng nói ra những lời vô tri không biết sợ như vậy. Nếu các người nhất định cho rằng tôi là tu ma giả thì hôm nay tôi là tu ma giả một lần vậy. Lục Vân lười giải thích mà đạp mạnh bước chân, thân hình cực tốc lướt đi, trong nháy mắt đã chặn trước mặt người đàn ông trung niên, chủ động tung 2 nắm đấm ra công kích, khinh thường sử dụng cả Ngự Linh Thần Kiếm. Tự tìm đường chết. Người đàn ông trung niên hừ lạnh một tiếng, tỏa ra khí thế hùng hồn, 2 tay vung vẩy đã tung ra từng luồng dao động chân khí, lập tức đối đầu với Lục Vân. Phanh phanh phanh, quyền ảnh nhanh đến cực hạn, để lại hàng trăm hàng ngàn hư ảnh giữa không trung, không gian như muốn sụp đổ, phát ra tiếng rung động ong ong ong. Khuôn mặt của người đàn ông trung niên hơi trầm xuống. Mộc Bình lại kinh hãi lần nữa. Tu ma giả này lại đánh bất phân cao thấp với tu luyện giả Kim Đan Kỳ, thật là gặp mạnh thì mạnh, rất khó không khiến người ta chấn động. Tu ma giả, trời tru đất diệt. Người đàn ông trung niên lớn tiếng gầm thét. Toàn bộ chân khí hội tụ trên nắm tay, phát huy ra võ kỹ quyền pháp đã học rồi đánh về phía Lục Vân. Lục Vân lộ ra nụ cười quỷ dị,
Tu ma giả trời tru đất diệt, đáng tiếc ông không phải trời đất, cho nên hôm nay tôi tru sát ông trước. Ầm ầm, cắn nuốt chân khí lại bắt đầu. Tựa như trước đó cắn nuốt hết chân khí của ông lão quỷ, cảnh tượng quỷ dị này lại xuất hiện lần nữa, thần công vô danh của Lục Vân bắt đầu điên cuồng cắn nuốt chân khí của người đàn ông trung niên này. Cái này, mọi người bỗng hít vào một hơi, trong lòng tràn đầy ngơ ngác. Ông lão quỷ là trúc cơ hậu kỳ, Lục Vân cắn nuốt chân khí của lão cũng làm người ra rất kinh ngạc, nhưng người đàn ông trung niên này có tu vi kim đan kỳ, lại vẫn bị Lục Vân cắn nuốt. Đây không phải là kinh ngạc, mà là hoảng sợ. Kim đan kỳ và trúc cơ kỳ cách nhau một trời một vực. Tu ma giả này thực sự khủng bố. Mày mơ tưởng. Người đàn ông trung niên mặt mày tái xanh gào thét một tiếng, thân thể nhanh chóng lùi lại muốn tránh thoát. Đáng tiếc cho dù ông ta kéo ra khoảng cách rất dài thì chân khí trong cơ thể vẫn đang trôi qua. Chỉ thấy giữa ông ta và Lục Vân như hình thành một cầu nối chân khí dài mười mấy mét. Đáng chết, tên tu ma giả đáng chết này. Người đàn ông trung niên sốt ruột đến chửi ầm lên. Ông ta liều mạng muốn tránh thoát, đáng tiếc lại chỉ vô dụng, ngược lại trong lúc giãy giụa kim đan của ông ta lại trôi ra một cách quỷ dị rồi cũng bị cắn nuốt. Đồng tử của mọi người co rụt vào. Cắn nuốt kim đan. Lần cắn nuốt chân khí này còn bá đạo hơn, tàn nhẫn hơn gấp trăm lần nghìn lần, rốt cuộc tu ma giả này tu luyện ma công nào mà lại đáng sợ đến mức này. Tương lai sợ là sẽ có một đại ma đầu kinh thiên ra đời. Hồng hộc. Ngay khi Lục Vân dùng thần công vô danh điên cuồng cắn nuốt kim đan thì bỗng thấy lòng bàn tay phải của hắn bắn ra một tia sáng trắng, trong nháy mắt đã hút viên kim đan kia qua. Đoạt thiên tạo hóa kính còn cắn nuốt kim đan. Cả Lục Vân cũng không dự đoán được cảnh này, nhìn đoạt thiên tạo hóa kính đoạt lấy kim đan rồi cắn nuốt sạch sẽ, hắn kinh ngạc đến ngây người. Một món pháp bảo giật đồ ăn với một môn thần công vô danh. Cái này. Con mẹ nó cũng quá quỷ dị. Tâm tình của Lục Vân lập tức phức tạp, nhưng rất nhanh đã cảm thấy vui mừng, không ngờ lại phát hiện một thu hoạch bất ngờ. Lúc trước khi hắn đạt được đoạt thiên tạo hóa kính thì trên tấm gương bốn cạnh này có một vòng năng lượng, nhưng lại rất ảm đạm, giờ phút này sau khi cắn nuốt một viên kim đan thì một vòng năng lượng trong đó sáng lên. Điều này chứng tỏ cắn nuốt kim đan có thể thắp sáng những vòng năng lượng này. Chỉ cần thắp sáng cả bốn vòng năng lượng thì đoạt thiên tạo hóa kính có thể thi triển ra công năng cắn nuốt lần nữa, giống như lại có thêm một kỹ năng bảo vệ mạng. Làm sao Lục Vân có thể không kích động? Hắn kích động đến mức muốn té xỉu rồi. Nhưng khác biệt rõ ràng với Lục Vân chính là bọn người công tử Vũ, Mộc Bình thời khắc này như hóa đá, lập tức trợn mắt há hốc mồm. Rung động. Vô cùng rung động. Một mặt là vì Lục Vân không chút khách sáo mà nuốt chửng kim đan của tu luyện giả kim đan kỳ, thực sự khó tin nổi. Mặt khác, cũng là quan trọng nhất là vì vừa rồi bắn ra một tia sáng trắng. Trong đoạt thiên tạo hóa kính có chứa hai kiếm ý kinh thiên, trong nháy mắt tia sáng trắng vừa rồi xuất hiện. Khí tức của một tia kiếm ý cũng lộ ra theo. Mặc dù chỉ là một tia khí tức, cũng đã làm mọi người run sợ trong lòng, kinh động không thôi. Dao động nhất chính là kiếm ý kia cực kỳ thuần khiết, cứ như kiếm ý do một vị kiếm sư vô tâm vô tư chìm đắm trong kiếm đạo vô số năm, cuối cùng tu luyện có thành tựu phát ra. Kiếm tu thuần khiết đến cực điểm tuyệt đối là tu luyện giả chính phái. Nhưng Lục Vân không phải là tu ma giả sao? Không phải hắn tu luyện ma công sao, sao lại tỏa ra khí tức kiếm tu thuần chính như vậy? Chẳng lẽ cả hai có thể kết hợp kiêm dung sao? Cảnh tượng quỷ dị này đã triệt để vượt qua nhận thức của đám người Mộc Bình, trong lúc nhất thời họ khó mà phân biệt ra rốt cuộc Lục Vân là tu ma giả hay là kiếm tu chính phái. Hai loại khí tức chí thánh và chí tà cùng xuất hiện trên người một người, sự rung động này khó mà hình dung nổi. Nhưng mặc kệ là chí thánh hay chí tà thì Lục Vân vẫn mang một khí chất vĩnh viễn không thay đổi, đó chính là bá đạo. Bá đạo cũng chia thành hai loại, một loại là nói đạo lý, một loại là không nói đạo lý. Lục Vân thuộc về loại đầu tiên. Hắn cho công tử Vũ hai loại lựa chọn, nếu công tử Vũ chọn chết thì Lục Vân đương nhiên sẽ giữ chữ tín, không có chuyện công tử Vũ muốn chết mà Lục Vân lại không cho, vậy không phù hợp nguyên tắc. Cho nên Lục Vân yên tâm thoải mái mà nhận lấy cái mạng của công tử Vũ. Bọn người Mộc Bình đã sớm bị dọa sợ, nhìn thấy Lục Vân đi về hướng mình, Mộc Bình lập tức hoảng sợ lắc đầu nói, tiền bối. Tha mạng. Công tử Vũ nói gã không ngưng luyện ra tinh huyết là nói láo, nhưng Mộc Bình thật sự không có,
nếu không cũng không cần dựa vào nuốt đan dược cấm kỵ để lập tức gia tăng tu vi. Nói cách khác, hai lựa chọn lúc nãy Lục Vân cho công tử Vũ đều không áp dụng được cho đám người Mộc Bình. Họ chỉ có con đường chết mà thôi. Tôi nói tôi không phải tu ma giả, các người tin hay không? Lục Vân lạnh nhạt liếc nhìn đám người Mộc Bình, lại hỏi ra vấn đề này. Tin, Mộc Bình vội vàng gật đầu như dã tỏi, tiền bối ngài là một vị kiếm tu thực lực cao thâm, căn bản không phải tu ma giả, trước đó là tôi nói xấu ngài. Lời này của bà ta là chân thành, một là do quá sợ hãi, hai là vì kiếm ý thuần chính lúc nãy làm bà ta không thể phỏng đoán được thân phận của Lục Vân. Nếu Lục Vân nói mình không phải tu ma giả thì chính là không phải. Mộc Bình còn có thể làm sao, chỉ có thể thuận theo ý hắn. Nhưng làm Mộc Bình không ngờ là Lục Vân lại lộ ra nụ cười cao thâm khó dò, lắc đầu nói, tôi không tin bà tin. Tôi không tin bà tin. Mộc Bình sững sờ, sao lại thành chơi chữ thế này? Mộc Bình đột nhiên cảm giác được một luồng sát ý lạnh buốt, trong lòng run lên bần bật, bà ta mới hiểu tin hay không căn bản không quan trọng, quan trọng là Lục Vân muốn giết người diệt khẩu. Cả Kim Đan Kỳ cũng chết trong tay Lục Vân, hắn muốn giết bọn họ chẳng phải đơn giản như đồ tể giết heo dê sao. Mộc Bình lập tức hoảng hồn, bỗng nhìn thoáng qua Lâm Thanh Đàn cách đó không xa, lập tức nghĩ ra ý tưởng mà nói, tiền bối tha cho tôi một mạng, tôi biết thân thể cô gái kia đã xảy ra chuyện gì. Bà ta có thể nhìn ra Lục Vân rất xem trọng Lâm Thanh Đàn, vừa rồi mặc kệ giao đấu với ai thì hắn cũng bảo đảm an toàn cho Lâm Thanh Đàn trước. Cho nên Mộc Bình thông minh mà lấy Lâm Thanh Đàn ra làm điều kiện đàm phán. Quả nhiên Lục Vân đã thu sát ý lại mà nói những gì bà biết cho tôi nghe. Nếu tôi nói cậu sẽ tha mạng của tôi sao? Mộc Bình khẩn trương hỏi. Lục Vân ngẫm nghĩ rồi gật đầu nói, có thể tha cho các người một mạng, điều kiện tiên quyết là tin tức của bà nhất định phải chính xác. Tuyệt đối chính xác, Đan Dương Tông chúng tôi hiểu rất rõ Thanh Đế Huyền Hỏa Đỉnh. Mộc Bình nói một câu. Nhưng rất nhanh đã trầm mặc, bà ta đang châm trước xem sau khi mình nói ra tình trạng của Lâm Thanh Đàn thì Lục Vân có bỏ qua cho họ thật không? Sao Lục Vân lại không biết lo lắng của bà ta, hắn hừ lạnh một tiếng và nói, tôi đã nói tôi không phải tu ma giả, đã hứa với bà thì chắc chắn sẽ không nuốt lời, huống chi. Khí tức trên người Lục Vân đột nhiên lạnh lẽo. Bà không có lựa chọn nào khác, không nói thì chết, về sau chính tôi sẽ đến Đan Dương Tông của các người hỏi ra đáp án. Tôi nói, thấy Lục Vân cường thế như vậy, Mộc Bình đành chịu thua, tục truyền Thanh Đế Huyền Hỏa Đỉnh là bảo đỉnh do một vị thanh đế từng sử dụng lúc còn trẻ, vốn là một cái dương đỉnh. Mà âm đỉnh tương ứng là do vị thanh đế kia đặc biệt tìm người chế tạo ra cho vợ mình, chỉ thích hợp với thân thể phụ nữ. Mộc Bình chậm rãi giới thiệu lai lịch của Thanh Đế Huyền Hỏa Đỉnh, cuối cùng đôi vợ chồng thanh đế kia thế nào thì không ai biết, chỉ biết hai cái Huyền Hỏa Đỉnh đều được truyền lại cho đời sau. Huyền Hỏa Đỉnh là bảo vật có linh tính, đi theo vợ chồng Thanh Đế một thời gian ngắn đã khắc họa bóng dáng của họ lên chúng, bóng dáng đó cũng được coi là ý thức truyền thừa. Cái này giống như một máy quay, bất chi bất giác ghi chép lại giọng nói của chủ nhân, khi nó được lưu đến đời tiếp theo thì thanh âm này sẽ tự động vang lên trong đầu đời tiếp theo. Mà trong ý thức Thanh Đế để lại sẽ liên quan đến một chút kinh nghiệm đan thuật, đan phương của Thanh Đế, đây là một tài sản cực kỳ quý giá. Trong thân thể cô gái này chính là âm đỉnh trong Thanh Đế Huyền Hỏa Đỉnh, nhưng cô ấy không hiểu tâm pháp của Thanh Đế nên không thể tiếp thu ý thức do Thanh Đế để lại, cho nên mới cảm thấy đau đớn như vậy. Mộc Bình nhìn Lâm Thanh Đàn, trên mặt tràn đầy hâm mộ. Mặc dù Lâm Thanh Đàn chưa tiếp xúc nhiều với tu luyện, nhưng nghe Mộc Bình nói xong thì cảm thấy rất huyền ảo, nhưng cũng hiểu được một chút. Ý là thanh đỉnh trong đan điền của mình kỳ thật không đơn thuần là một món pháp bảo. Còn mang theo rất nhiều kinh nghiệm luyện đan và đan phương, v.v. Những tiếng nói mơ hồ không rõ trước đó không ngừng xuất hiện trong đầu mình hẳn là ý thức còn sót lại của Thanh Đế, đáng tiếc mình không tiếp thu được nên gây nên đau đầu. Lâm Thanh Đàn nghe hiểu những điều này. Lục Vân nghe xong thì trong lòng cũng vui mừng. Nói vậy thì chị Thanh Đàn đã có được cơ duyên rất lớn. Nếu như cô có thể tiếp thu ý thức còn sót lại trên Huyền Hỏa Đỉnh thì chưa chắc không thể trở thành Thanh Đế kế tiếp. Nhưng Lục Vân cũng không lộ ra vẻ mặt vui sướng mà cổ quái nhìn Mộc Bình một cái rồi hỏi, bà nghe được những tin đồn này từ nơi nào? Mộc Bình do dự một lát, nghĩ thầm đã đến mức này cũng không cần gì giấu giếm, thế là nói, vị thanh đế kia chính là tông chủ đầu tiên của Đan Dương Tông chúng tôi. Hóa ra là người khai sáng Đan Dương Tông,
vậy tính chân thực cũng tăng lên không ít. Ánh mắt Lục Vân sáng lên, hỏi, nói vậy, tâm pháp Thanh Đế bà vừa nói đến có ghi chép lại trong Đan Dương Tông của các người đúng không? Từ miêu tả của Mộc Bình có thể nghe ra một điểm mấu chốt, đó là tâm pháp Thanh Đế. Sở dĩ chị Thanh Đàn bị đau đớn là bởi vì không tiếp thu được ý thức còn sót lại của Thanh Đế, mà không tiếp thu được là do cô không hiểu tâm pháp Thanh Đế. Nói cách khác, mấu chốt nằm ở chỗ tâm pháp Thanh Đế. Lục Vân cảm thấy nếu người khai sáng Đan Dương Tông chính là vị Thanh Đế kia thì Đan Dương Tông nhất định có ghi chép khẩu quyết tâm pháp, đây là điều hiển nhiên rồi. Mộc Bình cũng không định giấu giếm nên gật đầu nói, Đan Dương Tông có một phách đá ghi lại tâm pháp Thanh Đế, nhưng có thể lĩnh ngộ hay không phải xem ngộ tính của mỗi người. Mộc Bình nói rồi liếc nhìn Lâm Thanh Đàn một cái. Nếu Thanh Đế Huyền Hỏa Đỉnh nguyện ý nhận cô gái này làm chủ thì chứng tỏ cô có điểm hơn người, lĩnh ngộ tâm pháp Thanh Đế cũng không phải vấn đề quá lớn. Ha ha, quyết định như vậy đi, ngày sau tôi nhất định dẫn theo chị hai đến Côn Luân thăm hỏi Đan Dương Tông. Tâm tình của Lục Vân rất tốt nên vừa cười vừa nói. Mộc Bình thì im lặng, tôi đâu có nói để các người đến Đan Dương Tông, sao lại quyết định như vậy rồi. Thật là một người đàn ông bá đạo. Nhưng Mộc Bình cũng biết mình không chịu cũng phải chịu, ai bảo thực lực của Lục Vân khủng bố như vậy. Được rồi, hiện tại các người có thể đi, rất xin lỗi do trước đó tôi giết một đệ tử của Đan Dương Tông, nhưng nếu ai dám nói chuyện hôm nay ra thì tôi không ngại giết thêm vài người. Lục Vân lạnh như băng nhìn quét qua Mộc Bình và đám người Hàn Nguyệt, trong nháy mắt đã làm họ ớn lạnh. Mộc Bình hơi bất ngờ. Không ngờ Lục Vân thật sự nói được thì làm được, chịu thả bọn họ đi. Hay hắn thật sự không phải tu ma giả? Mộc Bình trầm ngâm một lát rồi bỗng đưa ra một quyết định to gan, bà ta tiến lên một bước và nói, tiền bối, kỳ thật lần này chúng tôi tới cũng không có ác ý gì. Nói muốn giết tôi mà còn không có ác ý à? Vậy các người có ác ý thì thế nào nữa, rút gân lột ra. Nghiền xương thành cho, Lục Vân châm chọc mà nói. Mộc Bình giải thích, tôi chỉ thấy Lăng Phong bị giết nên nhất thời lửa giận xông lên não mới nói như vậy. Ha ha, tôi thấy không phải vì tôi giết Lăng Phong, mà là do tôi làm bà mất mặt trước đám đệ tử tông môn đúng không? Ây, tâm tư bị Lục Vân chọc thủng làm Mộc Bình lộ ra vẻ mặt xấu hổ. Nhưng rất nhanh bà ta đã nói tiếp. Tông chủ của chúng tôi đã dặn dò nếu như thực sự không được thì có thể mời cô gái này gia nhập Đan Dương Tông, sẽ được bồi dưỡng trọng điểm. Lời nói này có ý nghĩa khác. Một bên là giết người đoạt bảo, một bên chỉ vì muốn Thanh Đế Huyền Hỏa Đỉnh trở về Đan Dương Tông, đây là hai khái niệm khác nhau. Có hai cách để Thanh Đế Huyền Hỏa Đỉnh trở về, một là giết người đoạt bảo nói ở trên, hai là để Lâm Thanh Đàn trở thành đệ tử của Đan Dương Tông. Ít nhất nói rõ Đan Dương Tông này biết chút đạo lý. Trước đó Lục Vân cũng sinh ra một hiểu lầm, cho rằng đám người của Đan Dương Tông ngang ngược đoạt bảo vật, nhưng bây giờ xem ra không phải như thế. Thanh Đế Huyền Hỏa Đỉnh vốn là bảo vật của tông môn họ, phái người đến tìm cũng không có gì đáng trách. Cái này phải trách tên cướp chuột Lăng Phong, nếu không phải ban đầu hắn ta nhắm vào Ngự Linh Thần Kiếm thì Lục Vân cũng không đến mức có ác ý lớn với đám người Côn Luân Sơn như vậy. Cho nên Lăng Phong vẫn đáng giết. Hiểu lầm được xóa bỏ, giọng nói của Lục Vân cũng dịu đi không ít, tôi sẽ thương lượng kỹ với chị hai vấn đề này. Dù sao nhất định cũng phải đến Đan Dương Tông, không thì Lâm Thanh Đàn sẽ luôn chịu đau đớn tra tấn, còn có nên trở thành đệ tử của Đan Dương Tông hay không thì đến lúc đó tính. Mộc Bình thầm vui mừng, cảm thấy người đàn ông bá đạo này cũng không phải vô lý quá. Kỳ thật Lục Vân vẫn luôn là đứa nhỏ biết nói lý. Chỉ là đám người Mộc Bình có ấn tượng xấu về hắn, đứng ở góc độ của họ tất nhiên sẽ cho rằng Lục Vân bá đạo hung hăng. Mộc Bình chủ động đưa ra một tấm ngọc bài và nói, tiền bối, đây là thẻ bài thân phận của Đan Dương Tông, bên trong có khắc họa trận pháp, liên thông với đại trận hộ sơn của tông môn chúng tôi, đợi ngài tiến vào Côn Luân Sơn thì nó có thể chỉ dẫn phương hướng. Vẫn là bà suy xét chu đáo, tạ ơn, Lục Vân tiếp nhận ngọc bài. Tiếng tạ ơn này trực tiếp làm trong lòng Mộc Bình dao động, giống như một người bà ta cho rằng là đại ma đầu lạnh lẽo lại đột nhiên lễ phép nói một tiếng cảm ơn. Tâm tình bà ta phức tạp không biết nên biểu đạt như thế nào. Mộc Bình lại cảm ơn ân không giết của Lục Vân, sau đó dẫn mấy người Hàn Nguyệt rời khỏi nơi đây rồi bảo, đi mang thi thể của Lăng Phong về, còn nữa, chuyện hôm nay phải giữ kín đấy. Không cần bà ta nhắc nhở thì bọn người Hàn Nguyệt cũng đã bị thực lực kinh khủng của Lục Vân làm khiếp sợ rồi. Ai dám nói lung tung?
Sau khi bọn người Mộc Bình rời đi, Lục Vân dọn dẹp thi thể xung quanh Hạnh Lâm Đường, cách xử lý cũng đơn giản, trực tiếp tung một ngọn lửa màu xanh ra đốt sạch. Ông lão quỷ, công tử Vũ và người hầu trung niên của công tử Vũ như chưa từng xuất hiện. Sau khi xử lý xong, Lục Vân lo lắng Lâm Thanh Đàn sẽ nghĩ người yêu nên chi kỷ an ủi một câu, chị Thanh Đàn, thế giới của tu luyện giả rất tàn khốc, những người này chết chưa hết tội. Sắc mặt Lâm Thanh Đàn hơi tái nhợt, gật đầu nói, chị hiểu, mặc kệ em làm gì thì chị cũng ủng hộ em. Cô là người thiện lương, nhưng thiện lương không có nghĩa là thánh mẫu. Lâm Thanh Đàn biết rõ để lại mấy người này thì sau này sẽ trêu chọc phiền toái càng lớn. Cho nên khi Lục Vân giết những người này thì cô không lên tiếng, cũng không ngăn cản, cô ủng hộ tất cả quyết định của tiểu Lục Vân. Thấy Lâm Thanh Đàn nghĩ thoáng, Lục Vân cũng thở phào một hơi. Dù sao trước đêm nay Lâm Thanh Đàn vẫn là một bác sĩ trị bệnh cứu người, nhưng vừa rồi lại trơ mắt nhìn Lục Vân cướp đi 3 sinh mệnh. Cộng thêm Lăng Phong trước đó là 4. Áp lực tâm lý của Lâm Thanh Đàn nhất định rất lớn. Chị Thanh Đàn, vừa rồi trưởng lão của Đan Dương Tông nói bảo chị trở thành đệ tử của Đan Dương Tông, ý chị thế nào? Để phân tán sự chú ý của Lâm Thanh Đàn, Lục Vân mở miệng hỏi. Trở thành đệ tử của Đan Dương Tông, chị cũng không rõ lắm. Lâm Thanh Đàn hơi rối rắm. Trước kia cô không nghĩ nhiều, trước khi Lục Vân trở về thì cô luôn cảm thấy tu võ giả xa không thể chạm đến, càng đừng nói là tu luyện giả. Hiện tại cô không chỉ trở thành một tu luyện giả mà còn được mời gia nhập Đan Dương Tông. Lâm Thanh Đàn rất do dự, lúc trước sở dĩ cô chọn trở thành một tu luyện giả là vì khí vận châm, sau khi có được chân khí thì trình độ châm pháp của cô sẽ tăng vọt về chất. Trên bản chất vẫn là vì trị bệnh cứu người. Lâm Thanh Đàn chưa từng nghĩ tới chuyện gia nhập tông môn, không kịp chuẩn bị gì nên bây giờ hỏi cô đáp án thì cô cũng nói không ra được. Lục Vân cũng không thúc giục mà an ủi, không có gì đâu chị hai, em hỏi như vậy thôi, chờ chị đến Đan Dương Tông một chuyến mới quyết định cũng không muộn. Nhất định phải đi đến Đan Dương Tông, cũng nhất định phải lấy được tâm pháp thanh đế, hơn nữa còn phải nhanh. Một là vì Lục Vân không đành lòng nhìn Lâm Thanh Đàn đau đớn nữa. Hai là vì nếu là mỗi lúc trời tối thanh đế huyền hỏa đỉnh đều chạy ra thì khó tránh khỏi sẽ hấp dẫn càng nhiều tu luyện giả, đây là một phiền toái lớn. Còn đến lúc đó muốn trở thành đệ tử của Đan Dương Tông không thì phải xem ý của Lâm Thanh Đàn, nếu cô không chịu thì Đan Dương Tông cũng không dám làm gì cô. Có sát thần Lục Vân này che chở thì ai dám ép chị hắn làm chuyện gì trái ý muốn chứ? Giê-xu đến cũng không được. Lâm Thanh Đàn trở về đã báo chuyện xảy ra đêm nay cho Diệp Khuynh Thành. Mỗi lần cô không quyết định chắc chắn được điều gì thì sẽ trưng cầu ý kiến của chị cả. Lúc này Diệp Khuynh Thành mới biết thì ra mấy đêm nay Lâm Thanh Đàn ở lại Hạnh Lâm Đường không phải vì nghiên cứu phương thuốc mới, mà là do thanh đế huyền hỏa đỉnh làm mình đau đớn quá, không nghĩ để các chị em lo lắng. Diệp Khuynh Thành trầm mặt, đau lòng mắng một câu, Lâm Thanh Đàn, em thật là đần. Về sau nếu xảy ra chuyện như vậy nữa mà dám gạt chị thì đừng trách chị không nhận em là em. Lâm Thanh Đàn vội vàng nói xin lỗi, dỗ dành thật lâu mới khiến sắc mặt Diệp Khuynh Thành hơi đẹp lên một chút. Hai người lại bàn tới vấn đề Đan Dương Tông. Diệp Khuynh Thành trầm mặc một hồi rồi đột nhiên kéo Lâm Thanh Đàn đến phòng, đóng cửa lại để tránh bị Lục Vân nghe lén. Chị em các cô muốn nói tâm sự mỏng với nhau. Chị cả, chị muốn nói gì với em mà thần thần bí bí vây. Sau khi vào phòng, Lâm Thanh Đàn kinh ngạc hỏi Diệp Khuynh Thành. Chỉ thấy Diệp Khuynh Thành nghiêm túc hỏi ngược lại, em cảm thấy tiểu Lục Vân thế nào? Vấn đề này làm Lâm Thanh Đàn sửng sốt, tiểu Lục Vân luôn đứa em trai các cô thích nhất, đương nhiên cái gì cũng là ưu điểm. Sao chị cả đột nhiên hỏi vấn đề kỳ quái như thế? Diệp Khuynh Thành nói, chị đang nói đến phương diện thiên phú tu luyện. Thiên phú tu luyện, Lâm Thanh Đàn nhăn mày liễu lại rồi trả lời, thiên phú tu luyện của em trai rất lợi hại. Chúng ta có thể trở thành tu luyện giả cũng là nhờ phúc của em ấy. Mặc dù các cô trở thành tu luyện giả không lâu, nhưng có thể cảm giác được thiên phú tu luyện của Lục Vân cực kỳ đáng sợ, nếu không không có khả năng đạt tới thành tựu như vậy khi mới hơn 20 tuổi. Nhất là đêm qua Lục Vân dễ dàng đánh giết tu luyện giả Kim Đan Kỳ đã chứng minh thực lực của hắn vô cùng mạnh. Sao Lâm Thanh Đàn lại nhìn không ra được chứ? Vậy thì đúng rồi, Diệp Khuynh Thành bỗng nói. Em cũng biết tiểu Lục Vân có thiên phú tu luyện rất lợi hại, tương lai em ấy có thể đạt được thành tựu ra sao thì không ai thể dự đoán được, nhưng mà... Cô ngừng lại một chút. Đôi mắt cô lấp lóe rồi nói tiếp,
tuyệt đối đừng dừng bước ở hiện tại. Kỳ thật Diệp Khuynh Thành luôn có một lo lắng này đã sinh ra từ lúc nhìn thấy Tiểu Lục Vân đánh giết thần cảnh Wilson đầu tiên của nước Mỹ. Tiểu Lục Vân là một con giao long, tương lai của hắn nên thuộc về biển sao, nhưng lại vì bảo vệ đám chị em các cô mà cam tâm nhốt mình trong đầm nước nho nhỏ. Có lẽ Tiểu Lục Vân không oán trách không hối hận, nhưng Diệp Khuynh Thành không làm được, cô cảm thấy hổ thẹn trong lòng. Giao long nên vào biển, mà không phải lặn trong ao giống như bây giờ. Như vậy sẽ dẫn đến một vấn đề là khi Tiểu Lục Vân thật sự bay lên thì chị em các cô có thể theo kịp bước chân của Tiểu Lục Vân không? Trước đó Diệp Khuynh Thành nói với Lục Vân là mình cũng muốn gia nhập Thiên Đạo Tông, không phải là đang nói đùa, cô chỉ muốn cố gắng không làm chậm trễ bước chân của Lục Vân, rút ngắn khoảng cách với hắn thôi. Dù chỉ giúp hắn làm việc vặt, tâm sự, sinh bé con cho Tiểu Lục Vân. Còn chuyện gia nhập tông môn gì đó căn bản không quan trọng. Quan trọng chính là đuổi theo bước chân của Tiểu Lục Vân. Diệp Khuynh Thành đã sớm muốn nói vấn đề này với mấy chị em, xem rốt cuộc các cô muốn sống an ổn ở hiện trạng hay chuẩn bị cùng Tiểu Lục Vân tiến lên. Nếu hôm nay Lâm Thanh Đàn đã chủ động tìm tới cô trò chuyện đề tài này thì Diệp Khuynh Thành cũng tiện thể nói ra suy nghĩ của mình. Lâm Thanh Đàn rơi vào trầm tư. Cô hiểu ý Diệp Khuynh Thành. Hơn nữa còn có một điểm, chính là công pháp của các cô và Lục Vân có cùng nguồn gốc. Khi tu vi của các cô tăng lên thì giả đan trong đan điền của Lục Vân cũng sẽ lớn mạnh theo. Điều này tương đương với trợ giúp Lục Vân tăng cường thực lực, dù sao chị em các cô sẽ không để ý Lục Vân dùng chân khí của mình. Em hai, kỳ thật chị rất hâm mộ em vừa trở thành tu luyện giả đã có được một con bảo đỉnh, hiện tại lại có tông môn mời em gia nhập, chị muốn cũng không có được cơ duyên to lớn này. Từ trước đến nay Diệp Khuynh Thành luôn giữ vẻ cao ngạo lạnh lùng, tính cách hiếu thắng. Nhưng lúc này lại không nhìn được lộ ra đôi mắt ảm đạm, mơ hồ tỏa ra chút mất mát. Nhìn chị cả như vậy, Lâm Thanh Đàn nhất thời không biết phải an ủi thế nào, chỉ có thể nói, chị cả, chúng ta nhất định có thể đuổi theo bước chân của em trai mà. Trong lòng cô đã đưa ra quyết định. Cô sẽ gia nhập Đan Dương Tông, trở thành đệ tử của Đan Dương Tông. Điều kiện tiên quyết là Đan Dương Tông không thể can thiệp vào tự do của cô. Bởi vì mục đích cuối cùng của cô là đến càng gần Tiểu Lục Vân mà không phải chia lìa với hắn. Lúc này Lục Vân đang ngồi trên ghế salon ở phòng khách, nhìn thoáng qua cánh cửa phòng đóng chặt của Diệp Khuynh Thành mà rất phiền muộn. Làm gì xa lạ vậy? Làm gì lạnh nhạt vậy? Bắt đầu đề phòng em rồi sao? Em biết các chị nhất định đang khen em đẹp trai trong phòng, muốn khen thì khen trước mặt nè, em cũng không chê cười mấy chị đâu, có cần lén lén lút lút vậy không? Lục Vân đang suy nghĩ vớ vẩn. Lúc này Vương Băng Ngưng đột nhiên nhào ra từ phía sau ghế sofa, nhân lúc Lục Vân không chú ý mà hôn lén một cái thật nhanh lên mặt hắn. Lục Vân không né tránh, chủ yếu là do lười tránh. Vương Băng Ngưng đánh lén thành công thì đắc ý nói, hắc hắc, Tiểu Lục Vân, em né đi chứ, em tiếp tục né đi, sao em không nói có lỗi với chị vợ năm của em đi. Lục Vân liếc mắt, nhàm chán. Nhàm chán. Vương Băng Ngưng lập tức nổi giận, giữ dằn nói, bản tiểu thư hôn em mà em dám nói nhảm chán, chị thấy em muốn lên trời rồi Tiểu Lục Vân. Lục Vân không rảnh để ý. Vương Băng Ngưng không buông tha mà quấn lấy Lục Vân và nói xin lỗi chị mau lên. Sao lại phải xin lỗi chị chứ? Em sai chỗ nào? Lục Vân không biết phải nói gì, nghĩ thầm không biết cô nàng này lại phát điên cái gì, dựa vào nguyên tắc nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện nên hắn chịu thua. Thật xin lỗi, chị Tư. Mặc kệ hắn sai hay không thì cứ xin lỗi là được, dù sao sinh vật như con gái không biết nói đạo lý gì cả. Tăng thêm chữ vợ vào nữa. Vương Băng Ngưng không hài lòng, lập tức chống nạnh nói. Có chịu thêm không? Thật xin lỗi, chị vợ Tư. Lục Vân lười so đo với cô nàng này nên đành chiều theo cô. Vương Băng Ngưng nhăn cái mũi ngọc tinh xảo lại, hừ, vậy còn tạm được, đúng rồi, chị cả và chị hai đâu? Vừa rồi rõ ràng chị trông thấy họ ở trong phòng khách mà. Lục Vân bất đắc dĩ liếc về hướng phòng của Diệp Khuynh Thành. Vương Băng Ngưng nhìn theo ánh mắt Lục Vân, trông thấy cửa phòng đóng chặt thì lập tức lộ ra nụ cười mập mờ và nói, chị hiểu, ban ngày ban mặt mà đóng chặt cửa như vậy, hai chị ấy đang chơi gì vậy? Nói xong cô lập tức hoạt bát đi qua gõ cửa một cái. Ai vậy? Diệp Khuynh Thành mở cửa ra, thấy là Vương Băng Ngưng thì đột nhiên túm cô đi vào. Sau đó phịch một tiếng đóng cửa lại, tiếp tục chặn Lục Vân ở bên ngoài. Rồi đó,
hiện tại biến thành ba người chơi với nhau. Ba người ngồi trong phòng một thời gian, Diệp Khuynh Thành nói lại những lời vừa nói với Lâm Thanh Đàn cho Vương Băng Ngưng lần nữa. Lúc đi ra, tâm tình của Vương Băng Ngưng cũng trở nên vô cùng phức tạp. Lâm Thanh Đàn thì đi đến bên cạnh Lục Vân rồi ngồi xuống, nói, em trai, chị quyết định gia nhập Đan Dương Tông, chúng ta dành thời gian đi đến Côn Luân đi. Lục Vân nhìn Diệp Khuynh Thành một cái, đã đoán được nhất định là Diệp Khuynh Thành làm công tác tâm lý cho cô, vì thế gật đầu nói, em sẽ đi theo chị cả hành trình. Kỳ thật hắn cũng ủng hộ quyết định này của Lâm Thanh Đàn, dù sao đây là một cơ duyên to lớn. Vậy chỉ có thể tạm thời để chuyện của Tiêu Gia ra sau. Lục Vân thầm nghĩ. Hắn vốn nghĩ sau khi giải quyết liên minh thí thần giả thì sẽ đi đến Võ Minh Kinh Thành tìm Tiêu Gia một chuyến, xem có thể lấy được tin tức gì liên quan tới Liễu Kình Thiên hay không. Ai ngờ chuyện này đột nhiên xảy ra. Hiện tại tình hình của Lâm Thanh Đàn càng khẩn cấp hơn nên chỉ có thể tạm thời đẩy chuyện tìm kiếm thân thế của Liễu Yên Nhi ra sau. Dù sao đã qua nhiều năm rồi, cũng không vội trong nhất thời. Lục Vân quyết định vì không để Lâm Thanh Đàn phải chịu càng nhiều đau khổ do Thanh Đỉnh mang tới, hắn quyết định dẫn cô đến Đan Dương Tông trên núi Côn Luân một chuyến ngay trong ngày. Võ Minh Kinh Thành. Trong văn phòng Minh Chủ, Tiêu Sách nhìn văn kiện trong tay với sắc mặt hết sức khó coi. Đứng đối diện ông ta là hai bóng người. Một người trong đó thân thẳng như tùng, gương mặt nghiêm trang, đó là một trong 36 vị thủ hộ giả của Thiên Sát Điện trước đó tới tìm Tiêu Sách, Thiên Cô. Một người khác chính là Khâu Ngọc Đường. Mặc dù hơn 20 năm trước minh chủ của Tổng Minh Kinh Thành không phải Tiêu Sách, các chủ ám ảnh các cũng không phải Khâu Ngọc Đường, nhưng hai người bọn họ cũng đã từng quen biết. Khi thấy tội phạm truy nã cấp SSS Khâu Ngọc Đường nhanh chân tiến vào, ông ta còn hơi kinh ngạc, ai biết theo sát phía sau lại là thủ hộ giả Thiên Cô. Tiêu Sách theo bản năng ý thức được không ổn. Quả nhiên, một phần văn kiện do Thiên Sát Điện định ra, thủ lĩnh số 1 Long Quốc ký tên đóng mộc đã được đưa tới trước mặt Tiêu Sách. Nội dung văn kiện liên quan tới thành lập tài quyết viện của Võ Minh, mà người phụ trách tạm thời của tài quyết viện chính là tội phạm truy nã cấp SSS ngày trước Khâu Ngọc Đường. Chiêu này đánh cho Tiêu Sách trở tay không kịp. Tài quyết viện Võ Minh trực thuộc Thiên Sát Điện, có quyền giám sát đối với tất cả các thành viên Võ Minh Long Quốc, bao gồm Minh chủ 5 phân khu lớn và Tổng Minh Kinh Thành. Nói cách khác, quyền lực lúc này của cựu tội phạm truy nã Khâu Ngọc Đường còn lớn hơn Tiêu Sách một phần. Đương nhiên trong lòng Tiêu Sách rất khó chịu. Nhưng không thoải mái đến mấy thì ông ta cũng chỉ có thể nuốt cục tức này xuống. Thành lập tài quyết viện Võ Minh là quyết định của Thiên Sát Điện. Lần này Thiên Cô tới đây không phải là trưng cầu ý kiến của Tiêu Sách, mà là tuyên bố chuyện này thôi. Đương nhiên Tiêu Sách không dám phản bác. Chờ Thiên Cô và Khâu Ngọc Đường rời đi thì Tiêu Sách mới không nhịn được mà âm trầm nện một quyền lên bàn làm việc, giận mắng một tiếng, thật là đáng chết. Sau đó Tiêu Sách lập tức vội vàng, không chút trì hoãn mà trở lại Tiêu gia rồi đi đến trước mặt một lão già tóc trắng xóa còng lưng. Lão già tóc trắng này chính là cha của Tiêu Sách, minh chủ tiền nhiệm của Võ Minh Kinh Thành, Tiêu Vô Hải. Ông ta nghe Tiêu Sách nói xong thì đầu tiên là trầm mặc một thời gian. Bỗng nhiên, một con sư tử đá ngậm trâu cách xa mấy mét cao cỡ nửa người nổ tung một cách quỷ dị, trong chớp mắt đã hóa thành bột đá. Cách không phá vật. Mái tóc trắng phơ của Tiêu Vô Hải rung động, đôi mắt thâm thúy còn bắn ra tia sáng lạnh lẽo, cười lạnh và nói, ha ha, hay cho tài quyết viện Võ Minh, hay cho Thiên Sát Điện, dám đè lên đầu Tiêu gia tao, thật sự cho rằng Thiên Sát Vương là vua của Long Quốc sao? Là tu luyện giả. Nếu như Lục Vân có ở đây thì nhất định có thể cảm giác được minh chủ cũ của Võ Minh Kinh Thành, Tiêu Vô Hải, lại là một tu luyện giả. Sắc mặt của Tiêu Sách rất phức tạp. Ông ta nhớ trước kia rất lâu cha mình không phải như vậy, trong ấn tượng khi còn bé thì cha luôn mang hình tượng hiền hòa. Mãi đến một ngày nọ vào 20 năm trước, tính tình của Tiêu Vô Hải đột nhiên thay đổi rất lớn như biến thành một người khác, thực lực cũng tăng vọt lên rất nhiều. Tiêu Sách không dám hỏi nhiều, mà hỏi thì Tiêu Vô Hải cũng không đáp, nhưng lại cảm thấy rất quỷ dị. Lúc này ở Côn Luân, Đan Dương Tông, Lục Vân đã dẫn Lâm Thanh Đàn đi đến chân núi của tông môn này. Lúc này hắn không thể không bội phục sự sáng suốt của Mộc Bình. Côn Luân thực sự quá lớn, bản đồ căn bản không có tác dụng gì, nếu không phải dựa vào ngọc bài thân phận của Mộc Bình chỉ dẫn thì muốn tìm được Đan Dương Tông không biết phải tới ngày tháng năm nào.
Khi Mộc Bình trở về đã kể lại tất cả những xảy ra bên ngoài cho tông chủ Cốc Thanh Sơn nghe. Cho nên khi hai người Lục Vân tới Đan Dương Tông thì không chỉ không bị ngăn cản mà còn được Cốc Thanh Sơn đích thân tiếp đãi. Đó là một ông lão già nhưng vẫn rất cường tráng, ông mặc áo vải màu xanh, tinh thần sáng ngời, gương mặt hồng hào. Nhìn là biết uống rất nhiều dưỡng sinh đan. Dưỡng sinh đan của Đan Dương Tông hiệu quả hơn đống thực phẩm chức năng bán bên ngoài gấp trăm lần nghìn lần. Cho nên ở Côn Luân, tuổi thọ tự nhiên của môn nhân Đan Dương Tông cũng cao hơn các môn phái khác. Khi nghe Lâm Thanh Đàn nói cô bằng lòng trở thành đệ tử của Đan Dương Tông thì Cốc Thanh Sơn rất mừng rỡ. Chỉ cần Thanh Đế Huyền Hỏa Đỉnh có thể trở về Đan Dương Tông thì Cốc Thanh Sơn cũng không quan tâm nó nhận ai là chủ. Hơn nữa lần đầu tiên ông trông thấy Lâm Thanh Đàn đã cảm thấy cô rất hiền hòa, lập tức có ý muốn bồi dưỡng cho cô. Rất nhanh Lâm Thanh Đàn liền nói ra điều kiện, cổ tông chủ, tôi tự nguyện gia nhập Đan Dương Tông, nhưng hy vọng về sau Đan Dương Tông không hạn chế tự do của tôi. Cô cũng không muốn cả đời bị nhốt trong một tông môn. Tất nhiên Cốc Thanh Sơn cũng hiểu ý cô, đây là còn có lo lắng ở thế tục, thế là ông vừa cười vừa nói, cái này không thành vấn đề, từ trước đến nay Đan Dương Tông chúng ta đều rất tự do. Cốc Thanh Sơn rất khéo hiểu lòng người, nhưng rất nhanh ông lại nhắc nhở một câu, tuy nói cô Lâm có thể tự do ra vào Đan Dương Tông, nhưng nhớ kỹ, không được để lộ cái đỉnh này ra ngoài, nhất là ở trong Côn Luân. Côn Luân là thế giới của tu luyện giả, mặc dù so ra kém giới Hành Sơn, nhưng hoàn cảnh cũng tàn khốc như vậy, giết người đoạt bảo vật đã là chuyện nhìn mãi quen mắt. Nếu Lâm Thanh Đàn ở lại Đan Dương Tông, có đại trận hộ Sơn thì có thể bảo vệ an toàn của cô. Nhưng trong thời gian rời khỏi Đan Dương Tông nhưng còn trong lãnh thổ Côn Luân mới là nguy hiểm nhất. Chờ Lâm Thanh Đàn đi ra bên ngoài Côn Luân thì tình huống này sẽ tốt hơn rất nhiều, bởi vì sau khi cô lĩnh ngộ tâm pháp Thanh Đế thì có thể tùy tiện khống chế khí tức của Thanh Đỉnh không tiết ra ngoài. Nói cách khác, dù về sau Lâm Thanh Đàn ở lại Hạnh Lâm Đường, tung ra Thanh Đỉnh để luyện chế đan dược thì cũng không cần lo lắng khí tức này bị tu luyện giả khác phát giác. Vậy thì sẽ không còn chuyện hấp dẫn cả ba thế lực tông môn tới như buổi tối trước đó. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là không nên quá phách lối, không thể tung ra Thanh Đỉnh trước mặt tu luyện giả khác, đây không phải là vấn đề khí tức tiết ra ngoài, mà là vấn đề đầu óc. Để an toàn, Cốc Thanh Sơn cảm thấy tốt nhất là số lượng môn nhân của Đan Dương Tông biết chuyện Thanh Đỉnh đang nằm trên người Lâm Thanh Đàn càng ít càng tốt. Thế là Cốc Thanh Sơn nhìn về phía Mộc Bình rồi ra lệnh. Tốt nhất là bảo mấy đệ tử ngày đó theo cô đi tìm Thanh Đỉnh giữ kín miệng. Tông chủ yên tâm, tôi đã sớm cảnh cáo họ rồi. Mộc Bình trả lời. Cốc Thanh Sơn khẽ gật đầu rồi tiếp tục nói với Mộc Bình, cô dẫn cô Lâm âm thầm đi cử hành nghi thức nhập tông trước, sau đó lại dẫn cô ấy ra sau núi để lĩnh ngộ tâm pháp Thanh Đế. Đã rõ, Mộc Bình nhìn Lâm Thanh Đàn một cái, rõ ràng ánh mắt đã dịu dàng hơn buổi tối trước đó nhiều, bà ta nói, cô Lâm, đi cùng tôi đi. Lâm Thanh Đàn nhìn về phía Lục Vân. Lục Vân nắm lấy tay cô mà vừa cười vừa nói, đi đi chị hai, một khi có chuyện gì thì gọi tên em thông qua bùa bình an. Lâm Thanh Đàn khẽ gật đầu rồi rời đi theo Mộc Bình, cố gắng kín tiếng tránh đi đám người. Tôi nghe Mộc trưởng lão nói cậu Lục đây không phải là người bình thường. Sau khi hai người Lâm Thanh Đàn rời đi, Cốc Thanh Sơn bỗng quay đầu nhìn về phía Lục Vân rồi cẩn thận đánh giá, sau đó cười đầy thâm ý mà nói một câu. Lục Vân từ chối cho ý kiến, có lẽ là vậy. Kiếm tu. Lục Vân lắc đầu, không phải. Cốc Thanh Sơn trầm mặc không nói tiếp nữa, nhưng ánh mắt ông lại lấp lóe, không biết đang suy tư cái gì. Ông đã sớm biết được tình huống cơ bản của Lục Vân từ chỗ Mộc Bình, tổng kết lại được hai điểm, có thể Lục Vân là một kiếm tu cường đại, hoặc là tu ma giả. Vừa rồi Cốc Thanh Sơn hỏi như vậy, ai biết Lục Vân lại lắc đầu. Thế thì đáp án kia đã nghiêng về hướng tu ma giả. Tất nhiên Cốc Thanh Sơn không tiện nói thêm cái gì. Sao ông biết được Lục Vân căn bản không phải tu ma giả gì? Còn chuyện phủ nhận mình là kiếm tu cũng rất bình thường, mặc dù Lục Vân biết sử dụng ngự linh thần kiếm nhưng căn bản không biết kiếm pháp gì, tất cả đều dựa vào một chiêu quét ngang mà thôi. Mà sở dĩ Mộc Bình ngộ nhận hắn là kiếm tu, nguyên nhân là do cảm nhận được kiếm ý thuần chính trên người Lục Vân vào đêm hôm đó. Chỉ là Mộc Bình không biết kiếm ý đó không phải do Lục Vân phát ra, mà tới từ Đoạt Thiên Tạo Hóa Kính trong lòng bàn tay hắn. Cậu Lục, không biết có thể đi cùng tôi đến một chỗ không? Cốc Thanh Sơn trầm mặc một lát rồi bỗng mở mịt nói một câu. Lục Vân khẽ gật đầu,
Sau đó đi cùng Cốc Thanh Sơn bước vào một mảnh đất có diện tích cực lớn, giữa nơi đó có một tòa tháp cao đứng sừng sững. Tháp đó có tổng cộng 12 tầng. Cốc Thanh Sơn giới thiệu, cậu Lục, tòa Đan Dương tháp này là tàng bảo các của Đan Dương Tông chúng tôi, từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 10 cất giữ những đan đỉnh phẩm chất khác biệt, càng lên cao thì phẩm chất đan đỉnh càng tốt, cậu có muốn đi vào xem thử không? Đan Dương tháp là tàng bảo các của Đan Dương Tông. Nếu là tàng bảo các thì hiển nhiên là cực kỳ quý giá đối với Đan Dương Tông. Cốc Thanh Sơn lại để Lục Vân đi vào. Lục Vân cảm thấy có chút kỳ quái nên hỏi, vì sao Cốc Tông chủ đột nhiên tốt bụng đồng ý cho người ngoài như tôi tiến vào tàng bảo các của các người. Hắn không tin trên đời này có chuyện tốt từ trên trời rơi xuống, dù từ đầu đến cuối Cốc Thanh Sơn luôn tỏ ra rất thân cận thì hắn cũng không thể không đề phòng. Cốc Thanh Sơn vừa cười vừa nói, cậu Lục không cần cảnh giác như thế. Đệ tử của Đan Dương Tông chúng tôi cũng thường xuyên tiến vào Đan Dương Tháp để chọn lựa một đan đỉnh thích hợp cho bản thân sử dụng. Nhưng tôi không phải là đệ tử của Đan Dương Tông. Vừa rồi tôi nghe thấy cậu gọi cô Lâm là chị hai người là chị em ruột sao? Cốc Thanh Sơn đổi cách thăm dò. Lục Vân lắc đầu, sau đó lại gật đầu và nói, không phải chị em ruột, nhưng tình cảm giữa chúng tôi còn sâu sắc hơn cả chị em ruột. Vậy chẳng phải ổn rồi sao? Cô Lâm muốn lĩnh ngộ tâm pháp thanh đế nhất định cần một thời gian, cụ thể là bao lâu thì phải xem ngộ tính của cô ấy, cho nên không bằng cậu chọn lựa một đan đỉnh thay cho cô ấy đi. Cốc Thanh Sơn nói, thấy Lục Vân vẫn nghi ngờ, ông lại giải thích một câu, tin tức cô Lâm có được thanh đế huyền hỏa đỉnh đã được giữ bí mật, tất nhiên cần một cái đỉnh khác để yểm hộ, còn phẩm chất gì cũng không quan trọng, cho nên cậu hay cô Lâm đi vào đều không có gì khác biệt. Nghe cũng có lý thật. Lâm Thanh Đàn chỉ cần một thanh đỉnh là đủ, chọn thêm một cái đỉnh chỉ vì che giấu tai mắt mọi người, để người khác nghĩ rằng thanh đỉnh không ở trên người cô. Cho nên căn bản không cần để ý cái đỉnh thứ hai này có thích hợp hay không, ai đi chọn cũng như thế. Nhưng Lục Vân vẫn hỏi một câu, nếu ai chọn cũng được thì tại sao Cốc Tông chủ không tự đi vào, dù sao cũng tốt hơn là một người ngoài như tôi mới đúng. Ây, Cốc Thanh Sơn hơi sửng sốt, sau đó giải thích, tuy nói là tùy ý chọn. Nhưng màu sắc kiểu dáng của những đan đỉnh bên trong đều khác biệt, cậu và cô Lâm thân thiết nên tương đối hiểu sở thích của cô ấy. Cái này giống như dẫn phụ nữ đi mua quần áo, ngoài miệng cô ấy nói tùy tiện mua hai bộ là được, nhưng bạn mà thật sự tùy tiện thì trở về chỉ có nước quỳ bàn phím. Lục Vân cười vỗ nhẹ bả vai Cốc Thanh Sơn và nói, ha ha, ông già, không nhìn ra ông còn rất hiểu tâm tư của phụ nữ, tôi tin lý do này. Nhưng trong lòng nói, tin cái quỷ nhà ông. Lão già mất nết này quá xấu xa. Trong tòa tháp này nhất định có cái hố to đang đợi mình. Nhưng từ trước đến nay Lục Vân không biết sợ là gì, nếu lão già này muốn hắn đi vào thì hắn cứ vào xem thử, nếu tình hình không ổn thì trốn ra cũng không khó. Thế là Lục Vân chấp nhận. Còn có một nguyên nhân làm hắn chấp nhận chính là, hắn nhìn thấy có mấy tên đệ tử của Đan Dương Tông đi vào, rất nhanh lại ra tới, hẳn chỉ dừng lại ở tầng thứ nhất tầng thứ hai chốc lát. Ít nhất chứng tỏ tầng thứ nhất tầng thứ hai của Đan Dương Tháp sẽ không có vấn đề gì. Vào xem cũng không sao. Lục Vân vừa đi về hướng Đan Dương Tông chưa được 2 mét thì bỗng nhớ tới cái gì nên quay đầu lại hỏi, Cốc Tông chủ, tầng thứ 11 và tầng thứ 12 của tòa tháp này có cái gì? Hắn nhớ vừa rồi Cốc Thanh Sơn nói là, tầng thứ nhất đến tầng thứ 10 càng lên cao thì phẩm chất của đỉnh càng tốt, nhưng không nói đến hai tầng sau cùng. Cho nên Lục Vân phỏng đoán hai tầng sau cùng của Đan Dương Tháp không để đan đỉnh, mà là những vật khác. Cốc Thanh Sơn cười cao thâm khó lường mà nói, cái này à, nếu cậu Lục có thể leo lên hai tầng sau cùng thì tất nhiên sẽ biết trên đó là gì, không bước lên được thì nói ra cũng vô ích. Ha, lão già này còn xài phép khích tướng nữa sao? Tôi nhất quyết phải lên đó đấy. Lục Vân thầm khinh bỉ lão già này một hồi, sau đó quay người nhanh chân đi về phía Đan Dương Tháp. Không chút do dự tiến vào tầng thứ nhất. Cốc Thanh Sơn nhìn Lục Vân vào tháp, trong mắt lóe lên một tia sáng. Tông chủ, sao ngài lại ở chỗ này, vị Lục tiền bối kia đâu? Chỉ chốc lát sau, Mộc Bình đã đi đến bên cạnh Cốc Thanh Sơn, nghi hoặc hỏi một câu. Bà ta đã trợ giúp Lâm Thanh Đàn hoàn thành nghi thức nhập tông, sau đó dẫn Lâm Thanh Đàn đi đến phía sau núi lĩnh ngộ tâm pháp thanh đế. Trong lúc lĩnh ngộ, Mộc Bình đứng bên cạnh sẽ dễ dàng ảnh hưởng đến Lâm Thanh Đàn, thế là bà ta để Lâm Thanh Đàn lại một mình ở đó rồi trở về tìm Tông Chủ. Bà ta tìm được Tông Chủ, nhưng lại không thấy Lục Vân đâu.
Cốc Thanh Sơn nhìn về phía Đan Dương Tháp, dùng mắt ra hiệu rồi nói, cậu ta đi vào Đan Dương Tháp rồi. Cái gì? Mộc Bình lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, không hiểu hỏi, cậu ta không phải môn nhân của Đan Dương Tông, sao tông chủ ngài? Rất nhanh Mộc Bình đã ý thức được cái gì, lập tức nói tiếp, chẳng lẽ tông chủ muốn mượn linh hỏa trong Đan Dương Tháp để kiểm tra cậu ta có phải là tu ma giả không? Cốc Thanh Sơn nghiêm túc gật đầu nói, không sai, công pháp của tu ma giả cực kỳ bá đạo, điều này sẽ khiến những tu ma giả kia có tính cách nóng nảy, mà linh hỏa sẽ kích động tâm tình của họ, làm họ trở nên càng thô bạo. Trước đó khi Cốc Thanh Sơn nghe Mộc Bình nói thực lực của Lục Vân rất mạnh liền có chút lo lắng, lỡ Lục Vân thật sự là tu ma giả thì về sau hắn sẽ trở thành một đại ma đầu. Có lẽ hiện tại Lục Vân trông khá bình thường, nhưng chỉ cần hắn tiếp tục tu luyện ma công thì sớm muộn gì cũng sẽ có ngày không khống chế nổi cảm xúc thô bạo của mình. Mà chỉ giết người có thể mới làm ổn định lại được loại cảm xúc thô bạo này. Đây chính là vì sao giới tu luyện lại lưu truyền ra một câu, tu ma giả, trời tru đất diệt. Mới đầu Cốc Thanh Sơn còn ôm ảo tưởng hy vọng Lục Vân là kiếm tu mà không phải tu ma giả, nhưng lúc nãy khi ông hỏi Lục Vân thì hắn lại trả lời mình không phải kiếm tu. Vậy xác suất Lục Vân là tu ma giả trở nên cực lớn. Để xác định rõ hơn, Cốc Thanh Sơn đành nghĩ cách để Lục Vân tiến vào Đan Dương Tháp, mượn linh hỏa bên trong để phán đoán rốt cuộc hắn có phải là tu ma giả hay không. Rất nhanh Mộc Bình đã hiểu ý của Cốc Thanh Sơn, nhưng sau đó lại nhíu mày nói, muốn kích phát cảm xúc thô bạo của cậu ta thì chỉ ít cần leo lên tầng thứ 7, nhưng nếu cậu ta không đi lên thì sao? Linh hỏa sẽ kích thích cảm xúc thô bạo của tu ma giả. Vậy nếu Lục Vân thật sự là tu ma giả thì hắn chắc chắn sẽ không ngốc đến mức leo lên tầng thứ 7 làm tâm tình của mình mất khống chế. Đương nhiên Cốc Thanh Sơn cũng cân nhắc đến vấn đề này, ông liếc nhìn Mộc Bình một cái rồi hỏi ngược lại, trước đó cô nói với tôi Lục Vân là người có tính cách như thế nào? Bá đạo, hung hăng. Mộc Bình không chút do dự mà trả lời, hình ảnh đêm đó Lục Vân hung hăng đánh giết ba cao thủ vẫn còn khắc sâu trong đầu bà ta rõ mồn một. Trước nay Mộc Bình chưa từng thấy ai bá đạo như vậy. Người có tính cách như thế rất hiếu thắng, cho nên cậu ta nhất định sẽ thử trèo qua tầng thứ 7, nếu như không đi lên thì chứng tỏ trong lòng chột dạ. Mặc dù lần này là để Lục Vân tùy tiện chọn lựa một đan đỉnh, nhưng người có tính cách ngang ngạnh như thế tuyệt đối không có khả năng tùy tiện làm cho xong. Hắn nhất định sẽ cố gắng trèo lên cao. Lấy thực lực đánh giết kim đan kỳ của Lục Vân thì trèo lên đến tầng thứ 8 tầng thứ 9 Đan Dương Tháp cũng không phải vấn đề lớn. Nếu như hắn có thực lực này mà lại không leo lên tầng thứ 7 thì chứng tỏ Lục Vân chột dạ, bởi vì hành vi này trái ngược với tính cách của hắn. Ý tông chủ là, chỉ cần Lục Vân không leo lên tầng thứ 7 thì kết luận hắn là tu ma giả. Mộc Bình nhíu mày, hỏi. Kỳ thật cách kiểm tra này có tính phán đoán chủ quan rất cao. Tất cả đều căn cứ vào phân tích của Cốc Thanh Sơn đối với tính cách của Lục Vân, lỡ ông phân tích sai thì sao? Lỡ Lục Vân chỉ muốn khiêm tốn chọn lựa một đan đỉnh ở mấy tầng phía dưới thì sao? Mộc Bình hỏi ra vấn đề này. Cốc Thanh Sơn trầm ngâm nói, có lẽ cậu ta sẽ vì Lâm Thanh Đàn mà chọn lựa một đan đỉnh bình thường nhất để che giấu tai mắt, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến chuyện cậu ta trèo lên tầng thứ 7. Thanh đế huyền hỏa đỉnh trong cơ thể Lâm Thanh Đàn có phẩm chất cao hơn mọi đan đỉnh trong Đan Dương Tháp, vì thế để đạt được hiệu quả che giấu tai mắt tốt nhất thì nên chọn lựa cái đỉnh thứ hai có phẩm chất càng bình thường càng tốt. Nói dễ hiểu hơn là, bắt đầu từ tầng thứ 7 thì đan đỉnh trong Đan Dương Tháp đã thuộc dạng bảo vật có giá trị không nhỏ, cũng có khả năng làm người ta sinh ra suy nghĩ giết người đoạt bảo vật. Vậy thì căn bản không che giấu được tai mắt của mọi người. Chỉ có thể nói xác suất bị người ta để mắt tới nhỏ hơn thanh đế huyền hỏa đỉnh rất nhiều, nhưng cũng không phải không tồn tại. Cách làm ổn thỏa nhất chính là giúp Lâm Thanh Đàn chọn lựa một đan đỉnh bình thường, một đan đỉnh làm người khác căn bản không dâng lên nổi chút hứng thú nào. Nếu Lục Vân là người thông minh thì nhất định sẽ chọn lựa một đan đỉnh từ tầng thứ 7 trở xuống giúp Lâm Thanh Đàn. Vậy vì sao Cốc Thanh Sơn lại nói cái này không ảnh hưởng đến chuyện Lục Vân trèo lên tầng thứ 7? Đó là căn cứ vào tính cách ngang tàng của Lục Vân. Có thể Lục Vân sẽ không chọn lựa đan đỉnh trên tầng thứ 7, nhưng hắn nhất định sẽ trèo lên xem thử. Hơn nữa Cốc Thanh Sơn cố ý không nói ra vật phẩm trong hai tầng cuối cùng là để Lục Vân tò mò. Do hiếu kỳ nên Lục Vân nhất định sẽ nghĩ cách đi lên tìm hiểu ngọn nguồn. Nếu như không đi lên thì nhất định là có vấn đề. Nói cho cùng, tất cả đều là phân tích của Cốc Thanh Sơn đối với tính cách của Lục Vân.
chỉ thấy hình tượng ôn hòa của ông đã biến mất, ánh mắt trở nên lạnh lẽo, nếu tôi phân tích sai thì thà giết lầm còn hơn bỏ sót, tuyệt đối không thể để tu ma giả trưởng thành. Mặc dù hiện tại Lục Vân đã rất khủng bố, nhưng Cốc Thanh Sơn tin tưởng mượn sức mạnh của đại trận hộ sơn thì còn có thể chém giết hắn. Mộc Bình thầm run rẩy. Theo ý của tông chủ thì kỳ thật Lục Vân chỉ có một cơ hội sống sót, đó chính là leo lên tầng thứ 7 Đan Dương Tháp, đồng thời không xuất hiện mất tình trạng khống chế. Mọi tình huống khác, ví dụ như bị linh hỏa ảnh hưởng, xuất hiện cảm xúc hung bạo hay là không leo lên tầng thứ 7, dù hắn có nguyên nhân gì mà không leo lên cũng chỉ có một con đường chết, bởi vì tông chủ nói thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Mộc Bình thở dài một tiếng và nói, chỉ sợ Lâm Thanh Đàn sẽ không vui. Mặc kệ cô ấy có vui hay không cũng không thể để tu ma giả này trưởng thành, nếu không sẽ là tai nạn đối với Côn Luân, đối với người đời. Cốc Thanh Sơn cảm thấy Lâm Thanh Đàn rất thuận mắt, nhưng đứng trước vấn đề phải trái trắng đen này thì ông chỉ có một lựa chọn, đó chính là không tiếc mọi giá tru sát tu ma giả. Mộc Bình im lặng. Cốc Thanh Sơn không nói tiếp mà đi đến tầng thứ nhất của Đan Dương Tháp, liếc nhìn một vòng ở đây, cũng không trông thấy bóng dáng Lục Vân đâu, chứng tỏ hắn đã trèo lên trên. Điều này càng khẳng định suy nghĩ của Cốc Thanh Sơn. Số lượng đan đỉnh ở tầng thứ nhất của Đan Dương Tông là nhiều nhất, nhưng phẩm chất lại là bình thường nhất. Mà trong một góc không thu hút có một lão giả ngồi xếp bằng không nhúc nhích, lão giả này là người giữ tháp của Đan Dương Tháp, thực lực còn mạnh hơn Cốc Thanh Sơn. Cốc Thanh Sơn đi đến trước mặt lão giả, cung kính hỏi, Lưu lão, anh bạn trẻ vừa tiến đến hiện tại đã lên tầng thứ mấy rồi? Thứ 6, tiếng nói của lão giả rất xa xăm. Dù đối mặt với tông chủ Cốc Thanh Sơn thì cũng không mở mắt ra, vẻ mặt không chút thay đổi. Tầng thứ 6, Cốc Thanh Sơn thấp giọng lặp lại một câu, sau đó quay đầu nhìn về phía Mộc Bình, biểu cảm của hai người đều có chút phức tạp. Tầng thứ 6, chỉ cần đi lên một tầng nữa thì nhất định sẽ bị linh hỏa ảnh hưởng, vì sao lại đột nhiên dừng lại? Chẳng lẽ hắn thật sự đang lo lắng, sợ sẽ mất khống chế? Cốc Thanh Sơn rất muốn đích thân trèo lên xem thử rốt cuộc Lục Vân đang làm gì ở tầng thứ 6, nhưng lại sợ làm hắn sinh nghi nên quyết định chờ một lát. Sau đó ông hỏi lại Lưu Lão, Lục Vân có leo lên tầng thứ 7 chưa? Chỉ cần leo lên tầng thứ 7 thì cảm xúc của Lục Vân sẽ bị linh hỏa ảnh hưởng, khi hắn lộ ra cảm xúc thô bạo thì Cốc Thanh Sơn có thể phát giác được. Đến lúc đó Cốc Thanh Sơn sẽ không chút do dự lập tức mở ra đại trận hộ sơn. Sau đó mượn uy lực của nó để tru sát tu ma giả. Lúc này, trên tầng thứ 6 của Đan Dương Tháp, Lục Vân thật sự đang ở tầng này. Số lượng đan đỉnh ở nơi này ít hơn tầng thứ nhất rất nhiều, chỉ có khoảng 10 cái, nhưng phẩm chất của chúng cao hơn tầng thứ nhất không biết bao nhiêu lần. Nhiệt độ của tầng này cũng cực cao. Lục Vân có thể cảm giác được ngọn lửa có thể phóng ra nhiệt độ này tuyệt đối không phải dạng bình thường. Hình như hắn đã đoán được mục đích Cốc Thanh Sơn bảo mình vào tháp. Khi Lục Vân đi lên tầng thứ 6 liền cảm thấy không thích hợp. Tâm tình của hắn rất bực bội, tựa như đêm hôm đó. Thậm chí còn mãnh liệt hơn cả đêm hôm đó. Lục Vân suy đoán có lẽ là liên quan đến nhiệt độ mà ngọn lửa kia tỏa ra. Nhiệt độ đó truyền đến từ phía trên nên càng lên cao thì càng nóng, phiền não trong lòng Lục Vân lại tăng thêm một chút. Kết hợp với những lời nói hành động kỳ quái trước khi vào tháp của Cốc Thanh Sơn, Lục Vân không khó đoán ra ý đồ của ông. Cốc Thanh Sơn muốn mượn ngọn lửa trong Đan Dương Tháp để kiểm tra mình có phải là tu ma giả hay không. Làm sao để kiểm tra ra? Nhất định là có liên quan đến cảm xúc bây giờ của mình. Tâm tình đột nhiên trở nên bực bội làm Lục Vân cũng cảm thấy rất hoang mang, chẳng lẽ mình thật sự là tu ma giả? Nhưng lão đạo sĩ sư phụ không đứng đắn rõ ràng vỗ ngực cam đoan hắn tu luyện không phải ma công, hắn căn bản không phải là tu ma giả. Chẳng lẽ lão già kia bịa chuyện? Lục Vân lại sinh ra hoài nghi. Hiện tại sở dĩ hắn dừng ở tầng thứ 6 là vì do dự, vừa muốn biết thần công vô danh của mình có phải là ma công không lại vừa sợ biết được kết quả. Bởi vì lúc này cảm giác mà ngọn lửa kia mang đến cho hắn càng nghiêng về hướng bất lợi. Lục Vân do dự thật lâu. Cuối cùng vẫn quyết định leo lên tầng thứ 7 xem thử. Dù thế nào thì cũng phải có kết quả, trốn tránh không giải quyết được vấn đề gì. Khi đi vào cánh cửa tầng thứ 7, Lục Vân dẫm lên bậc thang đi lên, mỗi khi tăng lên một bậc thì tâm tình lại bực bội thêm một chút. Rốt cục cũng bước vào tầng thứ 7, hắn đã không rảnh để xem đan đỉnh của tầng này. Trong chốc lát, Lục Vân biến sắc,
phiền não trong lòng lập tức dâng lên tới cực hạn, một khí tức thô bạo không ức chế nổi mà tiết ra ngoài, thuận theo đan dương tháp khuếch tán xuống phía dưới. Lúc này Cốc Thanh Sơn ở tầng thứ nhất đã không cần hỏi Lưu lão nữa, trong mắt ông bỗng hiện ra sát khí mà nói, quả nhiên là tu ma giả, Mộc trưởng lão, lập tức theo tôi đi mở đại trận hộ sơn ra, chu ma. Vâng. Mộc Bình lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, tự nhiên cũng phát giác được khí tức thô bạo giống với đêm hôm đó y như đúc. Tu ma giả, trời chu đất diệt. Chờ một lát. Ngay khi hai người vội vàng chuẩn bị rời khỏi đan dương tháp thì giọng nói của Lưu lão bỗng vang lên. Lão vẫn giữ dáng vẻ nhắm mắt dưỡng thần, không quan tâm thiệt hơn. Cốc Thanh Sơn không hiểu mà hỏi, Lưu lão, không phải đã xác định hắn là tu ma giả sao, còn cần chờ cái gì? Lưu lão chậm rãi nói, hắn đã leo lên tầng thứ 8, xem thử ma tính của hắn lớn bao nhiêu rồi quyết định có nên chu sát hay không. Nếu như ma tính của Lục Vân không lớn, chỉ cần hắn chịu từ bỏ tu luyện ma công thì kỳ thật vẫn có khả năng cứu vớt. Mà muốn biết rốt cuộc ma tính của Lục Vân lớn đến mức nào thì cần để hắn triệt để mất khống chế, càng tiếp cận linh hỏa thì càng dễ làm hắn mất kiểm soát. Cốc Thanh Sơn trầm mặc một lát. Kỳ thật ông không tán thành cách làm của Lưu lão, ông cảm thấy chỉ cần là tu ma giả thì dù ma tính như thế nào cũng phải chém giết mới đảm bảo không có hậu hoạn. Nhưng thân phận của Lưu lão không đơn giản. Trước khi Cốc Thanh Sơn trở thành tông chủ Đan Dương Tông thì người giữ tháp đã tồn tại. Nói cách khác vai vế của Lưu lão còn cao hơn Cốc Thanh Sơn. Cốc Thanh Sơn trầm ngâm một lát rồi nói với Mộc Bình bên cạnh, cô đi thông báo với mấy trưởng lão khác, chuẩn bị sẵn sàng mở ra đại trận hộ sơn, tôi đợi ở đây thêm một lát. Điều này đã cho thấy thái độ của ông, lại không đến mức bất kính với Lưu lão. Đã rõ, Mộc Bình biết việc này không thể trì hoãn nên cấp tốc rời khỏi Đan Dương Tháp rồi báo chuyện này cho mấy vị trưởng lão khác, chuẩn bị sẵn sàng chu ma vào bất cứ lúc nào. Tầng thứ 8 Đan Dương Tháp. Hai mắt Lục Vân hiện lên từng điểm đỏ rực, trên người tỏa ra khí tức thô bạo, mạnh hơn ở tầng thứ 7 không chỉ 10 lần. Hắn vẫn không chú ý đến đan đỉnh của tầng này, bởi vì không có hứng thú. Điều thật sự hấp dẫn Lục Vân leo lên là ngọn lửa kia, càng đến gần thì khát vọng trong lòng hắn càng mạnh. Hắn có dự cảm ngọn lửa kia có tác dụng rất lớn đối với mình. Cho nên rất nhanh Lục Vân đã từ tầng thứ 8 leo đến tầng thứ 9. Sau đó lại từ tầng thứ 9 đến tầng thứ 10, khí tức thô bạo suýt đã làm hắn mất khống chế. Tầng thứ 10 chỉ có một cái đan đỉnh tản ra hào quang màu đỏ thắm, phẩm chất cao hơn đan đỉnh ở tầng thứ 9 gấp trăm lần. Đây đã là cái đỉnh có phẩm chất cao nhất trong đan dương tháp. Nhưng Lục Vân vẫn không thèm nhìn đến. Hắn chỉ một lòng nghĩ đến tầng 11, bởi vì ngọn lửa kia đến từ tầng 11. Sự thô bạo và khát vọng trong lòng Lục Vân cùng bộc phát. Cấp tốc dâng lên tới cực điểm. Khi hắn bước vào tầng 11 của Đan Dương Tháp thì bước chân đột nhiên lắc lư một cái, thân thể cũng không ngừng run rẩy. Xuyên qua đôi mắt đỏ ké, Lục Vân trông thấy trước mặt lơ lửng một ngọn lửa màu đỏ, nhiệt độ của nơi này cực kỳ khủng bố, cho dù là kim đan kỳ đại viên mãn cũng không chịu nổi. Nhưng Lục Vân lại leo lên một cách quỷ dị. Trên người hắn sớm đã không còn mảnh vải che thân, cả người đỏ bừng. Mỗi một tấc làn da đều đang rướm máu ra ngoài, cơn đau như bị xé rách và thiêu đốt điên cuồng cắn nuốt Lục Vân, nhưng hắn lại không cảm giác được gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào ngọn lửa kia. Tâm tình của hắn sớm đã mất khống chế, so với đau đớn thì khát vọng trong lòng đối với ngọn lửa kia giống như một ly nước ngọt lành trong chốn sa mạc, cực kỳ mãnh liệt. Tới, Lục Vân gầm nhẹ một tiếng, so với ngày thường thì giọng của hắn đã trở nên khàn đặc, nhưng vẫn rất bá đạo. Ngay sau đó, Lục Vân làm ra một hành động dọa người, chỉ thấy hắn dùng tay không bắt lấy linh hỏa kia. Quỷ dị là Lục Vân thật sự bắt được. Càng quỷ dị là hắn không chỉ bắt được mà còn bá đạo hút linh hỏa này vào trong cơ thể. Oanh! Trong nháy mắt linh hỏa biến mất, toàn bộ nhiệt lượng trong đan dương tháp giống như thủy triều hạ thấp xuống. Cùng lúc đó, một khí tức áp lực cực kỳ khủng bố lấy tầng 11 làm trung tâm, lan tràn ra bốn phía như mây đen trước đêm giông bão. Gần như triệt để bao phủ cả Đan Dương Tông. Lão giả vốn luôn thờ ơ ở tầng thứ nhất Đan Dương Tháp đột nhiên mở mắt ra. Mái tóc bạc của lão tung bay, ánh mắt trở nên ngơ ngác. Ma, cự ma, thao thiên cự ma. Ma, thao thiên cự ma. Tiếng nói của Lưu lão như tiếng sấm rền, chưa bao giờ mất khống chế như hôm nay, toàn thân lão đều run cả lên để lộ sự kinh hãi trong lòng. Cốc Tông Chủ,
ông đi chủ trì đại trận hộ sơn để chuẩn bị chu ma, tôi đi lên Đan Dương Tháp xem thử. Lưu lão ra lệnh thật nhanh. Vâng, Cốc Thanh Sơn cấp tốc rời khỏi. Lưu lão ngẩng đầu, nặng nề nhìn lên Đan Dương Tháp mà đau lòng nói, tu ma giả đáng sợ dám cắn nuốt cả linh hỏa, há có thể để mày tiếp tục trưởng thành. Lưu lão quát lên một tiếng, thân hình như gió lao thật nhanh lên Đan Dương Tháp. Tầng thứ hai, tầng thứ ba, tầng thứ tư. Lão đi thẳng tới tầng thứ 11. Lưu lão muốn xem thử dựa vào sức mạnh của mình có thể đánh giết Lục Vân hay không. Dù thất bại cũng không sao, kéo dài chút thời gian để bọn người Cốc Thanh Sơn mở đại trận hộ sơn ra cũng được. Nhưng khi Lưu lão đi vào tầng thứ 11 thì lập tức sửng sốt đứng lại. Không có ở đây. Lục Vân không có ở 11 tầng. Lưu lão có thể chắc chắn vừa rồi lúc mình đi lên không gặp phải Lục Vân, chứng tỏ hắn không có khả năng đi xuống, chỉ có thể đi lên thôi. Phía trên, Lưu lão ngẩng đầu nhìn về phía lối vào tầng 12, thân thể run lên kịch liệt. Sao tu ma giả có thể leo lên tầng 12 chứ? Lưu lão vô cùng rung động. Lão không tin nổi Lục Vân đã leo lên tầng 12, nhưng nếu không lên đó thì hắn chạy đến chỗ nào rồi? Cá! Trong Đan Dương Tháp không có bao nhiêu chỗ ẩn thân. Lưu lão ngu ngơ tại chỗ, nhìn chăm chú vào cầu thang cửa vào tầng 12 rồi chậm chạp không dám hành động. Quả nhiên là ở tầng thứ 12. Một lúc sau Lưu lão mới tỉnh táo lại, khó tin thì thầm một câu. Trên người Lục Vân có khí tức thô bạo rất mãnh liệt, khiến người ta cảm thấy áp lực đến ngạt thở, Lưu lão có thể cảm nhận được khí tức này đang ở trên đầu mình. Chứng tỏ Lục Vân đang ở tầng 12. Lưu lão do dự mãi, cuối cùng vẫn quyết định ở lại tầng 11 chờ Lục Vân đi xuống. Tông môn có quy định là người giữ tháp không được bước vào tầng cao nhất Đan Dương Tháp. Lưu lão chỉ có thể chờ. Lúc này Lục Vân thật sự đang ở tầng cao nhất của Đan Dương Tháp. Chỉ thấy cả ngón trỏ tay phải của hắn hiện ra màu đỏ rực như một cái bàn ủi bị ngọn lửa nung nóng, tản ra nhiệt lượng đáng sợ. Đó là nhờ linh hỏa kia ban tặng. Khi Lục Vân bắt lấy linh hỏa kia thì trong cơ thể đột nhiên hiện ra một sức mạnh khó hiểu cắn nuốt linh hỏa, cuối cùng ngưng tụ trên ngón trỏ tay phải của hắn. Hiện tại dù không sử dụng chân khí thì ngón tay này của hắn cũng có thể dùng một kích đánh thủng tu luyện giả kim đan kỳ. Sau khi cắn nuốt xong linh hỏa thì Lục Vân đã nhanh chóng leo lên tầng thứ 12 của Đan Dương Tháp, cũng không cảm thấy khó khăn mấy. Tầng 12 cũng không có đan đỉnh giống như tầng 11. Phải nói là nơi này không có cái gì cả, rất trống trải. Trên người Lục Vân tỏa ra cảm xúc thô bạo, thấy tầng 12 không có gì thì không khỏi bực bội khó chịu, hắn gầm nhẹ một tiếng làm chân khí trong cơ thể lập tức tràn ra. Oanh! 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 Hắn tùy ý phát tiết. Âm! Đột nhiên, một vách đá bị chấn động rơi xuống, để lộ ra một bộ bích họa bạc màu bên trong. Mặc dù Lục Vân không kiềm nén được nỗi lòng, nhưng rất nhanh đã bị bích họa này hấp dẫn. Trên bích họa là một dãy núi, cuối dãy núi có mây mù mờ ảo, mơ hồ có một bóng lưng đứng trong đó, nhưng rất rất nhỏ, căn bản không thấy rõ lắm. Lục Vân xích lại gần một chút. Trong nháy mắt hắn nhìn chăm chú vào bích họa thì đột nhiên vật đổi sao rời như thời không biến ảo, đồng thời một khí tức mát lạnh an lành đã vọt tới từ bốn phương tám hướng. Lục Vân giật mình, lập tức tỉnh táo lại. Vừa rồi mình lại không kiềm nén được nỗi lòng. Lục Vân hồi tưởng lại từng màn trước đó, nhất là khi bước vào tầng 11 thì cả đại não của hắn giống mất đi khả năng suy nghĩ. Tới giờ khắc này thì hắn mới tỉnh táo lại. Lục Vân nâng tay phải lên, nhìn chăm chú vào ngón trỏ màu đỏ rực kia với vẻ mặt hết sức rung động. Ngón tay này có thể so với một pháp bảo, nói cách khác, thân thể của mình có thể cắn nuốt ngọn lửa đó, sau đó tự động rèn luyện. Sau khi cắn nuốt ngọn lửa này thì sẽ rèn luyện ra một ngón tay tương tự như pháp bảo, nếu cắn nuốt thêm một chút thì chẳng phải mỗi một bộ phận trên người đều biến thành pháp bảo sao. Sau giây lát kinh ngạc ngắn ngủi, Lục Vân lộ vẻ vui mừng, ánh mắt tự giác rời xuống vị trí nào đó tượng trưng cho đàn ông. Pháp bảo! Pháp bảo! Nếu như... không được! Lục Vân lập tức lắc đầu. Quá nóng, các cô sẽ không chịu được. Chỉ ví dụ bằng ngón tay của Lục Vân lúc này, mặc dù mức độ cứng rắn đã đạt tới cấp bậc pháp bảo, nhưng cũng rất nóng, ai bảo nó được luyện ra từ lửa kia chứ? Rất nhanh Lục Vân đã phủ định suy nghĩ xấu xa trong lòng, tự an ủi mình, hiện tại đã đủ rồi, không cần thiết, thật sự không cần thiết. Lục Vân thay đổi suy nghĩ,
để ngón tay của mình khôi phục nguyên dạng như điều khiển một pháp bảo. Sau đó Lục Vân đảo mắt hiếu kỳ đánh giá hoàn cảnh chung quanh. Hắn nhớ khi mình không kiềm chế nổi nỗi lòng thì trông thấy một bộ bích họa, sau đó không hiểu sao lại xuất hiện ở thế giới xa lạ này. Thế giới này là một mảnh trắng xóa, nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác rất an bình, rất yên tĩnh. Chẳng lẽ mình tiến vào thế giới bích họa? Lục Vân lộ ra vẻ kinh ngạc, cẩn thận đi lại trong thế giới màu trắng này, thẳng đến trông thấy mây mù mờ mịt phía trước lộ ra một dãy núi. Nhìn rất quen mắt, đây chính là cảnh tượng hắn nhìn thấy trong bích họa trước đó. Trong lòng Lục Vân dâng lên sóng to gió lớn, rốt cục có thể xác định mình thật sự tiến vào thế giới bích họa, hắn không khỏi hoảng hồn. Không phải hắn bị nhốt ở chỗ này đó chứ? Tiểu Hữu, không cần lo lắng, ngươi chỉ dùng ý thức đến đây thôi, thân thể còn ở bên ngoài, cứ coi như nằm mơ là được rồi, sẽ không chết đâu. Ngay khi Lục Vân nghi hoặc thì một giọng nói xa xăm mờ mịt bỗng phiêu đãng đến từ đằng xa, nhìn lại nơi phát ra âm thanh, màu trắng bệch bốn phía đột nhiên biến mất. Lục Vân tập trung nhìn lại thì thấy nơi cuối dãy núi có một bóng lưng hư ảo đang cực tốc rút ngắn trong tầm mắt rồi lớn dần lên. Chương 438. Dãy núi phi tốc bay qua. Một bóng người hư ảo quỷ dị xuất hiện trước mặt Lục Vân, người đó mặc chiếc áo xanh, dáng người thẳng tắp, khí chất xuất trần, chỉ có khuôn mặt là không rõ. Trong lòng Lục Vân kinh hãi. Vừa rồi hắn chỉ nghĩ thầm trong lòng có phải mình sẽ bị nhốt trong thế giới này không mà không nói ra, kết quả lại bị người này nhìn thấu suy nghĩ. Tiểu Hữu không cần kinh ngạc, ta đã nói ngươi chỉ dùng ý thức tiến vào thế giới này, mà ta là chúa tể của nơi đây nên cũng biết hết mọi tư tưởng của ngươi. Người kia lại nhìn thấu suy nghĩ của Lục Vân, giọng nói mờ mịt vang lên lần nữa. Lục Vân kinh ngạc, sau đó bắt đầu tưởng tượng đến đoạn video học bù liên quan tới nghệ thuật quốc tế của đại sư Lưu Tiểu Nguyệt lúc trước mình nhìn thấy trong máy tính của Vương Băng Ngưng. Khụ khụ, bóng người hư ảo phía trước rõ ràng hơi lắc lư một cái, Tiểu Băng Hữu, tuổi còn trẻ đừng nghĩ nhiều đến những thứ lung tung bậy bạ đó, chúng ta phải trong sáng một chút. Ôi đệt! Quả nhiên là xem thấu được suy nghĩ của mình. Đây là xâm phạm quyền riêng tư. Lục Vân lập tức nổi giận. Mắng chửi người cũng là hành vi không tốt. Bóng người kia lại truyền đến dao động. Lục Vân cố gắng kiềm nén mà hỏi, rốt cuộc ông là ai? Tại sao lại đưa tôi đến nơi này? Làm sao tôi mới ra ngoài được? Đừng nóng nảy được không Tiểu Hữu, ta từ từ trả lời vấn đề của ngươi. Bóng người hư ảo kia tiếp tục lấp lóe. Sau đó nói ra đáp án làm Lục Vân khiếp sợ không thôi, ta là Thanh Đế. Thanh Đế, Lục Vân giật nảy cả mình. Thanh Đế là nhân vật cấp truyền thuyết, sao lại bị nhốt trong bích họa này? Nói chính xác hơn ta là một trong hàng ngàn hàng vạn tinh thần ý chí còn sót lại của Thanh Đế, chuyên ở chỗ này chờ đợi người hữu duyên. Không phải ta mang ngươi vào nơi này, mà là chính ngươi tiến vào, chứng tỏ ngươi chính là người hữu duyên mà ta đang chờ. Còn cách đi ra ngoài thì đợi lát nữa ngươi sẽ rõ. Bóng người hư ảo trả lời Lục Vân đâu vào đấy, mỗi lần đáp một lần thì thân thể càng hư ảo thêm mấy phần, chứng tỏ tinh thần ý chí của ông đang dần dần hao tổn. Trong lòng Lục Vân càng rung động. Hư ảnh nói chuyện với hắn chỉ là của một tinh thần ý chí do Thanh Đế để lại, nếu tin này truyền ra thì ai dám tin. Hơn nữa vừa rồi người này nói ông chỉ là một trong hàng ngàn hàng vạn ý chí tinh thần còn sót lại của Thanh Đế. Chứng tỏ ở nơi khác còn hàng ngàn hàng vạn người tương tự. Nào, có thể tưởng tượng ra vị Thanh Đế kia kinh khủng đến cỡ. Tiểu Băng Hữu, không cần sùng bái ta như thế, ngươi có thể đi vào nơi này chứng tỏ là hữu duyên với Thanh Đế, tiếp nhận ý chí truyền thừa của ta thì không chừng ngươi chính là Thanh Đế đời tiếp theo. Tâm tư của Lục Vân lại bị ông nhìn thấu nên hắn thầm mắng một tiếng đáng ghét, ông lại vênh váo làm ra vẻ rồi. Mấu chốt là Lục Vân không ngăn cản ông làm ra vẻ được. Mặt ngoài Lục Vân có thể biểu hiện chẳng thèm ngó tới, nhưng lại không che giấu được sùng bái trong lòng, mà tinh thần ý chí này có thể nhìn thấu suy nghĩ của hắn. Ai? Vậy cứ để ông đắc ý đi, cũng đâu thể chỉ có mình được vinh váo trên thế giới này đúng không? Tiểu Hữu, tư tưởng này của ngươi không đúng, tôi chỉ đang trần thuật sự thật thôi, sao ngươi lại nói tôi vinh váo làm ra vẻ chứ? Tư tưởng thật là hẹp hòi. Xem ra trước kia vị Thanh Đế này cũng rất lắm lời, hễ nhìn trộm được suy nghĩ của Lục Vân thì nhất định phải lấy ra phê phán hai câu, hoàn toàn không để ý thân thể của mình đang càng ngày càng hư ảo. Tâm tình vào giờ khắc này của Lục Vân như người đối diện là kinh đông cường mắt mù không biết vợ đẹp,
ngựa Hàng Châu không có hứng thú với tiền, vua bất động sản có mục tiêu nhỏ bé là 100 triệu và ngựa Thâm Quyến chỉ cần nhà rộng một chút. Không thể bởi vì cảnh giới tư tưởng của người khác quá cao mà nói người ta vênh váo làm ra vẻ, đúng không? Đúng không? Không đúng sao? Tiểu Hữu, ngươi lại suy nghĩ lung tung rồi, đến đây, chuẩn bị tiếp nhận truyền thừa của tôi chưa? Bóng người hư ảo lại mở miệng, lôi kéo suy nghĩ của Lục Vân trở về. Lục Vân kịp phản ứng mà nói, tôi chấp nhận tiếp nhận truyền thừa của ông từ lúc nào? Ây! Mặc dù không thấy rõ hình dạng của bóng người hư ảo, nhưng có thể cảm giác được ông hơi sửng sốt, hiển nhiên không ngờ Lục Vân lại từ chối. Đây chính là đại cơ duyên, thằng danh này lại từ chối. Sao lại không ra bài theo lẽ thường vậy? Bóng người hư ảo nói, người đã tiến thế giới này tức là ngầm thừa nhận nhất định phải tiếp nhận truyền thừa. Nếu như tôi không nhận thì sao? Lục Vân rất có cá tính mà nói. Vậy ý thức của ngươi sẽ vĩnh viễn ở lại nơi này, mặc dù ta vừa nói ngươi sẽ không chết, nhưng chỉ cần ý thức của ngươi vĩnh viễn không đi thì ngươi chính là một người thực vật. Hèn hạ vô sỉ, Lục Vân giận mắng, sau đó lại rất kiêu ngạo mà nói, xem ra cũng không còn cách nào khác, nhưng phải nói rõ là do ông ép tôi tiếp nhận truyền thừa, không phải tôi cầu xin ông. Được rồi, đừng có được lợi còn khoe mẽ ở đây. Ta nhìn ra trong lòng thằng danh ngươi vui vẻ biết chừng nào. Nói hưu nói vượn, tôi đây ghét nhất là người khác ép tôi làm mấy chuyện tôi không thích, ví dụ như tình huống hiện tại. Hừ, bóng người hư ảo cười nhạo một tiếng, chưa bao giờ thấy ai mặt dày vô sỉ như thế, lập tức quát, được rồi, đừng nói nhảm, chuẩn bị tiếp nhận truyền thừa đi. Chờ một chút, Lục Vân đột nhiên cắt ngang, bóng người hư ảo kia không nhịn được mà nói. Thằng danh ngươi có phải là nam nhi không mà lằng nhằng, còn thể thống gì? Ông thật sự không biết phải nói gì. Ông chưa gặp người nào rông dài như Lục Vân, gặp được đại cơ duyên mà còn lề mà lề mề như thế, nói câu không dễ nghe chính là đớp cứt còn đợt không được nóng. Lục Vân nghiêm mặt nói, mặc dù ông chỉ là một tinh thần ý chí, nhưng tôi cảm thấy ông nhất định biết đáp án của một vấn đề luôn làm tôi bối rối rất lâu. Hỏi. Bóng người hư ảo kia đã không còn kiên nhẫn lắm lời nữa, điều kiện không cho phép, ông gần như đã mờ ảo sắp biến mất. Lục Vân nghiêm túc hỏi, tôi có phải là tu ma giả không? Vấn đề này thật sự làm hắn bối rối rất lâu, thật lòng muốn biết đáp án, nếu không hắn tu luyện thần công vô danh này cũng không an tâm. Hắn tin tưởng bóng người trước mắt nhất định sẽ biết đáp án. Chỉ thấy bóng người hư ảo kia trầm mặc một lát như đang quan sát Lục Vân. Giây lát sau đột nhiên lóe lên một cái rồi nói, xưng hô tu ma giả này quả thực là sỉ nhục ngươi. Xưng hô tu ma giả này quả thực là sỉ nhục ngươi. Câu trả lời của bóng người hư ảo kia làm tinh thần của Lục Vân run lên, lập tức nhíu mày lại. Có ý gì? Ý là tôi không phải tu ma giả hay là tôi là đại ma đầu còn khủng bố hơn tu ma giả? Lục Vân không rõ ý của những lời này. Lúc trước Lục Vân từng gặp một tu ma giả tà linh giáo chủ khiến hắn lần đầu tiên sinh ra hoài nghi đối với thần công vô danh, hoài nghi nó là ma công. Từ đó về sau hắn không dám để các chị tu luyện theo mình nữa, sợ các cô bị mình hại lạc lối. Mãi đến khi bắt được sư phụ Thiên Huyền Tử già mà không đứng đắn kia, biết được từ miệng ông là mình không tu luyện ma công thì Lục Vân mới thở phào một hơi. Nhưng hôm nay bị linh hỏa ảnh hưởng nên Lục Vân không kiềm chế được nỗi lòng. Làm hắn lại hoài nghi có phải lão đạo sĩ sư phụ đang lừa dối mình không? Thế là hắn hỏi ra vấn đề này, hy vọng có thể lấy được đáp án từ chỗ tinh thần ý chí của Thanh Đế. Ai biết ý chí của Thanh Đế lại cho ra câu trả lời như sau, mặc dù công pháp ngươi tu luyện bá đạo quỷ dị, nhưng cũng không phải là ma công. Sau khi nhìn thấy suy nghĩ của Lục Vân, bóng người hư ảo kia lại bổ sung một câu, làm Lục Vân triệt để buông cục đá trong lòng xuống. Chỉ cần công pháp không có vấn đề thì cũng không cần lo lắng hại các chị lạc lối. Còn câu nói, tu ma giả quả thực là sỉ nhục ngươi, vừa rồi của ý chí Thanh Đế đã không còn quan trọng nữa. Chủ yếu là Lục Vân đã không còn cơ hội tiếp tục hỏi kỹ, ý chí của Thanh Đế đã trong suốt như cánh ve, không thể lại rông dài tiếp được. Vèo! Trước thời khắc bóng người hư ảo biến mất đã hóa thành một hào quang nhỏ tiến vào trán của Lục Vân. Một ấn ký màu xanh nhạt lấp lóe mấy lần trên trán Lục Vân, chỉ chốc lát sau đã biến mất tăm hơi, không để lại chút vết tích nào cả. Ông! Thế giới trắng bệch cấp tốc biến mất cứ như một lỗ đen đổ sụp, Lục Vân cảm thấy mắt tối sầm lại, khi mở mắt ra lần nữa thì phát hiện mình đã trở lại tầng thứ 12 của Đan Dương Tháp.
phải nói là hắn vốn đang ở Đan Dương Tháp, thứ trở về là ý thức của hắn. Thần kỳ là lúc nãy do Lục Vân cắn nuốt linh hỏa dẫn đến mỗi một tấc da thịt trên người hắn đều bị bỏng ở mức độ nhất định, nhưng hiện giờ đã hoàn toàn lành lại. Chẳng lẽ là do ý chí truyền thừa của Thanh Đế? Lục Vân thử kêu gọi người lắm lời vừa gặp trong thế giới bích họa, kết quả không có phản ứng gì, hắn cũng không cảm ứng được ấn ký màu xanh nhạt biến mất trên trán. Cho nên, chỉ vậy thôi sao? Cái gọi là ý chí truyền thừa của Thanh Đế chỉ có như vậy. Chỉ giúp mình chữa khỏi thân thể, sau đó thì không cảm ứng được gì nữa. Lục Vân còn tưởng rằng trong ý chí truyền thừa sẽ bao hàm một chút tâm pháp, võ học và đan thuật của Thanh Đế, kết quả không có cái gì cả. Căn bản không biết truyền thừa thứ gì. Hố thật. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hại tôi mừng hụt một phen. Lục Vân tức giận bất bình nhìn lại bích họa, kết quả phát hiện nơi đó đã biến thành một vách tường bóng loáng, chẳng biết lúc nào bích họa đã biến mất. Lục Vân không biết là khi hắn tiếp nhận ý chí truyền thừa của Thanh Đế thì ở Đan Dương Tông, Cốc Thanh Sơn đang hết sức nghiêm túc đi cùng mấy vị trưởng lão tông môn gấp rút muốn mở đại trận hộ sơn ra, chuẩn bị mượn đại trận ngưng tụ kiếm ý tung một kích chí mạng vào Lục Vân. Ong ong ong. Lục Vân chưa tỉnh táo đã phóng thích ra khí tức áp lực khủng bố, như nước thủy triều khuếch tán cấp tốc bao phủ toàn bộ Đan Dương Tông. Cả đại trận hộ sơn cũng run rẩy kịch liệt giống như muốn vỡ nát. Tâm tình của Cốc Thanh Sơn càng nặng nề. Ma tính thật mạnh. Giống như Lưu lão đã nói, Lục Vân này là Thao Thiên Cự Ma. Chu Ma. Cấp bách. Mở đại trận hộ sơn ra. Cốc Thanh Sơn hét lớn một tiếng, chỉ thấy cột sáng ở tám phương hướng của Đan Dương Tông cùng sáng lên. Chỉ cần Cốc Thanh Sơn khởi động bước cuối cùng thì đại trận hộ sơn sẽ mượn thiên địa mà ngưng tụ ra một kiếm ý khủng bố đủ để chém giết kim đan kỳ đại viên mãn. Nhưng ngay vào thời khắc Cốc Thanh Sơn chuẩn bị khởi động bước cuối cùng, trên đỉnh Đan Dương Tháp đột nhiên có một cột sáng màu xanh óng ánh phóng lên tận trời, chiếu sáng Đan Dương Tông và cả Côn Luân. Vô số tu luyện giả các môn phái nhìn lên ánh sáng xanh biếc trên trời kia mà rung động, kết hợp với vị trí của cột sáng, họ cho ra kết luận, đây là xuất hiện người thừa kế ý chí của Thanh Đế Đan Dương Tông. Thế ai thừa kế ý chí của đại năng cổ đại thì nhất định sẽ có đại cơ duyên. Nói cách khác chính là tiền đồ vô lượng. Lập tức phái người tiến đến Đan Dương Tông, nhìn xem rốt cuộc là người phương nào đạt được ý chí truyền thừa của Thanh Đế, sau đó nghĩ mọi cách chấp nối quan hệ. Giờ khắc này, vô số tu luyện giả các môn phái không hẹn mà cùng đi về hướng Đan Dương Tông. Mà lúc này tất cả mọi người trong Đan Dương Tông đều đang sửng sốt. Khí tức áp lực kinh khủng chung quanh sớm đã rút lui khi cột sáng màu xanh phóng lên tận trời, ngược lại biến thành một khí tức yên bình làm người ta an tâm. Đương nhiên họ biết điều này có ý nghĩ gì. Người thừa kế ý chí của Thanh Đế đã xuất hiện. Rốt cuộc người kia là ai, phần lớn đệ tử của Đan Dương Tông đều không rõ. Họ chỉ nghe nói trong Đan Dương Tháp có một ma đầu kinh khủng, tông chủ và các trưởng lão chuẩn bị đi chu ma. Nhưng còn chưa bắt đầu chu ma thì đột nhiên lại xảy ra biến cố, một người thừa kế ý chí của Thanh Đế xuất hiện. Cốc Thanh Sơn mơ hồ có một suy đoán người kia có thể là Lục Vân. Hơn nữa khả năng này cực lớn. Vừa rồi lúc ông đi ra thì trong Đan Dương Tháp không còn đệ tử nào khác của tông môn, chỉ có Lưu lão và Lục Vân trong Đan Dương Tháp. Lưu lão sẽ không leo lên tầng cao nhất, người thừa kế ý chí của Thanh Đế không thể nào là lão. Vậy chỉ có thể là Lục Vân. Nguyên nhân cũng vì thế nên Cốc Thanh Sơn mới càng cảm thấy rung động, ông thực sự không nghĩ ra, rõ ràng Lục Vân là tu ma giả, sao lại được ý chí truyền thừa của Thanh Đế. Tu ma giả không có khả năng có được ý chí truyền thừa của Thanh Đế. Cho nên, Lục Vân không phải tu ma giả. Vậy ma tính ngập trời trước đó hắn phát ra lại là chuyện gì? Cốc Thanh Sơn thật sự nghĩ nát óc cũng không ra, quyết định tạm thời không mở ra bước cuối cùng của đại trận hộ sơn mà trở về Đan Dương Tháp để hỏi ý Lưu lão trước rồi tính. Lúc này Lưu lão đang ở tầng thứ 11 của Đan Dương Tháp cũng rất rung động. Người thừa kế ý chí của Thanh Đế lại đột nhiên xuất hiện trên đầu lão như vậy sao? Lưu lão vô cùng kích động, suýt đã nước mắt tuôn trào đầy mặt. Những người giữ tháp bọn họ thuộc về Đan Dương Tông, nhưng lại độc lập với Đan Dương Tông. Mục đích chủ yếu ở lại nơi này chính là vì bảo vệ Đan Dương Tháp, chờ đợi người hữu duyên đến. Bây giờ người hữu duyên này đã xuất hiện rồi. Nhiệm vụ của nhiều người giữ tháp đến đời Lưu lão cũng xem như hoàn thành, từ nay về sau lão không cần tiếp tục canh giữ ở Đan Dương Tháp nữa.
Nói cách khác, Lưu lão tự do. Hỏi sao lão có thể không kích động? Nhất định phải cảm tạ Lục Vân. Hiện tại Lưu lão tin chắc Lục Vân không thể là tu ma giả, giống như Cốc Thanh Sơn đã nghĩ, tu ma giả không có khả năng đạt được ý chí truyền thừa của Thanh Đế. Trong khi chờ đợi bức thiết, rất nhanh Lưu lão đã trông thấy một đôi chân trần trụi bước xuống từ cầu thang tầng cao nhất, lão kích động tiến lên rồi một giây sau lại đột nhiên sửng sốt. Trước mắt xuất hiện một người đầu trọc, một tên đầu trọc toàn thân trần trụi. Tên đầu trọc lỏa lồ này chính là Lục Vân. Hắn cũng rất xấu hổ. Trước đó vì cắn nuốt linh hỏa, quần áo trên người Lục Vân đều bị đốt cháy, tóc và lông mày cũng bị đốt không còn một sợi. Khi đạt được ý chí truyền thừa của Thanh Đế, mặc dù da của hắn đã lành lại nhưng lông tóc trên người muốn khôi phục trong nháy mắt là chuyện không thể. Cũng may nhan sắc của Lục Vân gánh nổi, có thể dễ dàng khống chế dù chọc đầu, thậm chí làm người ta bỏ qua cặp lông mày đã mất tăm của hắn. Lưu lão nhìn đến ngơ ra. Lục Vân im lặng nói, lão đầu, đừng nuốt nước miếng, tôi sợ lát nữa ông càng xem càng tự ti, mau tìm một bộ quần áo cho tôi đi. Được rồi. Trước kia Lưu lão là một người cực kỳ ổn trọng, không chút gợn sóng, dù đối mặt với tông chủ Cốc Thanh Sơn thì lão vẫn mang dáng vẻ hờ hững lạnh lẽo, quả thực muốn ngẩu bao nhiêu có ngẩu bấy nhiêu. Nhưng giờ phút này, nghe thấy Lục Vân bảo lão đi lấy quần áo thì Lưu lão lại hết sức tích cực, vội vàng hất cánh tay lên, một cái áo choàng màu đen được ném về hướng Lục Vân. A, à, thấy Lưu lão đột nhiên biến ra một cái áo, Lục Vân nhịn không được kinh hô lên một tiếng, nhớ lại trước kia khi bắt được sư phụ Thiên Huyền Tử thì lão già không đứng đắn kia cũng đột nhiên đổi đồ. Xem ra trên người những người này nhất định có pháp bảo cất đồ. Lão già không đứng đắn kia có bảo vật như vậy mà không nói với mình ở trong đạo quán nhiều năm như thế cũng chưa từng nhìn thấy ông sử dụng qua. Thật là quá keo kiệt. Lục Vân lập tức phủ áo choàng màu đen lên, trong lòng mắng to đồ háo sắc không chịu trách nhiệm nào đó. Lưu lão, ngay lúc này, tiếng nói dồn dập của Cốc Thanh Sơn bỗng vang lên. Ban đầu ông đã đi tới tầng 11, nhưng trùng hợp ngay lúc Lục Vân chạy lên trên mặc áo nên ông không trông thấy Lục Vân. Liền trực tiếp hỏi một câu, Lưu lão, còn cần Chu Ma không? Chu Ma. Lưu lão còn chưa trả lời thì Lục Vân đã mặc chiếc áo đen rộng rinh đi xuống, nghiền ngẫm hỏi, Cốc tông chủ, Chu Ma nào vậy? Ây! Cốc Thanh Sơn cũng không ngờ câu nói này lại trùng hợp bị Lục Vân nghe thấy, nhất thời vô cùng xấu hổ. Nhìn từ trạng thái lúc này của Lục Vân thì đâu giống tu ma giả chỗ nào. Lưu lão lại biểu hiện hào phóng hơn nhiều, nói thẳng không kiêng kỵ. Anh bạn trẻ này không phải tu ma giả, cậu ta là người thừa kế ý chí của Thanh Đế. Dù đã sớm hiểu rõ trong lòng, nhưng khi nghe thấy Lưu lão nói ra câu này thì Cốc Thanh Sơn vẫn không nén được chấn động trong lòng. Ngay sau đó, tâm tình ông trở nên vô cùng phức tạp. Đan Dương Tháp đứng sừng sững ở Đan Dương Tông nhiều năm, vô số đệ tử ra vào mà không có ai có tư cách đạt được ý chí truyền thừa của Thanh Đế. Phải nói là số người leo lên tầng thứ 9 của Đan Dương Tháp cũng không được mấy người, càng không cần nói đến ý chí truyền thừa của Thanh Đế ở tầng cao nhất. Ai mà ngờ được cuối cùng người có được truyền thừa này lại là một người ngoài. Đương nhiên, mặc kệ là đệ tử trong tông môn hay là người ngoài có được truyền thừa thì Cốc Thanh Sơn cũng không có tư cách quyết định cái gì, bởi vì đó là lựa chọn của Thanh Đế. Cốc Thanh Sơn không mạo phạm nổi. Trong đầu ông đột nhiên lóe lên linh quang, cười ôn hòa dò hỏi. Cái kia, anh Lục, không biết anh có hứng thú gia nhập Đan Dương Tông không, cũng có thể làm bạn với cô Lâm. Ông muốn thông qua Lâm Thanh Đàn để giữ lại Lục Vân. Rất tự giác. Cốc Thanh Sơn lại bổ sung nói, về sau anh cũng có thể tự do ra vào Đan Dương Tông giống như cô Lâm, trừ phi là gặp tình huống khẩn cấp, bình thường tông môn sẽ không cưỡng chế hai người trở về. Kỳ thật trở thành đệ tử của Đan Dương Tông chỉ là một cách giao hảo. Những tu luyện giả có tiềm lực mang theo tên tuổi Đan Dương Tông thì không có khả năng máu lạnh thờ ơ nếu sau này Đan Dương Tông gặp nạn. Nếu thật sự làm thế thì không biết phải nói gì hơn. Lục Vân đã có thể trở thành người thừa kế ý chí của Thanh Đế thì chứng tỏ thiên phú của hắn được Thanh Đế tán thành, tương lai nhất định sẽ có đại cơ duyên. Tiền đồ sán lạn. Đương nhiên Cốc Thanh Sơn hy vọng hắn gia nhập Đan Dương Tông. Lục Vân ngẫm nghĩ rồi cười nói, Cốc Tông Chủ. Kỳ thật chỉ cần chị hai tôi trở thành đệ tử của Đan Dương Tông các người cũng đã đủ rồi. Đây là uyển chuyển từ chối. Cốc Thanh Sơn nghĩ kỹ lại thì cũng thấy có lý. Dù sao mục đích cuối cùng là vì giao hảo Lục Vân,
chỉ cần đối đãi thật tốt với Lâm Thanh Đàn thì hắn nhất định sẽ có thiện cảm với Đan Dương Tông. Tôi không gia nhập Đan Dương Tông còn có một nguyên nhân khác, chính là tôi đã có tông môn. Tiếp theo Lục Vân lại bổ sung một câu. Đã có tông môn rồi, Cốc Thanh Sơn hơi sửng sốt. Không phải Mộc Bình nói Lục Vân là tán tu sao, sao lại đột nhiên xuất hiện một tông môn? Cốc Thanh Sơn hiếu kỳ hỏi, anh Lục có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của tôi, nói cho tôi biết tên tông môn của anh là gì để tương lai tôi cũng tiện đi đến thăm hỏi không? Thiên Đạo Tông, Lục Vân kiêu ngạo trả lời. Cốc Thanh Sơn nghe vậy thì sắc mặt hơi thay đổi, trở nên cực kỳ quái lạ. Thiên Đạo Tông, sắc mặt Cốc Thanh Sơn trở nên vô cùng quái lạ. Theo ông biết trên thế giới này chỉ có một Thiên Đạo Tông, đó là Đạo Tông cướp gà trộm chó, chuyên dở mấy trò trộm đạo. Tông môn này không có tông chỉ, thành viên tông môn đều chạy tán loạn bốn phía, chủ yếu là do họ làm quá nhiều chuyện thất đức nên ở lại tông sẽ bị người ta đánh chết. Mà sở dĩ Cốc Thanh Sơn không nghe thành Thiên Đạo Tông, lẽ trời là bởi vì cái tên Thiên Đạo này không phải tông môn nào cũng xứng có được. Trong phạm vi Côn Luân thì không ai dám lấy hai chữ Thiên Đạo này để đặt tên. Cho nên ông tin chắc là Thiên Đạo Tông mà Lục Vân nói không phải là Thiên Đạo Tông, lẽ trời. Nhưng dáng vẻ kiêu ngạo kia là thế nào? Cốc Thanh Sơn rất hoang mang, trông thấy vẻ mặt kiêu ngạo kia của Lục Vân thì nhìn không được nói thầm trong lòng, từ khi nào mà đệ tử của tông môn cướp gà trộm chó lại cảm thấy tự hào như vậy? Ông cảm thấy rất khó hiểu. Lục Vân nhìn thấy sắc mặt quái dị của ông thì đắc ý nói một câu, Cốc Tông Chủ, ông không cần phải ao ước, Thiên Đạo Tông có tiêu chuẩn rất cao, không phải người nào cũng được gia nhập. Nhưng nếu ông chịu từ bỏ thân phận Tông Chủ Đan Dương Tông của mình thì tôi có thể phá lệ để ông gia nhập Thiên Đạo Tông, trở thành đệ tử của tôi. Khụ khụ, không cần, thật vinh hạnh được anh Lục coi trọng, nhưng sự yêu thương này quá nặng nề, tôi không chịu đựng nổi. Cốc Thanh Sơn vội vàng từ chối. Lục Vân nói, Cốc Tông Chủ khách sáo với tôi như vậy làm gì, tôi nói ông được thì ông nhất định được. Không được không được. Lão già chết tiệt, có phải ông không nể mặt hay không? Cốc Thanh Sơn suýt ứa nước mắt. Đương nhiên Lục Vân chỉ đang đùa với ông một chút thôi, rất nhanh Cốc Thanh Sơn đã chú ý tới linh hỏa trên tầng thứ 11 của Đan Dương Tháp đã biến mất. Cả tòa Đan Dương Tháp mất đi nguồn cung cấp nhiệt độ. Anh Lục, linh hỏa tầng này bị anh lấy đi rồi sao? Cốc Thanh Sơn hỏi. Ông vừa xông vào Đan Dương Tháp, một lòng chỉ nghĩ đến chuyện Chu Ma nên không chú ý tới nhiệt độ trong tháp thay đổi, tới lúc này bình tĩnh trở lại mới nhận ra không thấy linh hỏa đâu. Thì ra gọi là linh hỏa, khó trách không giống với ngọn lửa bình thường. Lục Vân thầm nghĩ trong lòng, trên mặt lại bày ra vẻ vô tội, Cốc Tông Chủ, ông đang nói cái gì vậy, linh hỏa gì, sao tôi không hiểu gì hết vậy? Thân thể của hắn có thể cắn nuốt linh hỏa, cụ thể tại sao thì cả Lục Vân cũng không rõ, tạm thời đừng để lộ ra thì tốt hơn. Dù sao linh hỏa kia đã bị hắn cắn nuốt, muốn hắn trả lại là không có khả năng, dứt khoát chối bỏ không nhận đi. Ông có thể làm gì được tôi? Cốc Thanh Sơn còn chưa kịp phản ứng, kinh ngạc nghĩ Lục Vân đã leo lên đỉnh mà sao lại không tiếp xúc với linh hỏa chứ? Ông vừa muốn mở miệng liền nghe Lưu Lão nói, quên đi Cốc Tông Chủ, đừng xoắn suýt chuyện linh hỏa, nếu cậu Lục nói chưa từng thấy thì chính là chưa từng thấy. Làm sao Lưu Lão có thể không đoán ra Lục Vân đang giả ngu? Lông mày tóc đều bị đốt rụi còn nói mình chưa từng nhìn thấy linh hỏa, ai mà tin chứ? Đồ đần mới tin. Cốc Thanh Sơn mới tin. Dù sao Lưu Lão không quan tâm linh hỏa cái gì, nhiệm vụ của Lão chính là trông coi Đan Dương Tháp chờ đợi người thừa kế ý chí của Thanh Đế đến. Hiện tại rốt cuộc đã đợi được người thừa kế, về sau Lưu Lão đã tự do, Lão chuẩn bị rời khỏi Côn Luân ra ngoài đi một vòng để cảm nhận không khí của thế tục. Còn chuyện Đan Dương Tháp sụp đổ cũng không liên quan đến Lão, càng đừng nói đến linh hỏa kia. Mà khác biệt rõ ràng với Lão chính là Cốc Thanh Sơn vẻ mặt buồn thiu. Linh hỏa cực kỳ quan trọng đối với Đan Dương Tháp, bởi vì linh hỏa cung cấp nhiệt lượng có thể giúp đan đỉnh trong tháp luôn duy trì trạng thái tốt nhất. Đan đỉnh phẩm chất càng cao thì càng cần nhiệt lượng cung ứng. Hiện tại linh hỏa biến mất, không cách nào tiếp tục cung cấp nhiệt độ nên về sau Đan Dương Tháp này chỉ là một công trình kiến trúc bình thường dùng để chứa đan đỉnh. Cốc Thanh Sơn đau lòng muốn chết. Lục Vân biết mà còn hỏi. Cốc Tông Chủ, hôm nay tâm tình của ông không tốt sao, sao sắc mặt khó coi như vậy? Khóe miệng còn giật giật nữa. Cốc Thanh Sơn, Lưu Lão đột nhiên nhớ tới một việc, nói, cậu Lục, quên nói một chuyện với cậu,
cậu được ý chí truyền thừa của Thanh Đế thì về sau chắc cũng đi theo con đường luyện đan này, nên được phối một cái đan đỉnh. Đan đỉnh trên tầng thứ 10 tên là Càn Khôn Đan Dương Đỉnh, là đỉnh mà tông chủ nhiệm kỳ trước của Đan Dương Tông sử dụng, mặc dù kém Thanh Đế Huyền Hỏa Đỉnh, nhưng cũng miễn cưỡng dùng được. Hay cậu nhận nó đi. Cốc Thanh Sơn. Tiên sư nhà ông không nói lời nào sẽ chết sao? Cốc Thanh Sơn tức giận thầm mắng trong lòng, đương nhiên cũng chỉ dám thầm mắng, căn bản không dám nói ra lời. Ai bảo vai vế của Lưu lão cao hơn ông chứ? Nhưng thật khó chịu. Cốc Thanh Sơn không xen vào được ý chí truyền thừa của Thanh Đế bởi vì đó là lựa chọn của Thanh Đế, nhưng những vật khác trong Đan Dương Tháp thì ông rất đau lòng. Linh hỏa mất thì thôi đi, hiện tại còn muốn nhắm vào Càn Khôn Đan Dương Đỉnh, làm sao Cốc Thanh Sơn có thể vui vẻ được. Lục Vân cười mà không cười liếc nhìn Cốc Thanh Sơn, sau đó quay lại già mồm nói, vậy thì ngại quá, nếu tôi lấy Càn Khôn Đan Dương Đỉnh đi thì chỉ sợ Cốc Tông Chủ sẽ không vui. Cậu Lục suy nghĩ nhiều, Cốc Tông Chủ không phải loại người hẹp hòi như vậy, chỉ cần cậu có duyên với cái đỉnh kia thì cứ tùy tiện lấy đi, tôi nói có đúng không, Cốc Tông Chủ. Lưu Lão lại quyết định thay Cốc Thanh Sơn. Cốc Thanh Sơn, tiên sư ông nội cha lão. Trên mặt ông lại miễn cưỡng nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc, nói, ha ha. À, Lưu Lão nói đúng lắm, đan đỉnh phẩm chất này không phải ai cũng có thể tùy tiện lấy đi, cần cơ duyên. Giống như pháp bảo nhận chủ, không phải người nào cũng có thể lấy đi, mà là sự lựa chọn hai chiều. Bảo vật có linh, chỉ khi nào được pháp bảo tán thành thì mới có thể phát huy ra toàn bộ uy lực của nó. Càn Khôn Đan Dương Đỉnh cũng như thế. Người bình thường muốn nâng nó lên còn khó, nhưng nếu được nó tán thành thì không chỉ trọng lượng nhẹ như lông vũ mà còn có thể phóng to thu nhỏ tự nhiên. Đây chính là ý nghĩa của hai chữ càn khôn. Cốc Tông Chủ, ông xác định không ngại sao? Ha ha, không ngại. Thật sự không ngại. Thật không ngại. Tôi là người thừa kế ý chí của Thanh Đế, có được đại cơ duyên, ông không sợ tôi lấy cái đan đỉnh phía dưới đi sao? Nếu như thế thì tôi chỉ có thể chúc phúc cho anh Lục. Ông thật dối trá. Lục Vân cố ý kích thích Cốc Thanh Sơn nhiều lần. Ai bảo ông muốn chu ma, ai bảo ông kiểm tra tôi, hiện tại gặp chuyện xui xẻo là do ông tự tìm. Lúc này Cốc Thanh Sơn thật sự sắp khóc. Ông có thể không ngại sao? Ông có thể nói mình rất để ý sao? Lưu Lão đã nói đến vậy rồi, nếu Cốc Thanh Sơn bảo mình rất để ý thì không phải là hẹp hòi như Lưu Lão đã nói sao? Cứ hỏi hoài, thật là đáng ghét. Hiện tại Cốc Thanh Sơn mới phát hiện Lục Vân này thật cà trớn. Lục Vân thấy sắc mặt ông càng ngày càng khó coi thì tâm tình lập tức vui vẻ, vừa cười vừa nói, nếu Cốc Tông Chủ không để ý thì tôi từ chối cũng bất kính. Nói xong, hắn nghênh ngang đi xuống một tầng, bước vào tầng thứ 10. Cái đan đỉnh đỏ rực kia mất đi nhiệt độ do linh hỏa cung cấp nên không còn sáng bóng như trước đó. Nhưng vấn đề không lớn. Lục Vân cắt ngón tay bôi một giọt máu tươi lên đan đỉnh, đây là một khâu cần thiết để trao đổi với pháp bảo. Nếu như Càn Khôn Đan Dương Đỉnh có phản ứng thì sẽ tiếp tục bước kế tiếp. Máu tươi bôi lên mặt ngoài cái đan đỉnh đỏ rực, cấp tốc bị hấp thu. Nhưng mà một phút trôi qua, đan đỉnh không có phản ứng gì. Hai phút trôi qua, đan đỉnh vẫn không phản ứng. Năm phút trôi qua, đan đỉnh vẫn không có phản ứng. Bình thường trôi qua thời gian dài như vậy mà đan đỉnh vẫn không có phản ứng chứng tỏ Càn Khôn Đan Dương Đỉnh không có hứng thú với Lục Vân. Không có hứng thú thì tất nhiên không chịu nhận chủ. Giữ được Càn Khôn Đan Dương Đỉnh rồi, Cốc Thanh Sơn âm thầm thở phào một hơi. Trong lòng ông mừng thầm, nhưng mặt ngoài lại bày ra dáng vẻ tiếc hận, vỗ nhẹ bả vai Lục Vân và nói, anh Lục, xem ra duyên phận không thể cưỡng cầu. Cũng may cơ duyên của người thừa kế ý chí Thanh Đế không ở nơi này. Không thì Cốc Thanh Sơn sẽ đau lòng chết mất. Anh Lục đừng nhụt chí, anh đã được ý chí của Thanh Đế tán thành thì về sau nhất định sẽ có kỳ ngộ lớn, chút cản trở nho nhỏ này không quan trọng. Tâm tình của Cốc Thanh Sơn rất tốt nên cũng bắt đầu nói nhiều lên, không ngừng an ủi Lục Vân, khóe miệng không kiềm được nhếch lên một cái. Nhưng Cốc Thanh Sơn nói giữa chừng thì đột nhiên im bặt đi. Nụ cười của ông lập tức cứng lại trên khóe môi. Chỉ nghe thấy một tiếng ong vang lên. Đan đỉnh cao cỡ nửa người đứng sừng sững trước mặt họ đột nhiên lấp lóe ánh đỏ, trong nháy mắt lại bay lên lơ lửng một cách quỷ dị. Ong, 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 tiếng động đó không ngừng vang lên. Mà mỗi một âm thanh vang lên thì hào quang màu đỏ thắm trên đan đỉnh lại lấp lóe một lần.
Mỗi khi tia sáng lấp lóe một lần thì thể tích của đan đỉnh lại thu nhỏ một chút. Cuối cùng càn khôn đan dương đỉnh vốn nặng nề to lớn bỗng biến thành kích thước bằng nửa bàn tay, nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay Lục Vân, còn không ngừng xoay tròn cọ qua cọ lại như một đứa bé ngoan nũng nịu. Cái này! Cốc Thanh Sơn lập tức trợn tròn mắt, bắp thịt trên gương mặt điên cuồng co rút, dùng sức chừng lớn hai mắt để lộ sự khó tin trong lòng ông. Thật sự khó mà tin được, quá trình pháp bảo nhận chủ tuyệt đối không đơn giản như vậy, nhỏ máu chỉ là bước đầu tiên, nếu như pháp bảo có phản ứng thì chứng tỏ nó có thiện cảm với người nhỏ máu. Nhưng điều này không có nghĩa là nhận chủ thành công. Tiếp theo pháp bảo còn đưa ra khảo nghiệm của nó, người thông qua khảo nghiệm mới xem như nhận chủ thành công. Nhưng trước mắt lại là tình huống gì? Lục Vân chỉ bôi một giọt máu lên càn khôn đan dương đỉnh mà nó đã nhận chủ rồi. Không cần phải khảo nghiệm luôn sao? Máu của Lục Vân Châu bò thế à? Cốc Thanh Sơn vừa khiếp sợ vừa đau lòng. Lưu lão cũng không khống chế được lộ ra vẻ kinh ngạc. Không hổ là người thừa kế ý chí của Thanh Đế, cơ duyên này quả nhiên không phải người bình thường có khả năng so sánh được. Hễ là người có được đại cơ duyên thì trên người chắc chắn sẽ có một hai loại đặc tính khiến người ta ao ước đến phát cuồng, ví dụ như trời sinh hòa hợp với pháp bảo. Có lẽ Lục Vân chính là loại người như vậy. Lưu lão phục sát đất. Cốc tông chủ, thật rất cảm tạ ông. Lúc này Lục Vân đột nhiên nhìn về phía Cốc Thanh Sơn, cổ quái mở miệng nói. Lòng Cốc Thanh Sơn đang rỉ máu, nhưng chỉ có thể nặn ra một nụ cười khổ mà nói, anh Lục đừng nói như vậy, được càn khôn đan dương đỉnh tán đồng là bản lãnh của anh, không cần cảm tạ tôi. Không được, vẫn phải cảm tạ Cốc tông chủ. Lục Vân nghiêm túc nói. Ban đầu đan đỉnh này không có phản ứng, tôi còn tưởng rằng thật sự thất bại, nhất định là Cốc tông chủ an ủi tôi làm cảm động nó nên nó mới nhận tôi làm chủ. Phốc! Cốc Thanh Sơn suýt phun máu. Vừa rồi ông thật lòng an ủi sao? Rõ ràng là trong lòng mừng thầm, Lục Vân nói những lời này thật sự quá đáng giận. Giết người chu tâm! Cốc Thanh Sơn có xúc động mãnh liệt muốn tự sát. Tỉnh táo lại! Tỉnh táo lại! Cốc Thanh Sơn không ngừng hít sâu. Qua một hồi lâu rốt cục cũng bình phục oán niệm trong lòng rồi trịnh trọng nói, anh Lục, đây là cơ duyên của anh, tôi chúc phúc anh. Vẻ mặt của ông rất nghiêm túc, ánh mắt chân thành không có dấu vết biểu diễn rõ ràng giống như trước đó nữa. Mặc kệ là linh hỏa hay càn khôn đan dương đỉnh, bây giờ khả năng lấy lại cũng không lớn, thế thì không bằng hào phóng đưa cho Lục Vân một ân tình đi. Dù sao Lục Vân cũng là người thừa kế ý chí của Thanh Đế, về sau nhất định có tiền đồ vô lượng. Chấp nối quan hệ với hắn càng có giá trị hơn nhiều. Suy nghĩ của Cốc Thanh Sơn càng thông thấu, rất nhanh đã thoải mái lại. Điều này cũng làm Lục Vân lau mắt mà nhìn ông mấy phần. Vừa rồi sở dĩ không ngừng chế nhạo, kích thích Cốc Thanh Sơn là bởi vì lão già này lừa gạt hắn vào đan dương tháp, Lục Vân cũng ghi thù trong lòng. Nhưng nghĩ lại, nếu như không phải bị Cốc Thanh Sơn lừa gạt đi vào nơi này thì hắn cũng không thể đạt được thu hoạch lớn như thế. Lục Vân cười sảng khoái và nói, Cốc tông chủ, nói thế nào thì tôi cũng ghi nhớ ân tình này của Đan Dương Tông các người. Cốc Thanh Sơn lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng. Sau khi không chút khách sáo nhận lấy càn khôn Đan Dương đỉnh, Lục Vân lại đi xuống tầng thứ ba của Đan Dương Tháp. Mặc kệ hắn bị gài tiến vào đây, nhưng Cốc Thanh Sơn có sai một câu không nói, Lâm Thanh Đàn cần cái đỉnh thứ hai để đạt được hiệu quả che giấu tai mắt. Lục Vân nhất định phải giúp Lâm Thanh Đàn chọn lựa một cái đan đỉnh, không thể có phẩm chất quá cao, nhưng cũng không thể quá phế. Tầng thứ ba là vừa vặn. Lục Vân dựa theo hiểu biết của mình về tính cách của Lâm Thanh Đàn mà giúp cô chọn một cái đan đỉnh thể tích không lớn, kiểu dáng tinh xảo, rõ ràng càng thích hợp cho phụ nữ sử dụng. Cốc Thanh Sơn chủ động lấy ra một cái túi như túi thơm mà nói, loại túi thu nạp này là pháp khí, có thể thu đan đỉnh vào bên trong. Hầu như môn nhân của Đan Dương Tông đều có một cái. Túi thu nạp. Lục Vân nhịn không được cảm khái, những tông môn côn luân này quả nhiên là giàu sụ, pháp khí như vậy mà trong tay mỗi người đều có một cái. Thật là mở mang hiểu biết. Khó trách Lưu lão có thể đột nhiên biến ra một cái áo choàng, thì ra là nhờ túi thu nạp này. Kỳ thật càn khôn Đan Dương đỉnh mà Lục Vân vừa thu phục có thể chữ vật được, hơn nữa không gian trong đó lớn hơn túi thu nạp không biết bao nhiêu lần. Nhưng cái túi thu nạp này của Cốc Thanh Sơn rõ ràng là chuẩn bị cho Lâm Thanh Đàn, Lục Vân không nói thêm gì. Sau khi làm xong những chuyện này, Cốc Thanh Sơn sắc mặt nặng nề nói, anh Lục, anh là người thừa kế chuyện ý chí của Thanh Đế,
hiện tại người biết tin này còn không nhiều. Tôi đề nghị là giữ bí mật. Tuy phần lớn mọi người đều nguyện ý qua lại với người có khí vận lớn, nhưng không thể không có lòng phòng bị, rất khó đảm bảo không xuất hiện một vài tiểu nhân có tâm tư đố kỵ. Ở đâu cũng có kẻ ganh ghét, rất nhiều người không muốn thấy ai tốt hơn mình, cũng có vài tên biến thái thuần túy chỉ muốn hành hạ giết chết thiên tài để chiếm được khoái cảm. Cái này không thể không phòng. Cốc Thanh Sơn tiếp tục nói, đương nhiên đây chỉ là đề nghị cá nhân của tôi thôi, nếu như anh Lục rất hưởng thụ cảm giác được vạn người ngắm nhìn thì lộ ra cũng không sao. Đúng là có rất nhiều kẻ ganh ghét, nhưng đa phần chỉ đố kỵ, biến thái thật sự dám làm thẳng tay vẫn là rất ít. Dù sao đây cũng là người thừa kế ý chí của Thanh Đế, người chính thức có được đại cơ duyên, lỡ hắn sống sót thì sau này sẽ là một cổ máy báo thù cực đoan kinh khủng. Không ai dám tùy tiện mạo hiểm như vậy. Cốc Thanh Sơn suy xét rất đúng, Lục Vân đội mũ của áo choàng màu đen lên, thân thể hoàn toàn được áo bào đen bao phủ, hỏi, Cốc Tông Chủ, ông cảm thấy hiện tại thế nào? Cốc Thanh Sơn ngầm hiểu rồi chỉ một hướng cho Lục Vân. Giây lát sau, một bóng đen không thấy rõ hình dạng cũng không thấy rõ hình thể lao ra từ đan dương tháp, cứ như một con chuột đen to đùng đột nhiên nhảy ra ngoài. Bên ngoài tụ tập đầy đệ tử của đan dương tông. Ai cũng hiếu kỳ rốt cuộc người thừa kế ý chí của Thanh Đế có thân phận là gì. Bỗng nhiên, họ trông thấy một cái bóng đen nhảy ra. Tầm mắt mọi người đều lập tức bắn tới, nhưng lại không thấy rõ cái gì. Tốc độ của người nọ thực sự quá nhanh. Mấy trưởng lão Đan Dương Tông đang chuẩn bị khởi hành đuổi theo thì đột nhiên nghe thấy Cốc Thanh Sơn quát lớn một tiếng, dừng lại. Họ lập tức ngừng bước. Tông chủ! Rốt cuộc người vừa nhảy ra là tu ma giả hay là người thừa kế ý chí của Thanh Đế? Mấy trưởng lão Đan Dương Tông nhìn không được hiếu kỳ mà hỏi. Trước đó họ nghe Tông Chủ nói trong Đan Dương Tháp có một đại ma, đã chuẩn bị khởi động đại trận hộ sơn, kết quả vào thời khắc mấu chốt lại xuất hiện biến cố. Cốc Thanh Sơn đành vào tháp xem, những trưởng lão họ chỉ có thể lo lắng chờ đợi. Cốc Thanh Sơn nghiêm túc nói, trước nay Đan Dương Tông chúng ta chưa từng xuất hiện tu ma giả. Mọi chuyện xảy ra trước đó đều là hiểu lầm. Đám người kinh ngạc. Sau đó họ kịp phản ứng, ý của Tông Chủ là người vừa đi ra không phải tu ma giả, vậy chính là người thừa kế ý chí của Thanh Đế. Sở dĩ hắn bọc kín như vậy chỉ vì che giấu thân phận. Khó trách Tông Chủ không để họ đuổi theo. Những trưởng lão này cũng rất tò mò về thân phận của người thừa kế ý chí Thanh Đế giống như những đệ tử Tông Môn, nhưng hiện tại xem ra muốn biết thân phận của người kia là không có khả năng. Thật là đáng tiếc. Trong đông đảo trưởng lão, chỉ có Mộc Bình mới biết Lục Vân chính là người thừa kế ý chí của Thanh Đế, nhưng bà ta chắc chắn sẽ không tùy tiện nói ra. Chuyện xảy ra hôm nay làm chấn động tất cả mọi người ở Đan Dương Tông. Đây là chuyện trước nay chưa từng có. Đầu tiên là xuất hiện một tu ma giả kinh khủng, sau đó lại truyền ra tu ma giả là hiểu lầm, thân phận chân chính của người kia là người thừa kế ý chí của Thanh Đế. Người thừa kế ý chí của Thanh Đế đó. Đây cơ duyên to lớn là cỡ nào, có thể nói là cơ duyên mà vô số người cả Đan Dương Tông tha thiết ước mơ muốn có được. Các nam đệ tử của Đan Dương Tông rất muốn biết thân phận của người kia, nhưng lại sợ sau khi biết thì sẽ không nén được đố kỵ, vì thế cực kỳ mâu thuẫn. Mà các nữ đệ tử thì thuần túy hơn nhiều, trừ trường hợp cá biệt ra thì phần lớn nữ đệ tử không có lòng háo thắng bằng nam đệ tử, tất nhiên không có lý tưởng hùng vĩ như vậy. Trở thành người thừa kế ý chí của Thanh Đế sao? Ngủ đi nằm mơ còn được. Tuy nói như thế, nhưng các cô lại càng bức thiết muốn biết thân phận của người thừa kế hơn các nam đệ tử Đan Dương Tông. Hôm nay lúc người đó đi ra, đầu bị mũ bao lấy, không thấy rõ hình dạng, hình thể cũng bị áo bào đen bao trùm, nhìn không đoán ra được quá nhiều thứ. Nhưng họ lại có thể dựa vào chiếu và động tác để nhận ra đó là một người đàn ông. Cộng thêm dáng người của hắn mạnh mẽ, lưng không bị khòm nên có thể là một thanh niên 20 tuổi trở lên. 30 tuổi trở xuống. Biết được điều này cũng đã đủ làm các nữ đệ tử lòng xuân dao động. Tìm được hắn, sau đó dùng sắc đẹp để bắt lấy hắn. Căn bản không cần để ý người kia dáng dấp thế nào, đã là người có đại cơ duyên được Thanh Đế tán thành thì tướng mạo còn quan trọng sao? Tuyệt đối không quan trọng. Ngay khi những nam đệ tử Đan Dương Tông tâm tình phức tạp, các nữ đệ tử xuân tâm tràn lan. Không ai biết một người đầu trọc mặc trang phục Đan Dương Tông đang âm thầm xuất hiện trong Đan Dương Tông.